hoài thấy tao đẹp, nhìn hoài mấy ma. Đừng có làm gì với ta. Đang giữa chừng, đang vô chiến trận cái bị đau bụng. Mấy em nội ơi. Hello, hello. Em chào mấy chị xinh đẹp. Rồi vô nè mấy chị ơi. Hello mấy chị. Đây tình thanh thanh đây. Bữa nay em lên sớm nha. Nửa 11 giờ rưỡi em lên. Đúng là Facebook này nó ác dễ sợ, nó còn cái gọi là ác cho tao kia, nó cứ bắt tao sống thật hoài luôn vậy. Chị con. Em kêu nào hỏi đi. Hello, tình yêu Kiều Giang Phạm nha. Vô chào cái lấy hên đi. Ủa một cái bông hồng trên lầu còn mấy cái Dương ơi? Còn nhiêu cái? 100 cái không? Giờ lấy cái bông hồng xuống đi con. Bữa nay chốt trên like tặng bông hồng nha mấy chị ơi, em tặng cái bông hồng bằng sáp cho nó có chút xíu gì đó, nó tình thương mến hương. Dạ. Dạ, cái đầm em á chế ơi, 500k chế ơi. Hi hi, dễ thương nha mấy chị. Bữa nay em xem 4 tháng 2 nè. Tối hôm qua chơi leo cây, biết sao chơi leo cây không? Ông anh trai gì Kiều Mỹ không về, rồi em đi ăn với ba mẹ em đó mấy chị. Cuối cùng là hôm qua em ăn xong cái em về em leo lên đi căng là em 5-6kg gỡ. Ốc mà nói luôn. Em chào tình yêu Nguyễn Hương nha, Võ Trâm nè, Giang Minh nè, em chào chị Long Vũ, em chào tình yêu Thanh Thí. Em chào tình yêu Nguyễn Halen, hello chị, em chào chị Tú Kim. Bữa nay đồ nhiều, với lại cái đồng hồ thuốc của chị về rồi nha Duyên ơi. Chiều nay về. Mấy chế ơi, bữa nay em like sòn với em like bạch kim, tất cả em sale hết cho mấy chị để kịp ngày 14 tháng 2 nha. Ngày này bà nào cũng có quà là xu nha, phải có quà cho em. Ít nhiều giờ cũng có quà luôn. Em là có tới hai món cho mấy chị nè. Thứ nhất là em, một là mấy chị em có vàng, hai là em sẽ có kim đương cương cho mấy chị, ba là mấy chị hôm nay chốt trên livestream mình sẽ có bông hồng bằng sáp luôn nha. Đẹp lắm, sang lắm luôn giùm em. Rồi lên đơn em mấy chị ơi. Em hello, bữa nay nhiều đồ đẹp lắm. Dạ em chào tình yêu Mai Tuyết, em đẹp quá ha chị. Em cũng thấy em vậy luôn. Rồi em chúc với chị Tú Kim. Dạ ok ra. Đồng hồ đang đeo á, đồng hồ sòn. Đồng hồ Thứ Vinh đang đeo mà model á, 3 triệu 3 đó, thì ngày mai ngày mốt mới về, mới kịp cho mấy chị chốt trên like nha. Dạ, bông tay là bông tay sòn chứ ơi, qua kia chị nào chốt em mà làm như chốt vui nữa nè. Đó, 63 triệu chốt đầu like 60 thôi sòn. Dạ, dây chuyền đầu like em xem với chị luôn, 1.350.000, dây mới 2 tầng luôn, em đẹp lắm. Nè, đã gửi chị coi. Chào tình yêu Vũ Đoàn nha, Cẩm Tiên. À, đồng hồ bữa chị chụp lên ý đó dễ thương cho. Em để gì mấy chị coi nè. Rồi dây chuyền em đang đeo là chị nào lấy comment giùm em nè. Ô Dương ơi, Dương cơm giùm chị xài dây chuyền này coi, em có cộng một của mấy chị. Hello Trương Bảo Ngon, em hello chị yêu Nguyễn Diễm, em chào mấy cục cưng xinh đẹp nha. Chúc buổi trưa coi vàng chốt được siêu phẩm luôn giùm em, toàn là kèo thơm không. Căn thử ra cục cưng đây, nhẫn này mấy chị, nhẫn này em bị chị nào xả đơn có đổi mẫu lỗ cọc 500.000 nha. Nhưng mà cái này là 54 triệu, em tặng luôn đầu like cho mấy chị luôn 14 tháng 2. Nhẫn này tấm siêu to luôn, 3-4 tầng hột giọt mưa luôn. Chu cha mờ ơi, 60 triệu mua được đó, em sale 52 triệu. 52 triệu. 34-39. Dạ, dây chuyền đang đeo là 46 triệu 500 nha cả nhà ơi. 46 năm, đây nó có cái toàn ten giọt nước luôn vậy nè. Bây giờ mấy dây này mấy chị phải mua giá trên 1.500.000 hết rồi, sang giả men chưa. Em chào tình yêu Võ Thoảng nha, em chào chế Tô Thị. Lắc đi chân hả? Từ từ em lên, nhiều đồ lắm. Thả tim cho em đi. Rồi em chốt đơn cho chị yêu đây. Bữa nay like sòn, like ý luôn mấy chị. Dạ, được cái là bữa nay sòn nhiều với like ý nhiều, nói chung có giống chị cũng nhiều nha, chị có thiếu nợ thôi. Lấy vàng lấy sòn quá trời, cho nên là chị có thiếu nợ thôi, chứ vàng sòn là mấy chị nè. Đó, mấy chị giải cứu tiếp em là có tiền liền. Rồi em chào, em cảm ơn chế Phúc Ân. 52 triệu. Rồi ok na, nè chỉ em chụp cái đi con, 52. Dây em đang đeo là 46 triệu 500. Bông đang đeo mấy chị ơi, 80 triệu mới mua được đó. Hôm qua em kia chị nào chốt em mà làm như chị chút vui nữa. Mấy chị vui là em khóc đó. Mấy chị vui là bé Vinh khóc đó. Nè, rồi bé Vinh chốt đơn cho 60 triệu. 20 cái con. 60. Ủa vậy có 20 cái vậy bà? Hả? Bà đặt thêm con được không ơi? Đưa con 20 cái thôi, rồi đừng đưa cho con cái 2 cái đi, mẫu nè. Bây giờ đưa xuống đây cho 2 cái. Dạ, đưa con cái 2 cái. Rồi 60 triệu luôn giùm em, bao đẹp. Em cho đổi lên 10 bán lỗ 20 sòn bữa nay hết nha. Chương trình 10 tới đây tới 14 tháng 2 sòn cho 10 20 hết luôn. Giá tiền nó giảm 10%, trên live giảm từ 10 15 20 luôn, chơi sập sàn bánh nóc. Đây mấy chị gái, bông sòn luôn giùm em 60 triệu.
Em hello chế mỹ lệ luôn nhà em. Dạ đồng hồ em. Dạ cái đầm em có cái một à, em để sao cho chị Mỹ Hương nè, chốt với em dễ thương quá chị ơi. Nói không, cái đó em dễ thương nó bà chốt được rồi đó. Rồi bông tay là 60 nha, bộ hỏng tới 63 là có mấy chị ở thả tim rồi chia sẻ em mấy chị. Thả tim chia sẻ giúp em. 60 triệu bông này nè con, đăng lên chụp luôn giùm em. Đảo nhẫn sao hả chị Trần Nhung? Chị điện số hotline 0339662 gửi về bên em đổi cho nha cả nhà. Ở ngoài đẹp hơn trong live mấy chị ơi. Đây sòn to bự đẹp rẻ luôn. Rồi hú hồn chị mén luôn nha. Giá bán lẻ chiếc nhẫn này là 38 triệu, giá với Vinh bán chỉ có 29 triệu thôi. Chào Phúc Nguyễn, chào Lo Nâu Hàng, chào Trần Nhung, chào Mỹ Mỹ, chào Cẩm Duyên Phan. 29 triệu chiếc nhẫn to đùng luôn. Và tất cả bên đây là em bán nhé mấy chị, là đồ siêu to, giá siêu mềm, lòng trong có lớp giác lòng hình đồng tiền luôn. Rồi mua gió sòn nha em, được tặng hộp nhân tạo nha mấy chị. Phơm bự, tấm bự, hàng đẹp, nhà vàng dày, chuẩn suy đẹp luôn cho em luôn. Rẻ, ngon, độc luôn nha em. 29 triệu luôn nha em. Đồng hồ 1.450.000 chiều nay em về được 50 cái mà cho nó 35 cái rồi. Nè mấy chị, tặng luôn cái bông hồng này nha. Em chỉ có 100 bông. Chốt bữa nay, ngày mai em kinh phí em có sen nữa thì em đặt thêm 100 bông nữa. Nha mấy chị ấy. Chốt 100 đơn này, chỉ có 100 chị có đơn thôi cho nên mình tranh thủ giúp em. Bữa nay mua cái giống mơ gì được tặng cái bông này hết nha. Mấy chục ngàn cây này mà quan trọng là cái tấm lòng em gửi cho mấy chị nha, chốt dí cho nó dễ thương được chồng cưng giống em ha. Rồi 1450. Chiều tư 50 ngàn, chiều nay có 15. Nhẫn em đang đeo có 29 triệu thôi. Đồng hồ của Vinh, cái này đồng hồ sòn của Ly Chặt Méo. Cái này chồng em mua 8 tỷ lận thì nhưng mà giống như y gan gì à. ngày mai nó sẽ có về cho mấy chị loại 3.3 triệu, ngày mốt có nha. Bây giờ thì nhà nhẫn giùm em siêu to khổng lồ luôn em mấy chị. Ôi ơi, ở mấy bà mà không có nghe lộn nha, cái này tổng cộng nó 2 tầng hộp, tầng ngoài nó amaro luôn giùm em, tầng bên hông nó đi 3 hàng hộp luôn giùm em. Nguyên chiếc nhẫn siêu to, giá bán lẻ ngoài chợ là 38 triệu, giá bây Vinh 29 triệu luôn giùm em trao đổi luôn 10 bông lỗ 20. Đồng hồ 1450, con kéo cái hình lại con có được không ta, còn cái hình nào không con, vô chế Bích Ngọc đi, chiều nay còn 15 cái. Có nói chị về người gửi cái đồng hồ về người con kiếm cái hình này cho bạn đi không. 29 triệu nè, em chào chị Quách Ngọc Bói. Đó, đẹp chưa mấy chị, siêu to. Chà bá lửa luôn, 29. Đây, tặng liền luôn cho cái này luôn giùm em. Mấy chị, em nói nè, người ta bán 5 ly tư nước truy thôi nha, nước truy thôi, 3 excellent thôi là người ta đã bán mấy chị 14, 15. Cái này em bán Đức Y VS1, em có một cặp duy nhất thôi nha. Rồi chị nào nhanh còn chậm mất tiêu, bỏ lỡ tiết cao thủ bằng tranh thủ nha. Này mấy chị, 4.5 ly cặp này em chốt cho một viên một cặp luôn nha. Chị nào lấy một cặp em bán 26 triệu một viên chứ có 13 triệu thôi. Ai bỏ lỡ tiếc. 1.450.000 ok chị thấy không à. Em chào chị Ngọc Diễm Trần. Dạ chế, 14 tháng 2 tới rồi mấy chị ơi. Phụ nữ mình tính ra sướng hơn nào nghe mấy à. Phụ nữ mình 4 tháng 2 nè, xong rồi tới 8 tháng 3 nè, xong 20 tháng 10. Mấy ông nội đàn ông có ngày nào hết trơn mấy chị ơi, không có ngày nào hết trơn á, chỉ có mấy ngày nhậu thôi. 1.450.000 giùm em là thấy hoa nè. Nam mô A Di Đà Phật. Lượm giùm chị á. 145 giùm em, để người khác lượm con làm chuyện đi. Chiều nay có 15 cái thôi, ok ban. 4.5 ly nước Y VS1 ba excellent luôn giùm em nha. Nước Y VS1 là cái màu nó như bé Vinh vậy nè cả nhà. Y chang em vậy nè. Trời ơi mấy chị, ta bán nước truy thôi tuột xuống nước là 14, 15 rồi. Em bán nước Y cao hơn nước mà em chỉ bán có 13 triệu viên. Cái này em chốt một cặp 26 triệu ai hơn mua được giùm em. Bữa nay 13 triệu mấy chị mua được có 3 ly 9 nha bà dòng họ bà con. Mua có 3 ly 9 thôi. Đây 4.5 ly hàng mới về một cặp luôn. 26 triệu giùm em này. Dạ 29 triệu chốt tình yêu thủy chút. Em cho mấy chị coi màu luôn à. Với lại em nói mấy chị nghe, mấy bà bớt dễ tánh chút xíu. Sòn mà nó VS1 là ok rồi, mà có nhiều cái VS2 là mấy chị xài cũng ok. Đừng có khó quá, trừ khi nào nó VS2 thì em không kêu mấy chị đeo nha. Tại nó sẽ có chấm kim. Dạ 331 ngày của Nam hết ha chị. Ok chị thị khúc. Rồi cặp này 26 triệu viên 13 luôn nha em. Đồng hồ 26.7 hả? Nó nghe nè con ơi, chụp cho chị Kim Trân coi cái đồng hồ. Nằm ở bên con ấy đó, cái mặt giọt hình giọt nước đó em, mặt của ca cặp tia đó. 29 triệu em chốt ha. Một cặp đó em lỗ đó chị thương em. Trời ơi mấy chị đừng trả giá em. Một viên đó em lời có 10 đô thôi. Em nhờ số lượng nhiều á, chứ số lượng cách là lính em nó đói luôn á. Đủ nuôi lính là vui rồi mấy chị ơi, với lại nuôi cái thân heo em là được rồi. Mà nay mập quá rồi. 26 triệu chị lấy 1 cặp em bớt chị làm viên 100, 2 viên 200. Trả giá em tội nghiệp em. Rồi em chốt chị nào đây.
Bây giờ chị kim chi thì lấy một viên kìa, nhưng mà em đang cần một cặp nè. Bây giờ để em coi không có ai chốt lẻ thì em sẽ bán viên lẻ cho chị nha. Đồng hồ còn 15 cái với chị. Hối giùm chị nha mấy Duyên ơi. Rồi vậy là em chốt viên lẻ nha. Em bán viên lẻ cho tình yêu kim chi nè, 12.9. Em hứa là em làm nha, được cái anh hùng lắm đấy chị. Tại vì đang ở đường Hai Bà Trưng mà, cháu Hai Bà Trưng mà. Nè em là con Bà Trưng đó. 12.900.000. Rồi vậy là em còn viên nha cả nhà. Rồi em chốt là tình yêu Nguyễn Nguyễn Hà Nguyễn Nguyên. Bữa nay em ở đây em hỗ trợ nó đi con. Nó mới á, nó mới vô nghề. Bán lẻ luôn tình yêu. Rồi vậy là em hết viên này nha, 12.900.000. thì em cũng đang giỡn với chị đó. Thật sự là em lợi ít lắm. Như viên này em còn lợi có 100.000 rồi mấy chị. Em đâu có lời nhiều đâu. Mà bữa nay mua em tặng quà bữa nay nữa. Đồng hồ em đang đeo 8 tỷ cục cưng ơi. Vài bữa về đồng hồ thứ em mà loại model 3 triệu mấy ha. Đây em có một viên 6 ly 3 tụt nước. Nước tri V-Swan Bestlin Medium Blue. Nặng 1 carat luôn nhìn em. Giá thơm luôn nha. Hồi sáng người ta đem lại, người ta bán cho em chỗ tiệm khác. Người ta bán tới 129 triệu nha cả nhà. Em có nói dốc mấy chị nha, 129 triệu á. Em chốt viên này cho mấy chị luôn, 98 triệu viên này, hàng em mới về luôn dùm em. Giá mà em bán em nhìn vô em còn giật mình luôn. 129 triệu cho nên em không có thâu được, tại vì giá nó cao quá, em đâu có sale cho mấy chị được đâu. Nha, người ta bán cao hơn em mà hàng cũ xài lướt sơ rồi đó. Rồi chốt luôn dùm em, 6 ly 3, nước Trees VS1 Bestlin nè, 1 carat luôn dùm em, medium blue trắng xanh luôn mấy chị ơi. Rồi chốt đơn 98 triệu kèo thơm. Trời ơi, ai bỏ lỡ tiếc, 98 nha. Đây, em có bông xa 3 ly 6 nước D. Gì vậy con? Cái đầm hả? Rồi, chốt đầm với siêu lột đầu tại chỗ nghe. Chỗ cái đầm đi như cái mền được, thấy bà nội thôi. Không cho tao quạt chân trời. Siêu mồ hôi, ê chị ơi. Chị nào nhận cái đầm này có mồ hôi của em trong đây về đừng có la nghe. Nhớ nói với mọi người mồ hôi của Vinh thơm lắm. Nghe mấy chị? Ví dụ lỡ nó có hôi á, cái mình nói mồ hôi của Vinh dễ thương lắm. Nha à, rồi 6 ly 3 nước tri V-Swan Bestlin luôn. Nhanh tay còn, chậm tay mắc giùm em. Giá thị trường 129 triệu, bán khùng bán điên. Bán giá yêu thương, bán giá dòng họ bà con. Nha, bên nội bên ngoại. Rồi em lên luôn cho mấy chị yêu nè, 98 triệu. Rẻ lắm nè con, đăng luôn đi con. 12.9 được chút rồi luôn nè con. Để trong đó là có nghĩa là tại hai viên đó con gửi chưa. Rồi 98 triệu đăng luôn, nó mẹ con bán giá khùng vậy đó. 98, rồi em có một đôi bông 3 ly 6, vỏ nhẫn ha chế ok của em lên được. Dạ nhân viên em nó hơi kiểu nó bị cận thị giống em á chị. Nó lấy cho khách là một viên 36D, một viên 36O, VV Swan Bestlin luôn. Đây, nó đẹp chưa? Rồi em chốt đôi bông này nha mấy chị gái ơi. À, tặng cái gì hả? Tặng gì giờ ta? Tặng bông hồng nè mấy chị. Hả tim muốn đẩy cái tay luôn á Ruby Lê. Ừ mấy chị, coi coi lấy chim ta hả tim rồi đi mấy chị. Em đang nói chuyện gọi là mấy chị đang được coi vàng nè, đẹp nè. Đúng không? Được nghe hài kịch dễ thương nè. Được nhân viên tư vấn tâm lý gia đình nè. Được em quảng cáo cho cái vụ mà sữa thẩm mỹ đó nè. Đó. Xong rồi em còn nhiều khi hát cho bà nghe nữa. Nó quá trời nhiều thứ luôn. Nếu mà em lấy tiền vé là lấy lần 4 vé nha cả nhà. Tại vì em thập cẩm hết trơn rồi. Mà trong khi em không lấy tiền bằng bạc nào trơn. Mà coi lay chim không có thả tim. Nha. Cái đầm em đang mặc chuyển tiền chưa? Chuyển tiền rồi ghế ơi. À. Dạ dây em đang đeo là 46.500.000. Đây nè nó đẹp một cái giật mình chế ơi. Rụng nụ nó sang dữ lắm. Mấy cái dây này mấy chị muốn đeo sòn cũng được, còn không sòn thì thôi. Ừ, coi thì coi nha, mua vàng thì mua vàng ghẻ, ghẻ xình luôn. Kim sọt sòn thì thôi tôi mua tôi nói ghẻ gọi là ghẻ thúi luôn. Đúng chưa? Xong cái được em tư vấn gia đình tình thương quý mến luôn. Đó, xong rồi cái được em chỉ chỗ cho sữa này, sữa kia, sữa nọ. Rồi có những lúc em lại chim vô em ca cho mấy chị nghe nữa. Trời ơi, mà con lai chim đến thanh không, chán cái đời mấy ông nội ơi. Tư vấn chị nát đi hả? Ná tôi không bị nám bởi vì tôi không biết tôi dấn chị nám sao nữa. Mà ông gài Facebook này nó ác lắm nghe mấy chị. Nó không có cho like ác mẹ gì đâu. Thật sự luôn chỉ cho chỉnh sáng cái thôi. Từ giờ em thấy cái bà bán ba cái kem rồi đó. Lúc trước cái da bà đẹp ông nội mẹ ơi cái giờ bà. Nó không có cho like ác nữa bà nào bà nói cái da thì thôi ốc mà nói. Tranh nhau mua về nhau sợ nha chứ. Rồi em có đôi bông này một viên 36O một viên 36D. Rồi sale rẻ nha. Cái vỏ này không bình thường á, chị phải mua trên 20 triệu rồi. Ha, bây giờ em tính cái bài toán đơn giản thôi. Tính đơn giản thôi nha, 22 triệu vỏ. Hộp em tính gọi là em tính giá sale thôi, nước D, nước E thôi, 8 triệu rưỡi một viên thôi nè.
cặp 10 cặp 10 19 triệu 17 triệu đi. Nguyên đôi bông này phải trên 41 triệu mới mua được. Em sale 27 triệu 500 ngàn, em cho đổi lô 10 bán lô 15. Đôi này đổi lô 10 bán lô 15, đôi này giùm em kiểm định quốc tế, kiểm định da nha. Bông mai nó bông mai 2 tầng, bông mai tầng ngoài đó là bông mai tăng tới ti ly 8 ly 9 luôn giùm em, siêu to siêu đẹp luôn em, quá rẻ. 27 triệu chỗ khác mua được có cái vỏ bông là cả nhà ơi. Mấy bà đừng có suy nghĩ nó mất công quá hà. Cứ là mất công, đúng rồi. Dạ xem ngoài. Không có buồn cái gì đâu, từ từ mấy chị. Mấy chị xem live của em mấy chị tích cực lắm, mấy chị sẽ không có chữ tiêu cực trong đó. Thiệt, cho nên là nội không xem em nghe live thôi là cũng thấy là thấm thía cuộc đời nữa, mình sống là mình vui liền luôn. À gọi cái tiếng nói đi coi. Dính như 27 triệu luôn nhà em, thả ngàn cái tim cho em chị Mai Tiên. À, em chào tình yêu Phúc Nguyễn luôn nhà em nè, 27 củ quá rẻ. Ok Nô Nguyễn, chúc mừng Nô Nguyễn. Nắp lại bông này đổi lỗ 10 bán lỗ 15 nha. Ok Nô. Còn tất cả bữa nay là em cho lỗ 10-20 thôi. À, còn qua hết ngày 14 tháng 2 đi rồi từ từ mình tính. 10-15 chốt đơn nhà em. Rồi ok nè. Bữa nay mua là được tặng bông nha, tặng bông sáp. Sao không? À, 55 đi bé ơi, 55. Không có. Mấy chị nghe lời em, mấy chị có của chứ mấy chị tích đang tích cực đó. Thay vì mua sợi dây chỗ khác 15 triệu, mua em có 11 triệu. Là đã thấy tích cực rồi, đã thấy sự may mắn ở trong đó rồi đúng không? À, lắc cụ khó bông, em chưa có cục cưng. Rồi em lên vô chiếc nhẫn siêu to luôn mà em nè. Em nói với chị nè, chiếc nhẫn này 46 triệu là giá họ bỏ cho tất cả các tiệm. Là vì người ta bỏ đó là phải thiếu, phải gói đầu. Bỏ bé Vinh là bé Vinh phải đưa tiền trước, bé Vinh nhận đồ sau. Cho nên cái giá mà nó rẻ hơn 20%, 15% hay 20% là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Và muôn đời dạng tế thiên thu bình thường. Thứ nhất mấy chị mà mua 1 chiếc, 2 chiếc nó khác, 1, 2 chiếc xe nó khác. Thứ hai mấy chị mua 100 chiếc xe nó khác. Thứ ba mấy chị trả tiền lâu nó khác. Thứ tư trả tiền nhanh nó lại khác, đúng chưa? Cho nên là em đeo cái gì tốt nhất cho mấy chị thôi, thà là em lỗ. Rồi em lên đơn chiếc nhẫn này luôn em, 34 triệu 500, siêu to khổng lồ luôn. Em chấp cho mấy chị mua được chiếc nhẫn nào ở đâu, hộp Amaro, hộp trắng phiếu, hộp VS kiểu này mà giá này luôn nghe cả nhà nè, bên hông bên trên cực kỳ đẹp luôn, từng mùi kim được đường kim mũi chỉ, 34 triệu 500. Bạn nào tẹt tẹt quậy chạy cho tao tẹt quá nghe ơi, 34 triệu 500 ngàn, siêu to siêu rẻ, siêu to siêu rẻ luôn mà em, 34 triệu 500, rẻ quá chị Dân ơi, chốt đi chị Dân ơi. 4 ly rưỡi một viên nước ép này, sale rẻ luôn. Dạ, rẻ muốn xỉu. Bữa nay em cho sòn, vỏ sòn, đổi lỗ 10, bán lỗ 20. Tất cả nha mấy chị gái ơi. Hộp thì 4 với 10 luôn em. Rồi em chốt chị Kim Chi. Dạ, đi Châu Đốc gặp em nha. Ca của em bán là từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. 4 giờ chiều em sẽ đi tập gym nha. Mà em tập lộn bài mấy chị ơi. Lúc chưa tập gym có 53kg, bây giờ tập gym xong lên 55kg. Rồi, 34 triệu 500. À, chị Thảo Lê giùm em chỉ nào mã sao ấy đặt lại được. Dạ, anh nhận 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. À, 34 năm. Duyên ơi, tất cả sòn nếu đặt lại cho cái hình rõ rõ chút xíu giùm Vinh. Thảo Lê mã sao, Phạm Anh Nam mã sao. Rồi em có chiếc nhẫn này em tặng luôn cho mấy chị nè. Quá rẻ cho một cuộc tình nha cả nhà. Đây, quá trời dễ thương luôn. À, siêu dễ thương. Duyên ơi, cái này em bị lỗi gì, ghi chữ lỗi đưa mẫu nhận một. 34 năm mã sao Nguyên Nguyễn. Mấy chế ơi, chiếc nào mà 34 năm mã sao nó, mấy chế đặt lại. Ok, đặt lại, nhìn rõ rõ xíu nha. Rồi em có một cái viên 4 ly rưỡi nước ép này, sale nha cả nhà. Em chốt viên này 15 triệu 500. Em có 1 viên thôi. 4 ly rưỡi nước ép VS1 bé sẽ lình lên luôn nhà em ha. Rồi chốt đơn 15 triệu 500 ngàn. Khơ bao giờ lịch sử tái diễn lại với cái giá này. Tại bây giờ mấy chị mà mua 15, 16 triệu là 4 ly rồi cả nhà. Cái này là đang 4 ly rưỡi, có 1 viên một nè. Kèo thơm, độc nhất vô nhị nha. Chứ mình coi gì Kim Hương Vinh có thôi. 15 năm. Rồi chị nào bỏ lỡ tiết nghe, 15 triệu 500, 4 ly rưỡi nước ép VS1 mấy chị ơi. Kêu bạn check bill cho Trinh Trinh nè. Bữa nay mua được tặng hoa nghe mấy chị ơi, cho nó may mắn nha. Hoa hồng màu đỏ được tình thương. Lỡ với bà mà không bị thằng chồng á, mấy thằng chồng nó không tặng hoa có bông của tôi nghe, mấy bà cũng an ủi cuộc đời nữa. Sẽ nhớ là có một người luôn luôn yêu thương mình đó. 15 năm em chốt đơn cái chế nào đây, Thanh Nguyễn. Ok nè, 15 năm. Rồi em hết nha, hộp em cho đổi lô 4 bán lô 8. Rồi bông tai này giùm em. Chủ sòn siêu to, giá siêu rẻ luôn này bà con ơi. 4 ly 2 luôn giùm em đôi này mấy chị ơi, giá rẻ huống hồn.
4 ly 2, bây giờ một cặp mấy chị mua trên 30 triệu rồi. À, mà em cho 30 triệu thôi mấy chị. Giỏ bông này, giỏ bông halo to, vuông lùi em 2 tầng nữ hoàng. Giỏ này mấy chị không không dưới 28 triệu nha. Nguyên là bông này không dưới 59 triệu. Rồi 59 triệu với Vinh chốt đơn mấy chị luôn. Ai nhanh còn chậm mắt đâu bông này nha. Em lên đơn với bà 45 triệu. Em cho đổi lô 10 bán lỗ 15. Rồi Nguyễn Hằng chốt đơn nha, em mã sao 15 năm nha. 155 rồi con ấy chưa Bạch Tuyết. Đây rồi chốt đơn em, đồng hồ đang đeo. Đồng hồ đang đeo nó nghe nè, bị chồng dụ năm rồi á. Mua 8 tỷ mua xong giờ tiếc lắm mấy chị, mà giờ buông ra đồng hồ nó sụp thấy bà nổi trơn mấy chị ơi. À, cái này vài bữa nói về cái loại thường thường á, 3 triệu 3 mà cũng đẹp lắm mấy chị. 45 triệu giùm em 4 ly 2 nha, 2 tầng hộp luôn em, form siêu to. À, chị Kim Chi hả? Chị em bán cho người sao đi con. Em bán cho người sao đi. Có nhiều chị nó nghe nè mấy chị ơi. Vẫn là cái chương trình này. Dạ, sống ở đời có đức mặc sức mà ăn nha. Có những chị á, ngày xưa cái bộ luật hình sự với ông Diêm Dương á, chưa có cái vụ bơm đồ là không có tội, nhưng mà bây giờ ổng ra cái lệnh rồi. Bà nào mà bơm đồ trên livestream là tội đó. Bây giờ đơn giản, nếu mà bây giờ mình giành lộn đúng không? Mình comment trên livestream xong mình không vừa bụng thì chút xíu ok na, mình lên livestream mình xả giúp em. Để kéo dọc cứ comment mua không mà không có chốt. Tội dữ lắm luôn, cái hơi của người ta nó cực lắm. Ông Diêm Dương nói với em rồi, làm nữa không sẽ nhéo lô tai đứt hai cái lô tai với bà đó. Thiệt sự luôn, hoặc là ví dụ như bây giờ bàn tay 5 ngón sẽ chặt bớt đi một ngón chỏ chỏ nha. Tại cái ngón chỏ bà comment nè là còn bàn tay có 4 ngón thôi. Bây giờ mình ví dụ mình comment trên livestream xong chút xíu Vinh ơi chịu vừa bụng xả trên livestream. Trời ơi công đức vô lượng, ví dụ như đàn ông thì để đứt cho con gái mà đàn bà thì đứt cho con trai. Sẽ cưới vợ được dễ thương giống như tôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mấy bà muốn trai bà cưới vợ giống tôi không? Thì ok. Chốt like xong chút xíu được xả like giúp em. Còn bây giờ chốt nùi không mua giống ơi gì trơn á. Trời ơi, bị đòn bây giờ. À, lấy dây thun bắn tới vợ này nè. 45 triệu giùm em, bông này giùm em nha. Em sale ở đó mấy chị ơi. Vỏ bông này 25, 26, 27, 28 triệu mua được. À, bông vuông 2 tầng tất cả tấm to luôn. Mà em chủ là 4 ly 2 sọ ngay cả nhà. 45 triệu kèo thơm. Bây giờ 45 triệu là mình chỉ mua được có cái vỏ bông thôi. Tại bông này là bông phơm to 2XL. Cái gì mà comment mua không, rồi inbox vô không mà không có mua cái gì hết trơn. Tội nghiệp em. Mấy chị chỉ đơn giản bây giờ mình chốt trên livestream xong mình không mua đúng không? Mình xả trên live thôi là được rồi. Cái gì đâu mà cả dọc mấy em nội ơi. À, 40. Rồi em chốt luôn cho 44 nè con. Rồi đăng sale luôn cho mẹ 44 triệu. Ôi dạ, Mẫu ơi. Mày chưa có gì cho tao không Mẫu? Mày chưa có ghim số tài khoản, ghim lên trên đầu. Em có một mặt mẹ quan thăm Bồ Tát 27.900.000 mấy chị mới mua được nha cả nhà. 27.900.000 mới mua được. Rồi hôm nay em sale có mặt mẹ luôn nha mấy chị luôn. Giá hơi bị rẻ luôn. Hơi bị đỉnh luôn nha cả nhà. Em chốt luôn mặt mẹ này cho mấy chị 23.900.000. 27.900.000 em sale còn 23.900.000 nha. Mẹ quan âm sòn luôn giùm em. Dạ. Biết Diêm Dương luôn á. Chưa. Bây giờ em nói ai tính tình thôi à. Chứ giờ tự nhiên vô chốt của ta nồi xong đã cái số không mua trơn nó chốt cho sang rồi tội nghiệp em mấy ông nội ơi. 23.900.000 giùm em, 279 em sale cho mấy chị gần 20%. Và bộ luật hình sự với ông Diêm Dương đó, ông cũng đang cừ xỉu với ông quỷ này nữa thôi. Sao nó biết tôi vậy ta? 23.900.000. Chứ giờ nói cái gì? Đã nói chốt like xả like đẹp như tiên, xả với like xấu như bà điên rồi, mấy bà vẫn chịu xấu với bà điên luôn, mấy bà cũng vậy hoài đó mấy chị gái. Dạ cho em đang đeo là 46.500.000. Rồi mặt anh đang cầm là mặt sòn cua luôn giùm em nha, 23.900.000. Chụp luôn đi con, xong đưa qua 23.9. Em có một cái mặt sòn ghét này mấy chị, mặt vuông luôn, rẻ quá. Nguyên cái mặt này luôn, sale rẻ luôn, 27 triệu. Em cho đổi lô 10 bằng lỗ 20. Dạy dây đang đeo là 46.500.000. Vậy hoài đó mấy chị, nhiều khi em cũng hiền lắm chứ. À, mà nếu em vậy là em hiền lắm rồi đó mấy chị. Rồi em có dây bính 5 bính em sale 1.2 triệu nha. Dây bính 5 bính em sale 1.2 triệu. Từ từ chị Nguyễn Trúc ơi, mới vô đừng đòi nợ chị ơi, từ từ. Nói gì mà mới vô mà đòi nợ rồi, từ từ người ta trả cho, cục vàng ơi. Đang khí thế cứ vô chuyển tiền cho chị đi nữa kìa. Duyên ơi, chị Nguyễn Trúc mới quen bữa nay lên đòi nợ trên livestream đó kìa, mày coi giải quyết cho tao coi. Ok nè. 14g60, em chốt đơn cho giá 1.2 triệu nha. Diêm Dương. Dạ, chị nhắn hoài cũng không quan tâm luôn hả, tại em không thấy á, chị yêu 4 tắc 2. Rồi nhiều khi nó tức muốn chết mấy chị, dành lộn cho đã xuống cái bơm. Mà dành dữ lắm mấy chị ơi, cái gì cũng comment dành hết trơn á. Ơ nè, giống như chị Hằng nè đó, bả chốt like xả like bả đẹp như tiên nè đó. Sao đẹp như tiên tại công đức triền miên mà. Quen lực 42 á chị.
23.900 lạ nè. Ok chị Nguyễn Hằng nè. Ok chị yêu, mặc đó con. Mày con chụp mày sẽ ghi mặt cho con thấy không? Lắc quen lạc 42 triệu còn không? Dạ còn chứ ơi. Còn chứ ơi, xe 1 triệu 2 đó. Kêu tụi nó chụp, chụp với chị Mỹ Dung coi cái lắc ngày hôm qua đi con. Dây chuyền 17.500. Dạ nó tức cho lắm mấy chị. Nhiều khi comment nha, comment 4, 5 món buông ra nít giả, nhắn tin không trả lời vậy trơn trời. Nhắn từ năm này qua năm kia. Mà cái nốt em á mấy chị biết không, em lịch sự lắm, ít có chịu chặn ai lắm mấy chị. Rồi cái xong tôi quên đó mà, nhiều nít phải không nổi tôi nhớ. Nhiều khi ví dụ cùng cái nít đó mà đổi hình nền là tôi quên rồi, sao nhớ nổi. À, biết bao nhiêu nít. Dạ công đức tiền miên, tiền vô liên miên. Dạ tiền ra thì ít liên. À, 17.500 em xem 1.200.000. Dây nha, dây đồng giá lên xem 1.200.000 đó. Đồng giá xem 1.200.000. À, 6 ly 3 nước ép á chị. Chị em đang có 1V à, mà đem 1V thứ em đi chị yêu. Nước D 165, nước ơn 160. Em đang đeo có nước Y màu BS1 nè. À, chị cứ đeo nước ơn, nó 1K luôn dùm em. Dây chuyền nó 17.500. Rồi dây này dùm em là chiều dài là 3 tấc 8 ha. Mấy cái này mấy chị đeo ngắn ngắn thôi cũng đẹp, bây giờ mà nó không đẹp. Em xem 1.200.000. Dạ dây chốt cho Julika 17 năm ha cưng. Lắc chân ha chị gái. À, gửi hình mặt mẹ quan âm không. Mẹ quan âm hình như mình có 2 cái đó, con chốt luôn cho tình yêu đi con. Rồi dây chuyền là Julika nè. Rồi chốt đơn Julika. Dạ 16.300.000 nha cả nhà. 163. Rồi mẹ sòn con vô luôn nha chị, 239 thật. À, mặt đó hình như ở trong tủ hay bên hàng bán lẻ mình còn 1 cái, cứ chốt 2 cái đi. Rồi dây chuyền là 3 tấc 8 ha, chị nào đeo 4 tấc 2. Dây này mấy chị nên đeo ngắn đừng nên đeo dài, em xem 1.200.000. Mình thêm cúc tăng đưa toàn ten khoảng 3 phân, 4 phân, 5 phân được luôn, 16.3. Đồng hồ lên cho chị á. Chị nói bao nhiêu không nghe kịp hả? Ờ để nó từ từ lại. Giảm 10% đi con. Bữa nay mùi sướng nha, hôm qua được giảm, hôm nay được giảm nè. Ta tô ta chuyến này. Rồi 16.300.000, ok nè. Chị Nguyễn Mai ơi, nếu như đeo có hơi bị ngắn kêu nhân viên nó thêm toàn ten tăng đưa nha chị gái yêu. Dạ mặt mẹ mặt sòn 27 triệu. Mặt sòn giùm em 27 triệu giúp em nha. Ở full sòn luôn em, mặt ghép hàng vuông 3-4 tầng luôn em, phen đầu hộp luôn em 27. Rẻ quá mấy chị. Đồng hồ 27 triệu ấy ha. Nguyễn Kim, em lấy dây 16.3 ha. 16.3 không kịp rồi. Vì em xả chị kia là 17.500.000 nè. 16.3 là em để mã sau nghe cục cưng. Zulika ơi, Zulika đẹp gái. 163 dây chuyền để mã sau kịp không con. Rồi mặt là 27 triệu giúp em nha. Mặt là 27. 27 triệu mặt sòn. Siêu rẻ đó, mặt này bình thường chưa sale 38 triệu nó mấy chị. Bình thường chưa sale là 38. 163 em hot rồi. 163 em hot. Rồi dây chuyền này chị nào bữa hổm ơi sao tôi gặp mấy chị toàn là mấy chị khí thế không mà chốt khí thế. Chị lấy bông lấy dây luôn nghe, dinh cuối cùng là bơm luôn. Rồi 1250 là đã sale, em bị bơm em bán luôn 1.200.000, 4 tắc 2 dây này. Dạ được chị yêu ơi, dạ được, dạ được. Em đang giảm cách tại tiệm đó 10% đó. 26g 10, em chốt đơn cho 1.200.000. Dây chuyền siêu đẹp luôn, mai em hàng đặc biệt nha. Hôm nay dây này mấy chị mua không dưới giá 1.500.000 nha cả nhà. 31.330.000, 4 tắc 2. 31.330, 4 tắc 2. 7.300.000 đó, tôi bán giá ngày hôm qua đó, bán giá like đó. Bán giá sập sàn đó, à, giá đẹp lắm mấy chị. À, xuất sắc luôn mấy em này đó. À, nè, từ đây nó nhỏ luôn mấy em, hàng đặc biệt luôn mấy em, bi ổng rồi mấy em. Mua không nhiều giá 1.500.000 nha mấy chị. Em chốt đơn cái giá 1.200.000. 31.300.000. 1.200.000 gam. Ruby Lê nha. Đồ chốt like giá đó là đã giảm rồi đó chị. Em bán trên like là anh làm nhiều lắm mày, đâu có chốt like xong giảm nữa. Có nghĩa là bình thường giá mấy chị mua tiệm nó sẽ cao hơn. Ủa Duyên ơi, giá trên like này giảm cho cỡ 20-30% rồi. Chị đã chốt like là giá đó là em muốn xỉu thôi. Đâu còn giảm thêm được nữa đâu chị á. 4 ly rưỡi D hả? À, Duyên mẫu ơi, hôm qua chị có một cặp mới lấy 4 ly rưỡi nước ơn, 2 giấy. Như D 2 giấy nằm đâu rồi ta? Cho Duyên gọi gì kìa. Gì kìa. Ờ, chút xíu đi, từ từ đi. Dạ dây đó không có hột chị gái yêu. Mấy chị chốt trên like là giá muốn tụt quần xà lỏng rồi mấy chị ơi. Ở tiệm mua không bằng giá like. Nhưng mà hôm nay 14 tháng 2 ở tiệm em bớt 10% là tương đương bằng like rồi. Đâu có chốt like xong lại bớt nữa chị gái. Cái đó theo ở luôn.
Rồi em có 2 bộ 5 viên chủ trên đây là 3,5 36 luôn em này. Đẹp quá mấy chị ơi, chiếc nhẫn này cực kỳ là đẹp. Rồi 4,5. Rồi em còn cặp D nữa đâu. Em có 4,5 nước ơ VBS One 2 giấy, em có 2 viên. Cái này chị còn 1 viên nữa nè, sao không trả chị. Em có tổng cộng 3 viên. Em chốt siêu rẻ nha. Hôm nay mấy chị mà mua nước ép á, mà 1 giấy thôi nha, 1 giấy BMG thôi là mấy chị đã mua 25,5 triệu rồi. Cái này nước ơ 2 giấy, kiểm định 1 kiểm định Mỹ, 1 kiểm định quốc tế của GA luôn mà em có tổng cộng số lượng là 3 viên. Em chốt đơn cho 1 viên 24,500,000, ai bỏ lỡ tiếc. Trong khi mua nước ép 1B thôi nha mấy chị, 1B 1 giấy thôi là đã mua 25,500,000 rồi. Thế này em có 3 viên. Kiểm định ơ VB Swan 3 excellent luôn nha em này. Ai bỏ tiếc nha mấy chị gái yêu xinh đẹp ơi. 24,000,000 một viên luôn nha em. Em có 3 viên nha, 24,000,000. Giá rẻ banh xác. Và 6,3 nước ơ VS1 thứ 1B dung năng đeo nè tình yêu. Đó là 160, còn nước D là 165. Còn viên này em giá sale hàng mới về, em về em qua được một cặp, được 3 viên. Rồi ok nè. Rồi, đây. Em chốt 3 viên cho chị Thanh luôn hay gì này vậy? Nhẫn 345 đặt lại được đó chị yêu. Nè Duyên ơi, coi tin nhắn cho Thanh Nguyễn cái Duyên ơi, chốt 3 viên này chị Vinh nè. 24,000,000 3 viên nè con. Coi khách này sao, có ai nghe con. Được ok không? Rồi ok chứ yêu. 34, tại giờ em bị nít giả nhiều quá. Rồi dây đang đeo là 31,000,000. Hồi nãy GB nè 31,300,000 ok nè. Chị Thảo Linh chốt nè. À em có 5,4 chị ơi. Em đang có 5,4 nước D 2 giấy nè. Giá rẻ quá nè mấy chị. Viên này người ta bán mấy chị 99,000,000 viên này nha. Em bán viên này cho mấy chị chỉ có 81,000,000 viên này thôi. Em đang có 2 viên 5,4 nước D. Em mới về hôm qua giá quá thơm. BB Swan Bicelin luôn mà em hàng đẹp luôn. Mấy chị cái này độ dày nó tới 62 mấy luôn nha, 625, 624 luôn mà em. Cho nên là viên này là quá ok. Em đang có một cặp 99,000,000 giá thị trường. Em chốt đơn luôn ha, có chỗ bán tới 103,000,000 luôn. 81,000,000 một viên. Rồi em chốt cho 31,000,000 chị Linh nè, 31,300,000. Rồi Thanh Kiều 31,3. Rồi nhẫn 5 hộp đang đeo là trên đây nó sẽ có 6 viên, sorry đem điểm 2,1, 5 viên 3,5, 3,6 luôn em, mà quá đẹp mấy chị ơi. Kiểu này chưa bao giờ, chưa từng ở đâu mà có luôn nha. Hai bên hông bình thường ngày xưa mấy chị sẽ là mua hộp tròn, bây giờ nó về hai bên hông nó đi hộp amoral luôn, mà cực kỳ siêu đẹp siêu chiếu luôn. Em cho đậu lô 10 băng lỗ 20, nhẫn này bên hông đi 4 hàng, chuẩn bị nghe em nói nha. 5 viên 3,5, 3,6 này bình thường mấy chị phải mua giá là, ví dụ như giờ em nói mấy chị nghe, tiền hộp không là 42,000,000 rồi. Tiền hộp không là mấy chị mua lẻ lẻ là 42,000,000 rồi nha. Em lên luôn nha mấy chị luôn, giỏ hộp luôn 42,000,000. Em có 2 nhẫn thôi. 81,000,000 giúp em. 4,5 em hết rồi. Dây đang đeo là 46,500,000. Em có 81 tục nước 392,000,000. Rồi Từ Kiều là 31,300,000. Coi cho Thảo Linh không chuyển bán cho chị Từ Kiều liền nha. Tại dây đó em bán lỗ đó mấy chị gái. 5,4 nước D, 2 giấy luôn, 1 giấy Mỹ, 1 giấy BNG. Cái này là quá đẹp xuất sắc rồi. Học sinh này xuất sắc toàn trường, toàn tỉnh, toàn khối luôn nha cả nhà nha. À, học sinh thủ đô đó. Rồi chốt luôn em kèo cực kỳ thơm, 81,000,000 một viên nha con. Nè con chụp hình lại đi rồi chút xíu đưa anh kia, có gì đưa anh đó ha. 81,000,000. 4,5 D ha chị ơi. À. Nè em Duyên ơi, cắt mấy cái dây này ra. Đồ bông này 39,000,000, tao bị bơm nè, tao chán đời. Rồi qua ngày hôm sau có một chị hỏi em, Vinh ơi bông 39,000,000 còn không? Không biết mấy chị, không dám bán. Không có dám bán là tại vì bán thì sợ mấy chị chửi, mà tới lúc buông ra mấy chị bơm. Trời ơi nhiều cái cũng đớn đau. Rồi nhẫn chút đơn giùm em. Mấy chị nhìn nha, mấy chị listen to me nha. Cái giỏ này không, mấy chị đặt không dưới giá 40,000,000, hộp không dưới giá 42,000,000. Nguyên chiếc nhẫn này mua chỗ khác không dưới giá 81,000,000, 82,000,000. Em đang lên nha mấy chị, giá sập sàn. Sòn chỉ có một mình em là bán giá kiểu kỳ cục với mấy chị nha thôi. Đó, kỳ cục rẻ. Lòng trong nó có hình đồng tiền nè, đeo siêu giàu. Ở trên đây nó có 5 hộp mà mấy chị biết không? Số 5 là số ngay số xanh tiền, xanh tài, xanh lộc nha. Số 5 nó cực kỳ tốt. Bây giờ em rất là thích số 5, số 6, số 8, số 9. Nhà số 2 em cũng thích luôn, nó nói chung là thích hết luôn á. Rồi 42,000,000 giúp em nhẫn này. À, mấy chị muốn đeo món danh, món giữa gì cũng đẹp hết trơn nhẫn này nha mấy chị ơi. Sang cực kỳ luôn mấy chị ơi, có 42,000,000 mà lên nó sang lắm. Nước D 6,8, dạ không em có 6,3 chị yêu Lê Hường. Đó tình yêu này muốn đeo ngón giữa cũng đẹp nè.
Nè mấy chị, giá người ta bỏ cho tất cả các tiệm lẻ là 57.600.000. 57.6 đó, nhưng mà người ta bỏ cho em mà nó lại khác đó mấy chị ơi. Dạ, dây em đang đeo là 46.500.000 mấy chị Hạnh Nguyễn ơi. 46 năm, 1.350.000 dây mới 2 tầng hộp Amaro lưu dùm em. Nó có hình giọt nước với lại hình hoa mai ghép. Ở đây nó có toàn tan tăng đưa resize ở đây. Chế nào sang sang, mặt đầm mặt ơ. Nói chung trẻ tuổi lớn tuổi gì cũng đẹp trơn á. Rồi đổ gian 42, Nguyễn Tường Di 42. Tưởng đâu mấy chị không mua chứ. 57.600.000 giá bán lẻ ở chợ đen á. Em bán 42.000.000 đó. Còn ơi, siêu siêu rẻ. À, siêu đẹp luôn mà em nhờ không đẹp bóc lên Facebook liền. Được quyền nha. Được quyền đó mấy chị gái. À, rồi 42. Mấy cái này em dặn ở bên anh đi. Cho chị đích với bên kia cho chị đích đi. Cái lại bên nọ nó xin bên nào đích được xin đi cơ. Chị Thanh Nguyễn hỏi chị bán 3 viên nó không tiện. Một viên có 24.000.000 à, bán rẻ banh nắp rồi, 30.000.000 lắm đó. 42.000.000. Cho chị mở gỗ sòn đi bé Mỏng ơi. Mấy viên nào sòn sao em đặt lại được cái viên? À, đặt lại em bên kia được em lên ở chỗ khác nha. Ở đâu cũng được chân rồi, Ngân Kim nè, Ngân Nguyễn nè. 42.000.000 để mã sao nè, tất cả em để mã sao đặt được nha cả nhà. Đặt sớm thì 7 ngày, còn trễ là 10 ngày. Rồi em có đôi bông nè, nó tức em muốn chết. Cái đồng hồ đen á mấy chị ơi, cái đồng hồ đen 8 tỷ mấy chị ơi. Đó nghe lời chồng sai lầm to lớn, mấy bà nội em mua cái nhà lời. Mua cái đồng hồ Quỷ Dương này giờ nó đang sụp đòi. Rồi chị đây. Yeah idol. Bởi vì tôi dạ uống gì? Nhìn uống cái này là thanh long với chuối, người ta nói cái bài cái 10 ký mỡ mà biết có bài không, nó cộng vô 10 ký mỡ đó thôi. Không biết cái đó anh xui. Tại vì nó có cái tật gì nè, mấy chị cứ khen Vinh đẹp hoài, cái Vinh nghĩ là Vinh mập Vinh đẹp. Thành ra cho mập luôn. Cho mập luôn. Đây. Kiểm định 4 ly rưỡi, bớt khen em đẹp lại. Ra là em nghĩ là em mập em xấu hay cả nhà. 4 ly rưỡi nước ép VS1 bé xinh lình. Bây giờ cặp hộp này đã mua 35.000.000 rồi. Mà cái giỏ này là tấm to 2 ly luôn dùm em. Mà giỏ với hộp bán 39.000.000 mà bơm em. À, chuối với lại là thanh long á em. Chuối với thanh long. Rồi chốt luôn dùm em, 38.000.000 em bị bơm. Đó, chán cái đời luôn mấy chị, mà kiểu này tay. Ta nói nó tay hơn ba lô nữa chứ mấy tay nên đâu. Nè nhìn luôn dùm em. Tiệm mở cửa 9 giờ, tối 8 giờ đóng cửa nha cả nhà. À, tặng mấy chị gì phải không? Cho cái đồng hồ 1.450.000 tặng đi chứ. Kéo chia sẻ em mạnh nhất em tặng cái đó nha. À, với Duyên ơi chút xíu mày hỏi hộp trên kia còn không? Dạ. Mày hỏi ông Ngọc coi nó đặt cho tao mấy cái hộp mẫu gì chưa, trời tao tức thiệt sự luôn á. À, 38.000.000 giúp em tặng luôn cái đồng hồ luôn con, chơi lớn không? Chơi banh xác luôn á, tặng cái đồng hồ 1.450.000 đó cả nhà. Vô luôn mà em chơi game cho nó thắng luôn giùm em nè. 4 ly rưỡi đó chị An Khoa. Bông mai 9D hả? Còn bé ơi, còn đây, hôm qua còn 10 cộng. 18.800.000 cục vàng yêu của chị. 18.800. 38.000.000 chị An Khoa, nhìn lại em đi trời. Bây giờ cặp hộp mua không giá 38 rồi. Cái này là vỏ sòn hay không phải là vỏ giả đâu nghe mấy chị. À, vàng Italy của người ta do vỏ Hồng Kông nghe trời mà nó đẹp nha. 38.000.000. Chơi lớn luôn mấy chị, chia sẻ mạnh vô em đi mấy chị. Tại bữa nay mặc áo quá đẹp mấy chị, giờ nực muốn chết đi nè. 4 sao? Chị ơi tặng nhánh bông mà chị ơi nè. Nhánh bông với bà đi rồi em gờ vô. Em là con bé từ 0 lên 10 đó ha. Con bé từ 0 lên 10 là biết sao mấy chị. Giờ cuộc đời em lúc lấy chồng em không có gì. Thiệt. Sắc không có, tình không có, tiền không có, gia đình cũng không thương, xài thẻ cũng không có, cái gì cũng có. Nha. Tất này em có hết đó mấy chị. Mà mấy chị nên chút dí này về xuống em gờ cho. Thà là ban đầu mình không có gì, sau đó mình có tất cả, chứ mình đừng có ban đầu mình có tất cả sau đó là không có gì nha mấy chị. Như thôi đã hên rồi, tặng này cho mấy chị nha. 18.800 cho tình yêu Linh Phương. Bông tai 38.000.000 cục cưng ơi, chị thương em, chị mua đi, bông này đẹp rẻ lắm, nhờ không đẹp em đền cho. Ok, sắn 9D như em còn khoảng 5 cộng nha. 1.399.000 9D luôn em nha. Bông sòn một hộp mà có. Ngày mai em có bông sòn một hộp như 4 ly 2, 4 ly rưỡi vậy đó Minh ơi. À, có mẹ bán vàng à? Dạ có mẹ bán vàng mà không có nhờ mẹ chị gái ơi. Dạ không. Này nói mấy chị không tin, mấy chị nghĩ chắc em giàu trong trứng giàu ra, nhưng mà không có nha. Nói mấy chị đừng có hỏi cái chuyện trong gia đình của người ta, hỏi mấy công ta kể cái thứ em nhiều chuyện á. À, em nhiều chuyện á, đẹp sần. Dạ không, nhiều khi mấy chị
với lại những cái gì mà em nói với chị nghe trên này nha, cái miệng em như vậy nè, một là nói thiệt, hai là không nói, ba là nói chiều thương, bốn nói người ta đau buồn mới không nói. Cho nên khi mà một em, khi em đã nói gì là nói sự thật, không nên bậy, không nói dắt luôn á chị. Gì mới dạy con được gì? Dạ em mắng vàng từ nhỏ, nhưng mà em lấy chồng là em tự làm. Em mắng vàng từ nhỏ à, 9 tuổi là mắng vàng rồi. Mấy chị gái ơi xinh đẹp ơi, chị chốt 38 triệu ok tình yêu Phương Trinh. Tôi kêu với bà đóng, một bà đóng 17 ngàn, đóng 200 triệu vô 3 triệu tư. Em sẽ kể cuộc đời em cho mấy chị nghe. Tại vì 3 triệu tư mới đủ để nhập viện á. Chồng em nó quýnh máu mà không mỏ máu không á mấy chị. Nhưng mà không có ai đưa hết trơn rồi sao vậy à, người đóng 17 triệu thôi, 17 ngàn thôi. Xong rồi cái em sẽ kể cuộc đời em nghe. Nếu mà thằng Trấn Thành nó lấy cái cuộc đời của em mà nó làm cho cái bộ phim của nó nha, em bảo đảm với mấy chị luôn, cái phim mà Nhà Bà Nữ Lại Ngủ, ngủ 8 đời chưa thức, 38 triệu rồi mới dinh hết nè. Kêu đóng đi, đóng bà 17 ngàn đi, tôi kể cho nghe mà ông bà nào đóng chứ. À, chiếc nhẫn này về rồi nè Duyên ơi. Nhẫn 48 triệu nè Duyên. Ở đây có mấy chiếc Duyên? Ờ, à, có một chiếc rồi Duyên ơi. Nè con, mẫu ơi, để vô cái hộp 7 ly 2 của Thấm đó. Cái này dừa nè, không biết dừa không, tao quên bà nè. Nhận cho em đi, mà bữa mùng 9 á. Rồi em lên luôn, em vòng sòn nè, mấy chị gái yêu xinh đẹp. Dạ ok chị, xót đơn chị yêu Kim Phụng Trần. Bà 17 ngàn, 200 bà tôi kể cho nghe 3 triệu tư. Là lúc đó là mua bông gòn, thuốc thang đồ đó. Kịp à, kịp điều đi. Rồi trời ơi sao đẻ vậy là đây. 124 triệu giá bỏ cho tất cả giá bán lẻ nè. Em lên giá cho nè. Nguyên cái vòng sòn hoa mai ha. Hộp tấm to luôn, em không cần tốn viên chủ, đi tay với Vinh lo được. Còn đi tay em đang đeo đi tay 50, 51, 52 đeo được. Em chốt đơn 99 triệu luôn nha em. Viên dạ 98 triệu chị Sari Cododon nè. Ở tiếng Anh, học tiếng Anh đó. Rồi vòng sòn hoa mai 99 triệu quá rẻ. Có cái vòng cạc chi đó em ơi, bữa nay sale rẻ cho mấy chị mua con. À Hằng ơi, Hằng á Hằng, đưa đưa cái dòng cạc chi sòn của chị, bữa nay bán 170 thôi. 38 triệu chốt cho chị Phương Chi khách mới đó Duyên ơi, coi chừng chị bị gạt cái mày ơi. Cái dòng sòn của Duyên đem, rồi đây mấy chị ạ. Bữa nay em cho đổi lô 10, bán lỗ 15 cho cái dòng sòn cạc chi này, em chốt cho 170 triệu ha. Ni tay 50, 51, 52, 53 đeo được, tại vì cái dòng này mấy chị biết không, nó có cái đinh chỗ này nè. Thêm cái nửa hàng mấy chị, hàng hiệu đừng có đeo ôm quá, đeo vừa vừa thôi, đeo rộng xíu cũng không sao, 170 triệu. Dòng tay em đang đeo là 99 triệu. Ok tình yêu hàng thì chị chúc ơi 19 triệu ha. Cái toán em nó không đủ rồi, nó cho chắc nó cho. À dạ, thành ra để xíu xuống em chuyển cho nghe chị, tưởng rẻ 2 3 triệu nó chuyển. Rồi nè mấy chị gái. 170 triệu giá quá thơm. Bây giờ mấy chị mua rẻ về rẻ cũng là 220, 230, 240 nha. Dạ đồng hồ Vinh đang đeo. Duyên ơi, cái này em hỏi ơi, bên kia coi về chưa, chị đặt mỗi bên cái 10 cái hay bên 20 cái. Có không mới lấy tiền mày ơi. Có không mới lấy tiền nha. Rồi mấy chị dòng sòn 99 triệu nè cục gì. Bởi người ta nói mấy chị cái tin. Tôi nói từ đó giờ em không nói dốc. Rồi em không nói dốc. Chị cứ yên tâm. Nè đó, xuất sắc luôn mà em này. Bông mai chốt đơn 99 triệu dùm em. Mai sòn nha cả nhà. À, không cần suy nghĩ đâu mấy chị. Trên 120 triệu mới mua được đó mấy chị. Trên 120 triệu mua được dùm em. Tất cả nó full sòn luôn em. À, vàng của nó cực dày luôn nha cả nhà. Cái này vàng của nó cực dày luôn á. Chị mấy chị biết nhiêu gam không? 20 gam. À, cực dày luôn em, một đống sòn không biết bao nhiêu luôn cho mấy chị luôn nè. À, trà mi ha. À, từ từ đi, đâu cần để mặt nổi dặn đây, em chỉ kêu chắc em bóc thôi. Tại vì nó bị ẩn cầm anh á. Rồi lắc sòn xeo đi bé ha. Dạ bữa nay về nhẫn nhiều chị ơi, nhẫn dễ bán. Trời ơi chiếc nhẫn này có 31 triệu mà sao bơm em không biết luôn nè. À, chiếc nhẫn đẹp gái luôn vậy nè cả nhà. Ở trên của nó là hộp tắm 2 ly rưỡi, bên hông nó đi 4 hàng nữ hoàng. Em đang tặng viên chủ ở trên là chủ 7 ly 1 cái rưỡi kim cương nhân tạo luôn. Em bị bơm 31 triệu em lên đơn luôn cho 30. Em cho đổi lô 10 bán lỗ 20. Nguyên chiếc nhẫn sòn to đùng chà bá. Hết hồn hết vía luôn. Ồ, chú cha mờ ơi. Đây chú mi á luôn nè mấy chị. 30 triệu nhẫn sòn chút xong bị bơm. Đồng hồ em đang đeo là sòn. Đồng hồ modern là để em hỏi coi có hàng không. Ngày mai về kịp thì em mới lên đơn bữa nay cho mấy chị. Chứ không mất công nó sẽ đợi bị lâu quá mấy chị. Đơn nó bị lâu mấy chị la em. 30. À, trả lời cho Thiên Quốc Thù đi em, khách quen nè, khách cục cưng nè cưng. 30 giùm em chiếc nhẫn này, mấy chị ơi 38 triệu mua được có mấy chị. Nè mấy chị nhìn em bên hông nè, 4 hàng hộp bên trên. À, mấy cái nhẫn đơn giản gì đeo gì rất là đẹp, ok chế Thanh Nguyễn nè. Ok chế em, inbox với tình yêu Phương Thảo nè. Rồi dòng sòn này em nói thật sự luôn nha.
nhân viên em lên lộn mẫu người ta. Nhân viên em lên lộn mẫu nha mấy chị. Mà không biết sao lúc lên lộn mẫu chụp hình chị không coi liền nữa, mà để nhận hộp xong rồi đi hồi rồi bây giờ là lộn mẫu. Do lỗi bên em ha. À, rồi em chốt được em 69 triệu nó lên lộn mẫu nó chỉ bán có 68 triệu thôi. Xong rồi nhận hộp xong thì em đang đổi cho chị đổi lại cái dòng 81 triệu. Là em không có cho lỗ luôn, nhưng mà bây giờ em chấp nhận là em lên lỗ với mấy chị luôn. 68 em lỗ 2 triệu em lên 66 triệu. Em bán luôn cái dòng sòn luôn nha mấy chị là 66 triệu luôn giùm em dòng này. Ở trên của nó là hai tầng hộp to luôn, em đang tặng một viên 1K kim cương nhân tạo luôn giùm em ha. Đó mấy chị ơi. Hứa với trời luôn, hứa với lòng là em không có cho người ta lỗ nha. À, em bù 2 triệu tiền lỗ ở đây cho mấy chị luôn, cho nên này mua cực kỳ sướng. Đầu lỗ 10 bằng lỗ 20 dòng bông mai siêu đẹp. Và dòng đinh em đang đeo là nó đi nguyên con luôn vậy nè chị, tổng cộng 2 chiếc. Tháo khóa mình tháo chỗ này luôn giùm em. 240-250 mới mua được. Em đang bán 170 em cho đổi lô 10 bán lỗ 15. Rồi dòng sòn bông mai 36 triệu thôi. Đầu đi đầu về 3 triệu á. Tại vì 69 nó sale rồi mấy chị. Mấy chị nhìn nhầm em đi. Bây giờ 69 mấy chị mua được cái chiếc nhẫn nhỏ nhỏ thôi. Mua được chiếc nhẫn nhỏ nhỏ thôi. Rồi bông này dùm em. Chị em nói chị rồi đó. Nó 69 triệu nhân viên em lên lộn cho người ta là 68 á. Là lỗ 1 triệu rồi. Xong rồi nó gửi cho người ta cái nữa, người ta nói lộn mẫu lộn mơ gì đó. Rồi xong về một mâm lỗ đầu đi đầu về 3 triệu. Có sao nói vậy luôn hả? Thì chị mua 69 nữa chị bán 69 chứ có gì đâu buồn. Có gì đâu buồn. Rồi bông này em có 2 đôi. Em chốt sale cho mấy chị luôn em là 7 triệu 9. Và 10-20 chị ơi, bữa nay 14 tháng 2 10-20. Rồi bông này dùm em, bông halo đơn giản dễ thương. Em có 2 đôi 7 triệu 900 ngàn. Em nói với chị kia cái đít bông đó gì nó hay bị lỏng lắm em, mà trong cái đó là hàng mới á. Em có một cái vỏ vòng này nè chị Thanh Nguyễn, cái vỏ vòng 120 triệu đó bà Duyên. Khoan khoan điện chị Cần Thơ đi, đưa chị Thanh Nguyễn coi thử đi cục cưng, đưa cho anh Thanh Nguyễn coi thử đi. Rồi chốt giùm em là 7 triệu 900 ngàn nha. 7 triệu 9 giá quá rẻ cho một cục tình luôn em ha mấy chị. Một vòng tròn halo rẻ lắm, có hai đôi ai bỏ lỡ tiếc. 7 triệu 900 ngàn. 7 triệu 9. 7 triệu 9. Rồi chà nồi, à chà nồi một đôi 7 triệu 9 nè. Rồi chốt giùm em 7 triệu 9. Để một người đầu người sau không được cái cho người sau giúp Vinh nha cưng ơi. À, cái này mấy chị nhận giùm em là 3 ly 6 3 ly 9, 4 ly 5 ly rưỡi được luôn, 5 ly 4 được luôn. Rồi chốt đơn em 7 triệu 9. À, rồi dòng chị Thanh Nguyễn 120 nè chị, khách Cần Thơ đặt nè chị. 3 ly nữa nha chị. Gì? Còn có 3 ly nữa. Dạ từ từ Tú, từ từ xong đó chưa, đưa đẩy đây Tú. Tao mà không đánh tay 10 ký mỡ thì mày chết với tao. Đánh tay 10 ký mỡ đi. Mày mà không may 10 ký mỡ là tao giết mày đó, cẩm hờn. Mày bỏ đường, cẩm cái gì nghe, đừng bỏ đường nghe con. Dạ không, con không có cái nào được. Cẩm hờn. Ổm đó, dòng đang đeo có 66 triệu chế ơi. Chế Thanh Nguyễn cục cưng của em ơi đây. Nhà Úc em nói chị mỗi lần mà bà lại chim bà làm sụm. Mà em quen rồi mấy chị ơi, kiểu là chuẩn bị là chuẩn bị quân bay đâu, ra đánh chặn rồi đó. Mà nhỏ nhỏ nó không được mấy chị ơi, thông cảm đi giờ. Bây giờ nói chốt lại là không có làm chữ thơ được rồi, không có sang chảnh được rồi, mà chỉ có bình dân nhẫn gì dễ thương thôi. Bây giờ thông cảm giúp em, nếu như cái volume của em mà mấy chị kéo em mà nó bị lớn quá, mấy chị tắt bớt volume lại giúp em nha. Còn bây giờ cái volume của em á, ngày xưa em bị cắt thanh quản á, cái volume em một là lớn, còn hai là nhỏ xíu luôn, chứ nó không có vừa vừa được mấy chị ơi. Tại vì cổ em bị bệnh á, em mổ nhiều lần quá rồi, cho nên là một là như là cái lo bắt thanh, còn hai là nhỏ xù xì bên lỗ tai thôi. Bây giờ như lo bắt thanh nha, xù xì nó không có khí thế nha mấy chị ơi. 7 triệu 9 thôi, em để chị Vương ăn sao nè chị gái ơi. Chị Thanh ơi, chị Thanh ơi, 150-160 đấy chị Thanh ơi, có 120 à chị Thanh ơi. À, dẻ xỉu luôn, dẻ 30 triệu đó chị Thanh. Đồ hơi bị đẹp hả chị. Đây nè, tình yêu xinh đẹp. Xong rồi mày cái đôi đồ gọi cái mày ghi cái tem lên trên đó nghe bé Duyên. Duyên ơi, ghi cái mã lên xong chân lại y cho chủ đó chị Vinh nha. Rồi chốt đơn rồi mẹm này. 79 em hết rồi, dòng sòn là 120 triệu thôi cả nhà. 120 nè con gái. Đăng đi có gì, ví dụ như con chụp hình nhiều góc cạnh đi, đăng lên có gì cho mấy chị có đặt này đặt con nè, dòng nè con nè, con chụp luôn nhiều góc nhiều bên hông nè gái nè, cái này luôn 170 nè con, sale luôn nè đó, 170 nè. Giờ con đăng cái dòng này luôn đi con, kèo thơm nè, 66 triệu đăng lên hình bán luôn cho mẹ đi đó, tặng hộp nhân tạo luôn nè, con cho đổi luôn 10 con lỗ 20 hết đó, lấy cái đó đăng luôn nha. 66 triệu rẻ không chết luôn đó, mà không mua nó buồn. Buồn cái đời. Rồi đây nè, cái sợi dây này là 3 ly 2, 3 ly 3, 3 ly 4.
ba ly 2, ba ly 6 luôn dùm em. Rẻ đẹp xỉu rồi, chuẩn bị lột đồ, à, lột áo. Dạ, cái vòng đang đeo có 66 triệu qua bỏ mi nha ơi. Ôi, mấy chị ơi, xỉu nghe mấy chị, một sợi dây bịp sáp. Em bán 24 triệu. Đây, giá bán lẻ luôn, dùm em là 30 triệu 500. 30 triệu 500 nghìn. À, dòng đinh đi, bà đeo không vừa hằng ơi. Bà đeo không vừa bé ơi, bà đặt lại đi, tôi chốt cho bà 170, bà đặt lại đi. Tất cả sòn kia đặt lại đi, dây duyên rồi. Rồi một sợi dây việt sáp luôn, mà em 4 tấc 2, ta nói nó đẹp như vỏ tắc thiên nha cả nhà. Đó, giờ, ê, có Kim Hương Dinh Giả đang coi nghe, Quỷ Dương. À, không chữ ai hết trơn á, mấy quỷ giả là giả mạo nghe mấy chị. Nè, rồi chốt đơm em sợi dây. Tất cả ra mã sao sòn mấy chị sẽ đặt lại được cho em nha, sớm thì 1 tuần. Gái nè, có 2 đầu vô 3 người nè, bị chữ nè. Rồi dòng này 36 triệu giúp em nè. À, có Kim Hương Dinh Giả đang coi nha. Lưu ý chúc em là chỉ chốt hàng duy nhất trang này, không chốt TikTok, không chốt Zalo, không chốt trang cá nhân, không chốt trang nào hết. Mấy chị mà thấy có ai điện thoại chứ mấy chị bằng trang Facebook á, mà hình ảnh em là giả nha. Vì em đang chốt trang bay mà, em đâu có alo được đâu. Vòng nhận hộp 4 ly rưỡi được, tình yêu Thanh Nguyễn, lên đơn nha. Rẻ gái, không rẻ em đền. Không rẻ em đền. Mà có đó em hứa với chị Cần Thơ, em đặt cho bả đó, chết tao Duyên ơi. Mày lên chứ Thanh Nguyễn chứ đi Duyên rồi, khi mình báo cái nói nha, tại vì sự cố Y2K. Được chị gái Thanh Nguyễn ơi, 54 là quá ok. 54 là quá ok nè, rẻ nữa nè mấy chị ơi. Ủa chị ơi. Ủa đâu có tặng đồng hồ đâu, tặng nhánh bông. Dạ chơi game mới tặng đồng hồ nội. Trời ơi, đáng lợi nhiêu tặng đồng hồ. Tặng cái nhánh bông này nè. Đây, một cái nhánh bông yêu thương dễ thương, bông hồng. Lỡ mấy chị mấy anh chồng mấy chị nó không tặng là có bông của em tặng cũng được an ủi nha. Nhận xong cho xin cái vách nách ha, xin vách nách đi mấy chị, xin bản hồi nha. Dòng ok, chốt với chế Thanh Nguyễn 120 nè con, đưa cái dòng 5 hộp đi con. Rồi chốt chế Thanh Nguyễn 120 đâu con, chụp đi con, bỏ vô kia. Đại này bạn mới vô nghề từ từ mấy chị, đây 120. Dòng đinh đặt lại chị gái ơi. Đặt lại 175 triệu nha. Đặt lại 175. Game đang đeo 24 triệu tình yêu bảo đi. 57 triệu 500. Em sale rơi cái nhẫn này luôn mấy chị, 25 triệu luôn. 43 triệu 200 nghìn. Amaro luôn em 3 tuần 57 triệu 500. Người thật việc thật nha. Nó láo là, hả, mắc lọc à, 5-7 năm lần đó. Chốt giùm em 25 triệu. Thôi kệ bữa nay, tùy bữa, nhầm bữa mấy chị. Em sẽ có chương trình cho mấy chị nhiều, em bán cái lời nhiều đó mấy chị. Em tặng bông gì cái cũng tốn quá. Thí dụ giờ nhắm ra rẻ cũng 20-30 nghìn. Ta bông sáp mà cho 30 nghìn đi, 100 nhánh cũng hết 3 triệu của em rồi, không có lời lớn như nhiều đâu mấy chị, em lợi 20-30 nghìn. Tại em sàm đế em vậy á, giống như thường ta tặng lộc nó tặng ngay ngày đầu, em tặng bà hết nữa, mất nửa tháng rồi. 43 triệu 200 ngàn nhẫn Amaro siêu to 3 tầng hộp, bên hông 2 hàng luôn. Nhẫn này nhận 4 ly rưỡi 5 ly 4 6 ly 3 7 ly 2 8 ly 1 được luôn nghe các chị ơi. Đổi lỗ 10 bắt lỗ 20 còn con đây 22 triệu. Chốt like không, nhà bán 24 đi ra chị chữ mày. Đây, 22. Dây đang đeo 24 triệu chị Niu Phan Như Ngọc ơi. Mua thêm. Vàng quá mấy chị, mua quần mua áo mua thêm mấy chị, sợ lo chứ mua nhà mua đất mua vàng mua thêm có sao đâu. Nhẫn bên tay trái em là vỏ với hộp 3 tỷ rưỡi cục cưng. Đậu lỗ 5 bán lỗ 10, vỏ hộp 3 tỷ rưỡi, 5K 11 ly. Rồi chốt đơn giùm em dây này 24 triệu nha. Trời, dây bịp sáp đó rẻ lắm mấy chị ơi, không có giá nào đâu. Chỉ có 14 tháng 2 mới có giá này thôi. 14 tháng 2 mới có giá này thôi. À, đẹp xỉu chưa mấy chị? À, rồi chốt đơn em. Chút xíu nhắc chị đi ha, bàn luận với bên kia trả giá mấy cái bông đặt số lượng nhiều con ta sao cơ. 24 triệu nè cục cưng. Dòng 66 triệu chụp cho chị yêu Trinh Nguyễn coi đi con. Ồ nói nhanh quá hả? Để nói từ từ lại, để em từ từ diễn viên lại. Thôi. Dòng sơn này là dòng sơn 66 triệu nha cả nhà ơi. Rất là đẹp đó. Tôi làm chậm có được, tôi mệt lắm mà nội ơi. Cho nó nhanh nha mấy chị, chịu khó nghe nha. Rồi 66 triệu chụp cho chị Trinh Lê coi. 66. Bông tai đi chị ha. Ok nè. Nè, rẻ không xỉu, lòng trong nè mấy chị. Hiền mới á, do lỗi của nhân viên em. Cái nào lỗi nhân viên em. Dạ dây đó là sòn tình yêu ơi, chị Lan Phương Lý, rẻ 36 triệu dòng này, bèo nhèo này, chụp cho chị Ưu Trinh Nguyễn coi thử đi con, được cho mẹ tin mừng. 24 triệu cho Lan Phương Lý, lấy chị Lan Phương Lý ơi. 57 triệu 500 còn 43 triệu 100 á chị ơi. 43 triệu 100. Em cho đậu lô 10, bắt lô 10 chiếc nhẫn này luôn. Nhớ em bị một chị quen bơm á. Em nhớ tên. Tại bình thường tôi không có nhớ tên mà tại cái tên đó tôi dễ nhớ.
chốt em 43 triệu 100. Dòng ni 48 cắt ni được vỏ mía. À, 43 triệu 100. Em cho đổi lô 10 bán lô 10 luôn. Quá trời rẻ, đeo đã đời. Sướng luôn, đổi bán như cũng lỗ có 4 triệu. Gặp chỗ khác mua cái nhẫn này là 57 triệu. Lỗ 30%, dạ lỗ 17 triệu 250 ngàn. 17 triệu 250 ngàn. Mấy chị thấy người ta cắn mấy chị sâu lơ không? Lỗ 4 triệu với 17 triệu, 17 triệu mấy đó. Có lắc không hả? Lắc không là chưa về bé ơi. Bà gán đi, bữa nay tháng mấy rồi? Hứa với chị là tháng 3 em sẽ về dòng lắc nhiều. Dòng lắc nhiều. Rồi ok. Thêm một hộp nữa hả? Rồi từ từ tôi kiếm cho, giờ biết sao vậy ta. Này Duyên ơi, cho chị cái hộp nhân tạo vô đây đi. Cái hộp này cho lên chị xem cho nha. Rồi em chốt lên chiếc nhẫn này luôn, 29 triệu cả nhà ơi, halo. Halo nữ hoàng 4 hàng hộp, 29 triệu thôi, quá rẻ. Xả sập sàn luôn đó. Đây, chị Ngọc Kiều ơi, có 29 triệu thôi. Ý em nói giá chưa sale là 38 triệu 500 ha. Giá sale cho chị là nãy là 30. Nhưng mà chạy tại vì chị lấy cái dòng 120 rồi. À, cho nên là giờ khách xả em chơi đẹp luôn. Ngọc Kiều chốt nhanh còn cặp mắt, đội lô 10 bằng lô 20. Em đang tặng một viên nhân tạo ở trên nha. Nhẫn này nhận 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 1, 9 ly được luôn. Nhỏ nhất là 5 ly 4 giúp em. Ờ ok ok. Dòng cạc chia hả? Cạc chia đinh hay là cạc chia gì bá? Lì xì 42. Rồi ok, chốt chị 42. Em được cái là em ghen lắm mấy chị. Em có cái duy truyền giống tía em là bán vàng rất là giỏi. Mà khách rất là hay. Rồi tí, có nhiều khi cũng lỗ hay luôn. 42 triệu. Dạ cảm ơn chị Tây Khoai. Cảm ơn chị yêu. Baby xinh là em đó. Ê, mai mốt kêu tao bằng baby xinh nha. Giống chị Tây Khoai nha. Đừng kêu baby heo các bạn nội. Thôi, tao chị baby xinh con quỷ điên. Tự nhiên cứ kêu baby heo. 42 em là chốt đơn em chị Tiết Lan nè. Rồi ok na, đổi lô 10 bán lô 10 đó con. Nốt lại chứ nhận nó nha, có gì nhắc cho viên giúp em. 29 triệu, chúc mừng chế Ngọc Kiều. Ôi, thương chưa? Sòn full kim hả? Bạn ơi, Duyên ơi, mày nhớ cái giọng không muốn dốt người ta 25, 26 triệu nặng quá không? Tao hết rồi. Chúng chữ tao xàm đế nè. Rồi, dây chuyền này em sell cho 1 triệu 250 ngàn. Con cộng 1 mấy chị ơi, dây chuyền bạch kim. 4 tắc 2, 4 tắc 3, 4 tắc rưỡi lên. 42 thí an, những đó tôi có 2 chiếc, tôi chơi cho bà luôn thí an ơi. Còn thì chơi, hết thì thôi. Đây, bé ơi 42 à, chiếc này mã 41 triệu 999 ngàn đi, Vinh bớt bạn ngàn. Vinh bớt bạn 1 ngàn, mua gió sòn được tặng Vinh tặng một nhân tàu. Lên nhẫn sòn có thôi chị. Chiếc nhẫn hồi nãy 42 triệu đẹp quá trời đó Vinh. Mày order thêm một lô gì nãy sòn này Vinh. Mày order thêm một lô nữa, y ghen gì về đi cơ. Chút trả tiền ta cái mày ơi. Mấy bay ơi, bán gán bán có tiền rồi bay ơi. Tao đang cần tiền tàu năm quá. Chút cô cho mày mượn như này em về nó sổng. Đầu năm làm đang cần tiền quá mấy chị ơi. Dây chuyền 42 sòn chị yêu Ngọc Như Phan ơi. Hộp ở trên chữ V của nó nhỏ nhất là 3 ly, giữa giữa là 3 ly 2, cánh giữa là 3 ly 6. Chị mua tiền hộp không trên 35 triệu rồi. Mấy chị tính đi, 2 viên 3 ly 8 triệu. 4 viên 3 ly 2 cho mấy chị nữa, 5, 4, 20, 28, 1 viên 3 ly 6, 6 triệu. Tiền hộp không 34 triệu chứ đừng có nói tính tới tiền vàng, tiền công, tiền lời kê lên đi cả nhà. Đưa cái dây bị sát lên cho mẹ con. Tiếp em ngoài này khúc này đi con. À 10 luôn tình yêu. Con nói là cái nhẫn 41 triệu 999 ngàn nè con. Ủa sao không vô chị Nguyễn Thế An đi con. Chị lỡ mấy đứa nó có lên chị mượn 20 chị nhớ báo nó nha. Em không ăn gian mà tại nhiều khi nhiều bill quá mấy chị. Không nói thật sự luôn. Em nói thật sự luôn, khẳng định một câu 100% cả nhà. Mấy chị mà có chuyện lộn em 100 tỷ vẫn trả lời bình thường. Rất là nhiều người chuyển lưu cái số tài khoản em, chuyển lộn em dài 100 triệu trả lời bình thường đi cả nhà. Công sức em làm cực khổ bỏ ra thì em xài. Tiền của mấy chị có cho em cũng lấy nữa. Cái này là nguyên tắc của em. Nói dốc không nói. Nói lời xấu không nói. Nói lời chia rẽ không nói. Tham lam có, thí dụ lộn này nọ thì có. À, nhiều khi nhiều quá này kia thì có. Chứ đừng có sẽ nghi ngờ em là em sẽ tham nó này kia. Tại vì không có. Mình nghi quen cho người ta là mình cũng tội. Nó giống như gì nè mấy chị. Em nói luôn nha. Thí dụ giờ nhân viên em nó làm cho em xong nó nghĩ nó giàu lên đi. Em cũng dám nghĩ mấy chị. Đó, tự nhiên nó làm cho mình xong, tự nhiên nó giàu lên. Mình cũng dám nghĩ, tại mình biết nó có ăn cắp của mình không mà mình nghĩ vậy. Mọi người đều nói tôi nói ăn cắp hết. Nhưng mà mình suy nghĩ, biết có không trời. Nói mới công tội, thôi coi như ai lấy thì nó hành lạnh hậu quả. Tại vì muôn đời mấy chị, sự việc nó diễn ra trước mặt em luôn. Làm gian, làm thai, sang, tính tiền bậy bạ. Ăn gian em một lần nha, 5-70 triệu một ngày.
Xong rồi em nói với chị nghe, hạ hồi 20 năm sau cái nhà em có mà ở ly tan gia đình hết mấy chị. Cho nên cái chuyện đó cái chuyện quan trọng lắm, em cũng không dám nói anh bậy à. Mà bây giờ làm đúng hưởng đúng, làm sai hưởng sai, trời cao có mắt, không phải muốn làm cái gì làm à, hưởng hết trơn à, quả báo nghiệp báo hết. Mà những em chơi với hai chị nha, một chị gọi là biết sám hối, biết mình làm sai cái quả của người ta nhận lại nó sẽ tốt, cái người ta không biết sám hối cái quả người ta nhận lại không còn gì hết nữa cả nhà, nhà không còn ở đó. Sự thật trước mắt 100% luôn, quản lý em biết luôn, quản lý em biết luôn đó cả nhà à, nhiều đứa nó không biết nhưng mà quản lý em biết. Rồi là con có mốt triệu mấy, triệu mốt đó à, nè con ơi, nè con vô tình yêu Thúy Hằng đi cơ, Nguyễn Thúy An chưa, tại vì người ta lại người ta xin lỗi em là quản lý em biết cả nhà à, người ta lại xin lỗi em, quản lý em biết. Còn những bạn, có những bạn thì em cũng sợ người ta mất mặt á, em đâu có cho ai biết đó. Cái này là sự thật nó 100% á, cho nên là khỏi nói con đơ gì chứ. 5.250.000 năm 2050 nhận 42 triệu ưu tiên chuyển liền á. Bây giờ làm sao coi chị Mai Tiên nhận 42 triệu, tôi có 2 chiếc đó Duyên ơi, đặt lại đi chị. Dạ vòng sòn á chứ, rồi chốt đơn 10-20 luôn chứ ơi. 5.250.000 bữa nay, coi như bữa nay 14 tháng 2 đi, hai mấy chị vừa có vàng vừa có kim cương vừa có bông của em đó, 42 triệu á. Em cho chị ngàn trần coi mã sao đi cơ. À, 41.999 đó con, ngàn trần. Dạ dây chuyền cho tôi chúc Mai. Không kịp rồi, Hằng đi ngon không kịp, khổ thiệt luôn á. À, Hằng đi ngon mã sao. Rồi dây chúc cơ bữa nay em sale luôn 1.200.000, em có 4 dây chúc cơ sale luôn 1212. Rồi lên. Trời quá trời đẹp mấy chị, kèo VIP nhà em luôn á mấy chị ơi. Đây. Em có số lượng là 4 dây thôi, đeo chúc cơ rất là đẹp nha. Rồi em lên luôn 1.200.000. 13g58 em chốt đơn cho 1.200.000. 16.300.000 mấy chị ơi, 163 có 4 cọc. Đây nè, nó đẹp nè. Nè đó. Cho nên nhiều khi ví dụ như mà nhân viên nó có tính lộn hay chị đó, tại vì bill nó nhiều quá. Tặng chút các em 15, chút các em 10, chút các em 20. À mấy chị mà đeo mặc mấy cái đầm này đơn giản cũng được chứ không cần phải mặc hở đâu. À chốt cơ mấy chị đeo đơn giản gì cũng đẹp luôn. Cái này tóc dài quá, chị ơi, chút xong đi cắt tóc lên nội. Tóc dài quá, dài quá các em bị già quá. Rồi 16.300.000 ok tình yêu Tiger. Văn Công Trực nè, con gái chụp gì nè con. Đó nè, chụp gì 163. Vô rửa lên con nha, ta có mấy cọng dây cô đeo á. Tigon, Văn Công Trực giùm em 163, 4 cộng, ai nhanh còn chạm mất tiêu. Hàng VIP nhà em có mình cả Vinh có. 1.200.000 cho cái dây. Hôm nay là 14 tháng 2. Ngày gì? Ngày của phụ nữ mà là mình phải phụ nảy lên. Có nhiều đưa em hết đi mấy chị ơi, nửa đầu tiền chồng lại. 163. À, rồi Nguyễn Hằng giùm em là 163. Rồi em hết rồi, chị Thanh Tâm ơi không còn. Rồi coi tình yêu Nguyễn Hằng cái Duyên ơi. Nói chị bữa nay 14 tháng 2 rồi. Chuyện đi em thương. Rồi em còn một sợi nghe em hết nha. Rồi có nói con dơm chị. Năm 2 năm hết cục diện ơi. Em có một cái nhẫn sòn siêu đẹp luôn, rẻ banh nóc. Rẻ banh nóc, banh nóc nha, 42 triệu. Sắm mua cho chị. Ờ à, tội nghiệp em. Bữa nay mua đi chị, rồi chốt cái su su 163 nè. À nó có đánh chữ nguy hiểm mà tôi vẫn đọc hoài vậy đó. Rồi em có tổng cộng là 5 hàng hộp, 1 hàng chính giữa Amaro siêu to luôn, bên hông này bên trên nè mấy chị. Em đang tặng một viên nhân tạo 5 ly 4. Rồi chốt đơn 42 triệu. À mấy chị biết sao không? Tại vì em nói này mấy chị đừng có em chẳng nha. Khách đông quá, mấy chị mua đắt quá, nhiều khi quà em chuẩn bị lần mấy ngàn chị không, mà nó không có đủ mấy chị lịch nè. Lịch năm rồi mà cho một lần 5.000 lịch mà về không còn chỗ để lịch luôn á, mà chưa tới ngày 15 âm lịch là em đã hết lịch rồi đó. Đông quá mấy chị ơi. Rồi chiếc nhẫn sòn 58 triệu mới mua được nha cả nhà ơi, em chốt sale 42 triệu. 42 em cho đổi lên 10 bằng lỗ 20. Đơn giản mà đẹp. Ủa cái ai ăn cái gì thú với bay? Ôi ai ăn gì bay ơi? Ai ăn gì? Trời ơi thúi vô hả? Trời ơi nghe nè, nói mày ăn đừng ăn vô chua con ơi. Trời ơi thúi quá. Trời ơi cái mùi muốn xỉu luôn. 42 triệu nhẫn nè. Vô chua đâu mà ngâm bộ top 5 hay gì giờ mới mở ra cho trời. 42 triệu vô chua thú ầm gì mà hả? Trời ơi bánh xèo nữa hả? Trời ơi thúi quá. Ốc bà nội. Nguyễn Quang Anh là giả Hana ơi. Nhẫn đó là 42 triệu giùm em. Đây nhẫn bông mai, tấm 2 ly 2 nữa rồi, chuẩn bị luôn, lên nhanh còn chậm mắt. Sale tặng luôn cho mấy chị nè, em bán 20 triệu.
25.500.000 mới mua được nha. Bữa nay bán 20 14 tháng 2. À, nhận giùm em 3 ly 6, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 3 ly 9 được luôn. 6 ly 3 được luôn, chốt đơn 20. Nguyễn Hoàng Anh là giả, nó phải chồng tôi đó nghe mà. Trời ơi, Hoàng Anh nào chồng tôi? Không có chuyển cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em gì chứ. Có một mình tôi lấy tiền là Quỳnh Thị Thanh Tiền 24, 27. Chị ơi, đừng có chuyển cho chồng em, không có chồng em Hoàng Anh nào đâu nghe. Hoàng Anh nào trời ơi. Gì con? Ờ, gì cũng bưng cái đó đi, hai chột. Từ lúc lên livestream mà tôi có chắc có 80 thằng chồng rồi đó. Mấy con quỷ mất dịch này á. 4 ly rưỡi nước D hả chị? 5 ly 4 nước D, hai giấy á. Em có chứng nhận code nào nãy chị nào hỏi em nè. Của nó bao nhiêu hộp 2 ly rưỡi ta, một đống hộp 2 ly rưỡi luôn. 20 là Bích Diễm với Lily Nguyễn nè. Chị nào ấy thì đặt lại giùm em nha, mã sao đặt được em chốt luôn cho đó. Bây giờ em chơi thắng khối với bà luôn, quan trọng bà chịu đợi em 10 ngày hoặc 10 giờ. 10 ngày hoặc là bà một tuần, sớm thì tuần, trễ thì 10 ngày thôi, 10 ngày đi. Dân Nguyễn ơi, cái gì? Duyên dáng Việt Nam ơi, yeah. Mày theo dõi nha, khách mang vốn tao tao móc mày đó. Chị mới về tuyển 42 kìa. Trễ lắm đấy, chứ nhận 5 hộp đó em gán 1 tuần cho chị qua tiên phạm đi. Thí dụ không kịp với Duyên ơi, còn kịp thì lên chỉ đi. Tắm xung quanh là tắm 1 ly 8. Trên đây nó 2 ly rưỡi, 2, 4, 6. 2, 4, hơi bị đường điếm hộp sầu gì nhiều chứ trời. 2, 4, 6, 8, 9 viên 2 ly rưỡi mấy chị ơi. Ờ, mẹ mình cũng mới đó, bởi vì giàu dữ lắm nha mấy chị. Không có chồng con, với lại nhà em được mấy chị đừng nghe. Tổng giám đốc điều hành gì cũng có giám đốc gì ở đây chứ. Trời đất ơi, nhà này ai cũng ngừng làm hết trơn. Tại em cũng ngừng làm, nó làm thấy bà nội. Không có công ty tổng giám đốc điều hành nào chứ. Ở đâu mà có, trong nước ngoài nước ha. Rồi mã sao em để cho chị Salina Nguyễn giùm em nè. À, đặt lại được ngay tình yêu. Rồi em chốt đơn chứng nhận đây luôn nha mấy chị luôn. 27.500.000. Cái giỏ này không mua 30 triệu rồi, chưa tính chủ nha. Chủ nó là 9 viên 2 ly rưỡi luôn dùm em, 27.500.000 kèo quá thơm. Công mình bé Vinh nó có đơn. Ờ, à, Chu Mi Á, Chu Mi Á, cứu em chứ nhẫn này luôn, xấu dễ dữ đây. Chu Mi Á, gia chuyển rồi, ok tình yêu. À, nói không cần nguyên hả? Rồi mã sao 20, đặt được nha Duyên ơi. Nhớ nha, hẹn tới 10 ngày, đồ đặt năm nay cũng sản luôn á. 27.500.000. 27.500.000. Trời ơi, tiếp tục nó kìa mấy chị ơi, kiểu này chắc em chạy đá em kịp luôn á. À, ok tình yêu Nguyễn Cánh Huyền dùm em nè. 163. Rồi chốt đơn 27.500.000 nha. Bữa nay tặng cái bông hết lì xì rồi, qua Tết rồi. Nè, lỡ mình chơi thằng chồng mình nó tặng thêm thì thôi, lỡ không tặng. Tôi kể với bà nghe mấy năm trước có đợt cái tôi tặng bông này nọ cho người này người kia, tới cuối cùng tôi không có nhánh nào cho mấy bà. Chết bà luôn á mấy chị, thời mà không được thương á nghe. Chứ bây giờ không có là chết cho tôi. Chết cho tôi ạ. 27.500.000 chị Băng Thảo vừa nay chị tôi luôn nè. Đẹp gái nhất Sài Gòn. À, lộn Cần Thơ. Ngon nè. Ờ ok nè. Samba đặt được không? Được tình yêu Trần Hương đặt được mà cơn Duyên. Mày Samba đặt cái tình yêu Trần Hương đi mày. Nè 27.500.000 nè cưng ơi. Đây chua. Ờ sao để vậy? À rồi em chốt luôn nè. Nhẫn này giùm em là 110 triệu mới mua được nha. Chốt sale cũng 99 triệu rồi, 9992 triệu luôn. Rồi lên nè. Sale 20% luôn chứ nhẫn này em chốt lại 79.200.000. Chà bá lửa luôn mấy chị ơi, cái này nó tổng cộng 4 tầng hộp, tắm của nó là tắm 3 ly luôn nha cả nhà ơi. 27.500.000 đặt lại được, trời lại có 500.000 bạc chị ơi, bà trả giá em chịu rồi, chồng em nó quýnh em nâu mắt luôn, nhân viên em nó đói luôn chị ơi. 40 người trên cái lưng em đó. Tính luôn gia đình em nữa là 43 người. Còn em với bà để em đói cũng được, tại giờ em mập quá rồi. Trời ơi mấy chị ơi, tắm xung quanh nói 3 ly 6 nghe mấy chị. Mấy bà không mua bà đừng nói sao nha. Trong cá tiêu đặt sòn được luôn Thảo Lê ơi, Duyên ơi gửi đặt luôn em. Bữa nay chơi láng hay năm nay chơi láng không ơi, khổ quá. Ôi, Nga Trần 27.500.000 nè, mã sao nè. Sớm là 1 tuần, trễ là 10 ngày, chị Vinh đừng trễ hơn 10 ngày. Em tưởng đâu đây 3 ly nha cả nhà, nhưng mà bây giờ nó lại nó 3 ly 6, 3 ly 8 luôn nha. Tấm siêu to luôn, em không có giá 79.200.000 đâu. Bảo lô 10 bán lô 20. À, sớm là 7 ngày, trễ là 10 ngày thôi, chỉ có maximum là 10 ngày thôi em. Nhưng mà em phải hối bill nó mỗi ngày nha cưng ơi. Nhân viên nhà chị cái đầu hơi khùng khùng em ơi, nó hơi manh manh chút xíu, thông cảm nó giống chị. Người ta mướn thì tao mướn bằng cấp, người ta mướn đẹp, người ta mướn tỉnh tỉnh. Còn em là em mướn hơi manh manh rồi cũng học dở ẹt rồi cũng không có đẹp nữa mấy chị ơi. Nhìn lại nhân viên xấu xấu không à. 27.500.000 chị Nancy Châu nè, chị Vương Anh nè. Cái gì rồi sòn đặt được đó, em vô chị Hảo Lê đi, đặt được em.
cái ni nó không có bị quá đáng, em cứ đặt về thôi, chỉ sợ là cái ni nó quá trời nó bị lớn này nọ thì không chỉnh đi được thì không dám đây. Dòng ngắn màu trắng đặt được luôn nè tình yêu ơi. Hối dòng ngắn đây nghe cưng. 54 tụt nước 33 triệu 900, như còn viên hay viên à? Còn viên hay viên à? Rồi nhẫn nó mấy chị, tắm xung quanh là 36, 38 luôn mà em tắm to bên hông bên trên luôn, 72 triệu 900 nghìn. Cái này nhẫn 54 cũng đẹp rồi, không cần nhẫn to quá đó chị. Viên ở trên em đang tặng viên nhân tạo 6 ly 3 nha, em cho mấy chị coi nè. 3 tầng hộp, mấy chị thấy tầng hộp bự không? 3 ly 6, 3 ly 8 nó trời, ôi giờ ơi mấy chị ơi. Tưởng 3 ly nha, mà cái này tới 36, 38 luôn, quá rẻ luôn á, cả 100 triệu, 110 triệu. Bây giờ chốt còn 79 triệu 200. Dòng ngắn nhỏ bao nhiêu hả? Hình như 17, 18 triệu cục cưng. Đồng hồ đang đeo hả? Hình như là 8 triệu. Cái dòng ngắn mấy em đặt đi cho nó nhanh đó. Bây giờ nó đồ bán nó nhiều quá rồi chị. 792 Phan Sandy ơi. Các chị ơn màu hồng hả? Ê, lét. Cho tao hai dòng mày bơm thôi kìa. Nó lấy cho chị nào Việt Kiều tôi kể với bà nghe. Đây nè, nghe ngay tay mày nè. Đó cho. Dạ chị lựa sĩ thôi, chị lựa đi nước ngoài, chị lựa khí thế. Chị lựa một đống của tôi chứ còn đặt về thêm nữa, cuối cùng chị bơm điện thoại nghe máy tôi. Mấy em nội ơi, trời ơi tôi giàu luôn, mấy em nội tôi nghiệp em, trời ơi. Cạc chia màu hồng em có đi 48 50 51 52, 79 triệu 200. Chúc mừng chị ơi, lộn trời, đưa cái nhẫn này lên siêu luôn à. Đây Phan Sandy 792 7920 nè con, là 79 triệu 200 với 77 triệu 920 nghe con gái. Con ơi vút vút lông cho thẳng lông không. Rồi hết nè. Nhẫn sòn á, bây giờ nhanh nè chị, bây giờ nhanh nè, tại Tết luôn mua công chuyện quá. Chinh ơi gửi qua đi Chinh. Thông cảm vẫn thương Vinh nha, dù Vinh có xàm xí đúng cũng thương Hương Vinh nhìn Vinh. Nè nó bông này 18 triệu nè, dành lộn ta nói chu cha mà ơi. Không hiểu luôn á, không hiểu tiếng Anh đọc lại gì á mấy ông nội. 22 triệu 500, cái dành lộn 19, cái 18, cái dành lộn nè. Cái sông cái bơm luôn nè, 17 năm nè, lỗ nè, không biết chị nào bơm em nè. Nó rồi đó, ông Diêm Dương cũng nói với bà bơm trên like là bà tội đó. Xuống dưới ông chặt cái con chỏ đó. Tại vì cái con chỏ đó bà comment đó, ông chặt mất tiêu nha. Bây giờ chốt like xả like đi cho đẹp như tiên giùm em nha. 17 triệu 500, 175. Dạ trời ơi, nói chị bán live stream là làm dâu trăm họ chứ là thật sự làm trăm. Làm dâu 10.000 họ. À có nhiều chị nghe vừa cướp vừa la làng bơm đồ ta xong nhắn tin chữ ngược lại người ta nữa, chữ đi ngựa không. Trời đất ơi, không biết vụ gì luôn. Mà nhiều khi không phải là em không chữ lộn lại được đâu, tại vì em cảm thấy là không có xứng tầm để em chữ lộn lại. Tự nhiên cái chung lý nhóm lấy giờ ba chữ tôi đi ngựa, tôi chữ bên lại đi chó không sao, sao được. Thôi nghỉ cậu trả lời luôn rồi trả tiền vui vẻ xong. Nguyễn Phương rồi chốt luôn giùm em hết. Nguyễn Thanh nó lộn chứ Nguyễn Phương rồi em hết nè. Đây mấy chị, bông chủ sòn 3 ly 6 vỏ hộp luôn, rồi ngang cái giá té xỉu bật ngửa phía sau luôn, 19 triệu luôn cái bông này. Trời đẹp lắm, không đẹp đền cho. Đã nói là mua đồ em không đẹp bóc lên Facebook mà, mấy chị cứ yên tâm. Chụp hành dây, ủa con cái dây 16 triệu 300, sao con không vô ghi chị Văn Công Trực dây chốt cơ đó con. 163. Em nói trong đây like nha, chị nào muốn ghé tiệm muốn chụp hình chút dí dễ thương với em, chụp hình mẫm mỉm dí với em đi, có vô đây chụp bình thường. Em tự nhiên lắm á, em đơn giản chứ lộn tự nhiên. Đây, rồi chốt giùm em 19 triệu vỏ hộp luôn em. 19 đó, dễ thương chưa mấy chị. Tắm xung quanh nó là hộp sòn 1 ly rưỡi luôn nha, vỏ hộp luôn. Trong khi nè, em nói luôn bài toán nè, cái vỏ này không 20 rồi, chưa tính hộp. Mà giờ bán vỏ hộp 19 thì ơi, chu cha mà ơi. Chu mi áo luôn, đôi bông này luôn đó mấy chị, 19 triệu. Đỏ lô 10 bán lô 20 mấy chị ơi, rồi thả tim đi trời. Chết rồi, coi lay chim nhưng mà nín thanh không mà mấy chị ơi. Nhẫn em đang bê 3 tỷ rưỡi cục vàng ơi, đổi lỗ 5 bán lỗ 10, bán luôn nghe mấy chị ơi. Chỉ có anh chồng tôi là tôi không bán thôi, các bà mua gì tôi cũng bán hết. 19 triệu giúp em. Hoàng Thì nha. Bán ha, từ từ chút xíu xuống nha. Nó có việc cho chị ngày hôm qua, mà hôm qua chị đi ăn với gia đình đó cho nên chị chưa có chuyện. Chút xíu chị chuyển liền cho cục vàng nha, cục vàng đợi chị xuống like chị diễn cho cục vàng nha. Chia sẻ mạnh mẽ vô mà em đi mấy chị ơi, vô 1000 lượt kéo đồng hồ nghe, đồng hồ màu đen á. Tôi chơi gì đó, 1000 lượt vô kéo liền luôn. Hên xui mấy chị, quan trọng mình hên xui thôi. Với lại Duyên ơi, mai mốt mình nhớ để quà lại cho tao tặng ta Duyên. Mày hỏi con bé bên bông sòn hả Duyên? Cái hộp đó còn không Duyên? Chết rồi Duyên, con Duyên dán đi đâu rồi chả? Duyên dán Việt Nam đâu rồi bay? Đó bông nó có 19 triệu hả mấy chị? Ôi mấy chị ơi. Hello. Hết hồn đó. Tối ngày chọc em hoài nữa mấy chị. Nha nè.
Ở đâu rồi? Em nói với chị nghe, giọng thứ mi gái lắm mấy chị, mẹ chưa thức không bao giờ thức. Nhỏ kia qua 8 giờ dựng đầu nó thức rồi. Bởi vì nhiều khi em nói với chị nghe, bây giờ con mà lớn tồi là nó mấy chị cho ăn cháu cũng lỗ, nó con gái con trai gì nó cũng mê hết trơn chị ơi. Rồi coi rồi luôn. Coi như mắt con. À, có bồ có vợ là mắt con rồi đó. Rồi chút đây giùm em ok Hạnh Dương. Mình mới kêu 10 giờ 11 giờ gõ gãy cái tay chưa có ra ha, con nhỏ kia 8 giờ đi qua là nó dựng đầu thức liền. 19 triệu ok chịu Hạnh Dương giúp em. Mê quá mấy chị ơi, mê gái quá. Rồi lên xe cho dài mắm bạch kim đó cả nha. Đặt vòng nhắn kịp không hả? Trời bữa nay không kịp rồi. Bữa nay không kịp rồi bé ơi, vòng ngắn hả Duyên ơi? À lép à, à Phương, xí mày hỏi vòng ngắn đây. Con bé Bi đó. Giảm 10% hứa với người ta, giảm 10 thì giảm 10 đi. 389 giảm 10, chị có hứa trên like đó, hứa nấy là giảm 10 đi con. Rẻ quá ha, chiếc nhẫn có 38 triệu mấy mà còn giặt nữa là gì mấy ông nói. Không, con bé nó lựa nhẫn đẹp đó mấy chị ơi. 4,5 còn không hả chị? Còn chị, em qua chút xíu bạch kim được không mấy chị gái yêu? Dòng cặt chia để em lên nè. Nó giống ba nó, ừ nó mê gái đúng rồi, ừ cũng đúng ha chị, nó mê em nè. Ba nó mê em, 4,5 nước ơn còn 2 viên. Ê, 4,5 nước y em mới về đây 2 viên nha. 12,900 nước y em còn một cặp nè, nước y. Về ở đây mà em không hay, mai mốt hộp về báo chị hay em ơi. 5,4 nước tri em còn 2 viên. 5,4 nước tri em còn 2 viên nha. 33,900,000 nha cả nhà, tụt nước 339. 339 dây kim cương ha. Đeo đôi bông mắt con chiếc ha. Tu đi mình đừng buồn nghe. Đồng hồ đi Vinh ha. 5,4 nước ép em đang về được 3 viên nè cả nhà. 47 triệu một viên. Nước ơ em còn 4 viên à. Chưa bán tiệm nữa ha. Rồi em chốt đơn cho 16,300. 16,300,000 4,5 nước ơ VS1 3 Excellent luôn. Số thông số đẹp, độ dày chuẩn trên 60 nha. 19 triệu ha. Để dây yêu khan xem đi 19 nè. Ngàn lượt báo em nha, ngàn lượt báo em. Gia chủ 3,6 cục cưng. 16,500 còn 4 viên à. 4 viên à, định để bán ở tiệm nè. Rồi lên luôn đi con. Cái này bây giờ mua trên giá 20,500,000 rồi. Em trẻ quá ha chứ. Dạ tại 15, 16 tuổi dựng dựng lấy chồng đó chị ơi. À, mà tôi kể bà nghe 16 tuổi tôi lấy chồng mà tôi còn thương thầm chồng tôi 2 năm là 14 tuổi tôi đích quỷ đó mấy bà. Con đích quỷ luôn. Rồi 16,500 đó mấy chị. Đây 165 nha em có 4 viên. 20,500 mua một cặp lại 8 triệu. Sướng muốn chết mua một viên lại 4 triệu. Đổi lô 4 bán lỗ 8 luôn dùm em. Đích quỷ mấy chị ơi. Không phải người ta đâu. Rồi 33,900 nè. Nè mấy chị nhìn đi. Giá bán lẻ 38 triệu nè, đâu có nói dốc đâu à. Chắc dễ qua mặt mấy chị quá ha à. Mấy chị là lắc cái đầu không kêu rồi, mấy bà khôn muốn chết. Đâu phải nói là nghe đâu mấy chị nào chị nấy khôn lắm. Có vô nhận 42 không á, có tình yêu. 33,900,000 nha con đăng cái đó lên 16 năm đi con. Sale 4 viên còn cặp này mẹ sale luôn 33,900, bán cho nó luôn. 3,6 nước ép VVS1 kiểm định BMG 8,5 triệu một viên là mấy chị mua giá sale rồi. Mấy chị mua công ty những viên này là 10,500,000 nha cả nhà ơi. Chốt đơn 7,3 triệu em đang có 50 viên. À, viên đó 4,5 ly cơ. 4,5 ly nước y á là 16 năm. 5,4 ly tuột nước VS1 cái màu như Vinh đang đeo, Vinh cũng đang đeo bãi Excellent. Viên 5,4 ly là màu như em đó cả nhà, 33,900. Rồi Phan Thị Diễm Thí 339. Rồi chốt một viên 4,5 ly D em còn đây 2 viên nè. Sao tự nhiên đau bao tử vậy ta? Không, không phải đau bụng nãy đâu, nãy tao đi rồi. Nè, 4,5 ly nước y VBS Trung VS1 12,900,000 một viên. Em nói chị nha, ta bán nước tri tuột hơn một nước, ta bán trên 14 triệu á. Em bán nước y cao hơn một nước, em bán 12,900,000. Làm cho chị biết một viên chỉ lời có 10 đô, 15 đô thôi. À, mình cứ nhìn vô cái cách người ta bán, cái cách em bán là biết em có bán rẻ hay là không. Cho miếng sao mà con. Rồi ok em chúc cho Vân Lê nè. Vân Lê giùm em lại nhiều 165 một viên nè con, ok nè. Rồi 12,900,000 giùm em cặp này. 54 33 9 mùi ơi. Rồi em lên sòn cho xíu. À, hộp 2,5 ly có không chị hả? Có lại tiệm mua đi, ship đi Vinh không có ship nổi á, lại đi cái gì cũng bán chân. Răng 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 ơ cái gì cũng bán cái chân mấy chị ơi, lớn nhỏ gì bán láng chân á.
à, báo bill cho tình yêu hả? Rồi ok. Thế chứ không, em không đủ bán 14 tháng 2 đâu nha. Đây 4 ly rưỡi nước D, em có 2 viên. Em có 2 viên 4 ly rưỡi D. Em chốt luôn cho 16.800 ha. D em có 2 viên. 4 ly rưỡi D có 2 viên hả tình yêu ơi. VS1 này nha, 1V này nha. Rồi thôi nhiêu đi em qua cái kia đi ha. Này em để em bán tiệm đi. Em không có đủ bán tiệm mấy chị ơi, không đủ. Tiệm ta ghé vui cũng nhiều lắm, giống như quần áo mấy chị không. Mấy chị order Zara cũng có, order Tây Ban Nha cũng có, order cái gì cũng có. Nhưng mà lại ngờ lại siêu thị người ta luôn không có. Nó có nhiều người ta muốn á, ta buôn món đồ mắc tiền đúng không. Cái quần 500 triệu bạc là ta đã muốn thử rồi, hứng chi mà mua 5-70 triệu. Có nhiều chị gọi là gọi là quen chốc like, nhìn là sẽ biết liền. Còn có những chị ta muốn ghé tiệm ta mua để người ta đeo. Rồi vậy là em chốt chai đây 2 viên nè. Rồi có 2 viên mà 3 người chốt rồi làm sao. Có 2 viên thôi dòng họ ơi. Rồi Thí Diễm thì em là 2 viên chị đầu tiên nè, 168 nè. Rồi 2 viên nè con, chốt cho chị Thí Diễm đi. Là chị là người đầu tiên. Rồi chị mấy chị sao nè. Rồi cái này em là chị nào lấy bớt luôn 500 ngàn còn 46 triệu nha mấy chị, 1350. Rồi nó sang lắm mấy chị. À, chị Phala mã sao nè, 168 nha. Rồi Phala mã sao, Phạm Jessica mã sao rồi ha. Vậy là một người đầu hai chị sao ha con. Một đầu hai sao, 3 ly 6, 7 ly ha. 3 ly 6 là 7 triệu, 7 triệu 3, 7 triệu 300 nghìn. Rồi nhẫn vuông nè, có một chiếc duy nhất luôn, tặng luôn. Em chốt 19 triệu chiếc nhẫn này, bỏ lỡ tiếc nha, 23 9 mới mua được ạ. Em chốt 19 triệu thôi. À, ai bỏ lỡ tiếc giùm em, siêu to siêu rẻ luôn em. Rồi Trúc Quỳnh lấy 2 viên 12.900 nha, 12 bán không được. Dấu 12 năm hay 12 6 vậy rồi. Em lời em viên có 2 300 ngàn nữa chị ơi, em có lời nhiều. Rồi em chốt nè. Làm bông nụ lấy 4 ly rưỡi mới được cưng ơi, bông nụ 3 ly 6 bé xíu à, sao đeo được. Nè con Nguyễn Trúc Quỳnh nè, 12 9 nè. Nhẫn ngắn màu trắng ha. Đó rồi. Răng màu trắng hôm qua còn không Phương yêu. Rồi Phạm Hồng Ngọc giùm em nè. Ngọc Bùi nè. Mã sao sòn đặt lại được cái cả nhà ơi. Sớm thì 1 tuần, trễ thì 10 ngày. À 19. Chị bán hơn 1.2 triệu á. Bữa nay 14 tháng 2 bán 1.2 triệu nữa. Cái đó em vô rung sơ làm chuyện cái. Vô rửa xà bông nè. Có mấy cái chị đeo bị dính trong dính cái kem á. Rồi sao 19 nè. 16 năm là nước ơ đó con. Bé ơi Nguyễn Mai lấy nước ơ đó, con nhớ nước ơ không? Rồi vậy có chừng chụp lộn cái mất công nữa ta la. Rồi Nguyễn Mai lấy 2 viên nước ơ. Trang nhật ký còn nước ơ đó, trang nhật ký. 7 triệu 3 là 3 ly 6 mấy chị ơi. 7 3 là 3 ly 6. Ờ ta bán gì đó, chị không chịu thôi à. 16 triệu 500 chị Trang nhật ký yêu. Dạ đặt dòng giùm em tuần 10 ngày với tình yêu thanh hảo. Rồi em qua Bạch Kim sale xíu nha. Cá mâm này Bạch Kim sale rẻ đẹp nha. Rồi đó nhìn chưa. Em bảo đảm với chị nha, nhận bảo đảm nước miếng nhảy lập đập luôn. Em còn chịu không nổi. Rồi em lên này xíu xong tới qua kia nha. 33.900 con gửi cho tình yêu Nhi Trần coi. 33.9 rồi phải gửi cho Nhi Trần. 19 triệu ơ chị đây. 29 là nào ta? Đưa gỗ cho em được không? Có cái hành không? Đưa loa lấy chị em coi đi con. 4 ly rưỡi nước ơ VS1 em chốt đơn 49 triệu em đang có 2 viên. Duyên ơi nãy chiếc nhẫn của em sao rồi, đưa hộp cho chị không? Có xuống chưa cơm? Đây 19 là này nè bé ơi. À, hello hello. Hello. Mặt trắng ơi. Phạm Hồng Ngọc là 19 là này nè con gái. Nè sau lưng con nè. Cái nào không kịp báo cô nha, cô đợi. Rồi chị Ngọc Bùi đó thấy không? Chị Phạm Hồng Ngọc là người đầu tiên, chị Ngọc Bùi là người sau. Dạ ok chị Hạnh Vương, trời ơi mấy chị. Không biết cái nết giống ai mà ham tiền bà cố luôn á mấy chị. Thử hồi đúng không? Tài khoản hết tiền là cái mặt buồn hiu à. Tự nhiên cái tài khoản có nhiều tiền cái mặt tươi rối. Tươi rối, tươi rối luôn nghe mấy chị. 6 ly 3, 160, em cho mấy chị coi nè. À nè bứng mâm cho em lửa đi con.
Nè bưng mâm này cho em lựa đi con. Nè bưng hai mâm này cho em lựa đi. Nè bé. Nè con. Nè nè bé, đưa đi lựa đi. Năm ly tư tụt nước 339 cục cưng. 7 ly 2 em có 1 viên tụt nước nước truyền VBS Trung. Em chốt đơn bữa nay luôn 14 tháng 2 em mấy chị luôn 190 triệu. 190 triệu. 190 nha. Rồi đây. Lắc 42 triệu giờ nằm chỗ nào rồi Vinh còn á. À, đồng hồ 1 triệu tư 50 là chiều nay về được 50 cái cho nợ 35 cái. Em còn khoảng 15 cái để bán thôi. Rồi em lên sale xíu nha. Em có cái nhẫn này luôn em nữ hoàng đẹp luôn em sale 1 triệu mốt. Sale 1 triệu mốt đi tay chỉnh sửa đi tay được đừng hỏi em. Lên ngàn à hả? Trời ơi, cái gì mà nhanh dữ vậy ta? Vậy Mẫu ơi. Cái viên 7 ly 2 của chị Thúy Hàng Trần ấy Mẫu. Em cho chị cái hình em chụp cho bạn ở đây coi được không? Em có lưu hình nào? Rồi em lưu hình em gửi chị. Cho chị Diễm My coi đó, chị tẩy lên 5 cái dấu hỏi đó. Diễm My đó cưng. Dòng 5 hộp sòn 88 triệu loại nhỏ đặt lại. Loại lớn 120, chị chụp không em chụp cho chị xem. Rồi chuẩn bị tinh thần nha, comment nha. 120 triệu để chị đi Huệ Nguyễn nè con, chụp thử chị coi nha con. Cái dòng của chị Thanh Nguyễn nha không? Con kéo cái dòng 5 hộp chị coi. Còn có chị yêu Diễm My, Duyên Ngọc Mẫu ơi, em thấy cái tin nhắn trên Mẫu. Diễm My đó. Tao đẩy thì giọng nghỉ tay thôi, 5 số lần rồi bà. Rồi tao Diễm My mày, tên gì hoài? Diễm My, Diễm My. Diễm My ở tại nhà chị chứ không phải Diễm My em thầy đâu. À. Rồi em chốt đơn này mấy chị yêu. 8 triệu 250 ngàn ta nói xuất sắc. Thêm mấy chị cho lên bạch kim 50 món đi rồi qua bên kia lại. Em lên đồ siêu đẹp nha. Mỗi cái em có một. Tất cả là em về số lượng bị lẻ xay cho nên em bán luôn giá sale luôn. Hàng mới hàng đẹp luôn. Sale 1 triệu mốt 5 còn 1 sale luôn. Đồng hồ xay nó mặc 32 chị. 8 triệu 250 ngàn lên ngàn lượt rồi phải không? Rồi kéo giùm em. Rồi kéo giùm em giùm em nha. À. Lễ tình nhân vui vẻ. Rồi đó, rồi kéo giùm em lễ tình nhân vui vẻ câu đó. Tặng cái đồng hồ nha mà em kéo xuống. Em kéo lên, kéo xuống gì nghe mấy chị nha. Em kéo 99 hết nha mấy chị gái ơi cho nó vĩnh cửu nha. 8250 sale 1 triệu mốt rồi giờ comment chúng giùm em. À comment. À cho sao đi sao cái màu này sao nó không đẹp chân vậy? Lễ tình nhân vui vẻ mấy chị ơi đó tình nhân ai chúng cái đồng hồ này nhớ tặng luôn cái bông này luôn nha, vừa có đồng hồ mà vừa có bông luôn. Trời ơi sướng chưa, đã chưa? À cầm anh vui vẻ luôn giúp em. À 82 nha. Rồi chiếc nhẫn tình yêu Lily Nguyễn 825 xem 1 triệu mốt em lên 50 món đồng giá 1 triệu mốt 1 gam 1 triệu 2 gam đồng giá 1 triệu mốt 1 triệu 2 gam. Rồi lễ tình nhân vui vẻ mấy chị ơi nhớ nha. Nhận cái đồng hồ này gửi luôn cái bông cho ta nghe, dễ thương chưa? Mày ngồi khép khép 2 giờ lại coi, trời ơi, đen thui. Ngọc ơi, cái giò mày đen có Dương Phương nha Ngọc. Nha. Rồi mấy chị cứ kéo cho em chơi vui vẻ mấy chị. Đang chuẩn bị mua quà tặng mấy bà nè, đang chuẩn bị. Nha, ngày mai đem áo thun mặc rồi lại em nước tặng mấy chị luôn. Lễ tình nhân vui vẻ luôn giúp em. Nay chơi xịn chơi tới đồng hồ luôn nha trời. Đồ người ta bán tới 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi cái tặng không như vậy á. Rồi tặng luôn cái bông này nè. Thấy thương chưa? Bông này không bao giờ tàn, bông sáp nha. À, tình yêu vĩnh cửu. Chứ không có tặng bông hồng thiệt nó rụng đủ hết trơn à. Đó, trời ơi tôi kéo hoài nó không lên người ta rồi mấy chị đang biết rồi kìa. Tôi nhắm mắt tôi cũng đại nghe, nào nói trước nha. Trời ơi. Rồi em kéo nè. Kéo nha. Kéo xuống là chính đó. 1 2 3 4 5 lấy cho mẹ 5 6 7 8 9 rồi tình yêu xuống vĩnh cửu rồi lên vĩnh cửu luôn 1 2 3 4 5 6 sau gữ 7 71 7 gữ 80 9 Phạm An Nhiên chúng nha. Phạm An Nhiên chúng nha, tặng đồng hồ nha. Hồ bả hên quá hên nè, giữa muôn ngàn người. Rồi tặng yêu có hoa luôn nha, tình yêu ơi, nhớ tặng cái hoa ta nghe bà. An Nhiên chúng á, cả nhà tôi không có nhìn ai trơn nha. An Nhiên này tôi chưa biết bà ai luôn á, lần đầu luôn á nha. Phạm An Nhiên có hình hoa hướng dương, hộp màu vàng. Rồi,
Kệ vui vẻ mấy chị chơi vui nghe. Chơi vui. Không hết giá rồi con. Mẹ lỗ tích quay hả? À, tính 39 này. Rồi ok. Rồi có người trúng này mấy chị ơi. Từ từ để mai em phải chuẩn bị quà cho mấy chị mới được. Em đang suy nghĩ. Em đang suy nghĩ. Đây nữa tao mua dầu thơm mà tao tặng mấy anh bay đó, tao mua về tao chơi game với mấy chị luôn. Dầu thơm mà thơm thơm như nó xếp đó. Rồi mấy chị có người trúng rồi, hết rồi, giờ bán vàng nha. Rồi tới chương trình bán vàng rẻ. Em sale 50 món giá 1 triệu, 1 triệu 2. Rồi vòng tay này em sale cho giá 1 triệu 1 với chị ơi. Làm sao chị có đi mua dầu thơm, mua đồ này nọ trong siêu thị Nhật đó đây. Nhắc chị nghe Duyên ơi. 13.040.000. 13.040. 13.040. Dăm xong đặt lại chị nữa, giờ đặt về đi mới biết được chị ơi, giờ hỏi gì tôi không biết được. Em sale cho 1.1 triệu. Lì xì bớt á. Chế em bớt chứ 156 triệu nha. 156, tại hôm nay giá đồ hơi lên á, em chốt giá cũ á. 13 triệu giùm em chốt đơn cho 1.1 triệu gam dòng siêu đẹp chỉnh sửa đi tay nhồng nửa nốt nhạc nha. 13 sale 1.1 triệu. Set học âm gồm mới đăng không nhớ. Set bộ là em có chân đại tiện hay này, với lại mấy chị chốt like đi. Ha. À, có đắt chân hồng không ạ? Dạ có. Dòng bông mai đó 1.4 triệu mới mua được. Em đang sale 1.1 triệu. Dòng vuông amaro em sale 1.1 triệu luôn. Chỉnh sửa đi được nha. Ni đeo vừa liền là ni 50. Ơi chị đây. Trời ơi đụng nóc rồi, banh nóc rồi. Banh nóc rồi, banh nóc rồi. 15.700.000 em chốt đơn cho giá 1.1 triệu nha. Dòng này là 13 triệu em chốt đơn 1.1 triệu. Em là chị bán lỗ đó 1.000.000 đó. Tấm nó tấm lớn em tấm 3 ly. Rồi chị nào thích cái chính viên Amaro thì lấy 15.700.000 ơi. Chị Thu ngoài 39 số thằng Tài đẹp không? Thằng Tài ông độ vào nữa nữa. À, tặng em đúng không? Đây, rồi chốt em 13. Trời đúng không? Tôi quý lắm đó, tao phải dễ tôi hùng rồi cha. Đó, thấy chưa? 13 triệu giúp em. À, tặng à, tặng bông hồng nè, 14 tháng 2. Trời ơi, bông hồng nè. 14 tháng 2. 15.700.000 đó, tại vì chưa chắc chồng mình nó tặng mình đó, lỡ gì lỡ nó không tặng có chị Vinh tặng được rồi. 15.700.000 giùm em là dòng dòng Amaro này. Ờ bán có 1.1 triệu đó mấy chị ơi. SOS. Hello mấy chị ơi. Anh móc em 100 nè. Đó mấy bà coi xong quà cái bà đi hết trơn. 13 chút cho Trân Nguyễn nè. Cao cao Trang ơi em lấy 13, em lấy 15. Rồi Trân Nguyễn giúp em. Rồi nhẫn xe 1 triệu nè, đẹp gái luôn em, ở trên hộp New Zealand, hộp lại 45 giáp, tặng luôn. Tiền hộp không cả triệu bạc rồi, 8690. 869 xe 1 triệu, 15.700.000 là cao cham. À, 15.700.000, em có một viên 10 ly chuẩn bị là cho chồng em làm chiếc bông đeo á, 10 ly. Và cái viên đó là 1.6 triệu. À, 1.6 triệu mà cả nhà 10 ly chuẩn bị biết mua 10 ly làm gì không, đeo đeo chiếc bông một lỗ tai chơi đó mấy chị. Kêu làm nhẫn làm gì không chịu đeo, chịu đeo chiếc bông chơi đó xỏ lỗ tai. Hổm đeo 8 đi mốt chơi nhỏ giờ mua cái hộp 10 ly đeo lỗ tai đó. Rồi 869 giùm em. Trần Vũ Linh Anh Cao Mỹ. À, sao tự nhiên hôm nay đau lưng như ta, có làm gì ta? Không làm gì luôn á. Ai da. Rồi nhẫn sale nữa nè. Em xem cái nhẫn này luôn 1.1 triệu gam đẹp cực kỳ luôn, đi tay số 11, 12 giúp em full day luôn, đẹp lắm. Rồi ok tình yêu Cao Mỹ. 8690. Đây mấy chị gái, quá trời đẹp nha. À mấy chị đeo vô tay nó không thô nha, mấy chị ghép đây được luôn giúp em. Rồi lên. Chốt giùm em 1.1 triệu. Mỗi ngày 11:30 mình sẽ gặp nhau nha cả nhà, 11:30. Em nói hai chết nó không nở rồi, em nói 11:30 đi tới tối em gán like tối thêm một ngày nữa. Đi 11, 12 đều được. Rồi có mì sale luôn Lâm Trọng ơi. Lâm Trọng dễ thương của chị. Sale 1.1 triệu. 11.726.000. Cái hộp ở trên nó đẹp. Em nói với chị nha. Nó như là vì sao trong đêm đó mấy chị gái. Mẫu này không đụng hàng luôn. Phua lùi mà em đeo không cười. 11.700.000. Con nhẫn chốt rồi nè con gái của mẹ. Rồi. Mẹ dục qua lần tao mua đó nha. Không dục qua là bên đây tao mới không mua đó không nội. À, 11.700.000. Đây em có một cái nhẫn này. Nhẫn hoài vậy ta. Rồi, em có một sợi dây chuyền 7D. Dây mới nha mấy chị. Ủa này Thảo đang còn mấy cộng hả? Qua Thảo con còn số lượng nhiêu rồi mẹ chứ? Hộp sòn 2 ly rưỡi mà em định làm gì? Sòn 2 ly rưỡi nhỏ lắm bé. Em mua rẻ rẻ thì cũng phải 3 ly chứ.
13 triệu đi 52 được. Tình yêu Trong Nguyễn ơi, Âu Anh được. Rồi em sale luôn, lắc xoắn 5 triệu 1 không ra. Xoắn caro 11. Đi tay đừng hỏi đi. Trời ơi, cỡ nào nó được. Ê, lụm gác chùm chị cho Bin ơi. Bin, lụm gác đi vào con ơi. Đây, 8 triệu 600 nghìn. Sale 1 triệu 1, 8 triệu 6, sale 1 triệu 1. 8 triệu 6, sale 1 triệu 1 nha. Lắc xoắn 86, sale 11. Chà bá lửa luôn, 11. 11, dây bi đi. Rồi em có một sợi dây thẻ nam nè, 7D. Với lại mấy dây thẻ mấy anh chị á, nam đeo được, nữ đeo được luôn, 4 tấc rưỡi nha, đừng đeo dài quá nó không đẹp. Em chốt đơn 7D, 4 tấc rưỡi nha luôn, 1 triệu 2 gam, 2 bề. Rồi 86 chút là thu đổ. Ủa chiếc nhẫn 11.700 quá, trời quá xa, nó đẹp mấy chị ơi. 8 triệu 6. Rồi bông tai giọt nước 52 triệu bữa nay chơi sập sàn nè. 52 triệu bán 39 triệu cả nhà ơi. 52 bán 39, nhận 4 đi rưỡi thôi là đẹp rồi. Rồi trước sau dây 9D này em về được 13 sợi. Dây Amaro, dây hôm qua còn không, còn Hạnh Trần ơi, còn 50 giây. Lắc xoắn 1 triệu 1 để sao cho tình yêu Phạm Linh Trang vậy nè. Rồi nhẫn đang đeo là xe 1 triệu 1, 11 triệu 700. Bông đang đeo 52 triệu bán 39 triệu. Dây 9D này em về cho mấy chị bữa nay được 13 giây, chốt luôn giùm em. Mua dòng dây thường thôi, đã mua 1 triệu rưỡi rồi. Mua dòng này là dòng luxury luôn, dòng đẳng cấp, dòng VIP luôn, dòng thị trường hay có luôn, nói chung là dòng họ bà con đó. Em chốt đơn cho 1 triệu 399 ngàn luôn giùm em có 13 giây. Mấy chị đeo hoa mai có thể đụng hàng, nhưng đeo pháo bông là không đụng hàng nha cả nhà. Pháo bông không đụng hàng, mà pháo bông này pháo bông caro. Thêm chương trình mở mặt đóng mặt giúp em. Dạ. Đeo dây sắn phải chà, không chà đừng chốt dây sắn. Nào nói trước nha. À, chà xong rửa nước lạnh sấy khô là ok đẹp. Rồi đó, vậy thôi. Rồi dây chuyền này là 24 triệu 300, 4 tấc rưỡi em xem 1 triệu 2. Trời mấy chị ơi, nam đeo được, nữ đeo được luôn, 4 tấc rưỡi thôi. Anh nào mà hơi 70kg trở lại đeo được nha, trên 70kg đeo không vừa. 24 triệu 300, 24 triệu 300 ngàn, 4 tấc rưỡi. Em xem trong 1 triệu 2, đẹp gì nè mấy chị. Dây chữ V Việt Sáp, thẻ Việt Sáp 24 3. 6 ly 3 tục nước hồi nãy có 98 triệu quá chị yêu. Ok, chúc đơn cho Dương Thu Cúc. Được, đẹp, 54 đẹp rồi, tại tâm 54 em lấy tụt nước 339, còn lấy được 49. À, 49. Thì nói năm nay cái 49 với cái 9 tụ 4, đừng có lấy nào lấy. Không lấy em lấy 49 luôn. À, 243 Dương Thu Cúc, Kim Hạnh bỏ sao. 29 triệu mấy chị ơi, 29 triệu 900. 243. Rồi, Kim Hạnh này mã sao 29 triệu 900. Đây, em có 13 giây. Có 1 triệu 3 mấy thôi mấy chị ơi, 13 giây. Lắc sắn nữa đi hả chị, ok bé. À, mấy chị. À, rồi em gớt cái bông vô đây luôn rồi mấy chị ơi. Gớt cái bông vô cái ngực em à. Đó, nó đẹp gì nè mấy chị. Bông đang đeo có 39 triệu thôi mấy chị ơi, 52 triệu lần đó. Bông giọt nước siêu to, giọt nước siêu to, nhẫn 117. Rồi dây chuyền 29 triệu 900 nha. Em có một sợi dây bi kiểu này, nó đang cầm là em cầm 5 tấc luôn giùm em nè. Em chốt đơn luôn cho nè, rẻ đẹp luôn em nè. Xeo tặng luôn cho nha. Rồi chốt đơn cho 1 triệu 1 gam. Ai bỏ lỡ tí, nhẫn như đang đeo 3 tỷ rưỡi cục cưng ơi. Chụp hình cho tình yêu Mỹ Châu coi cái viên tục nước đi bé. Sao ly 3 em nó có đang giữ không? Viên sao 3 đứa nào à? Phương ơi, mày chu mi á em cái Phương. Lấy viên sao 3 tục nước kìa em đang mình ơi nè. 5 tấc chốt đơn 1 triệu 1 gam. 26 triệu 700. 26 triệu 700 ngàn. À, chụp lại cái khác cho nó nhanh em, kiếm hình lâu lắm, chụp cái khác cho nó nhanh, cái đó dễ chụp mà. À, mấy chị dây là đang là 5 tấc 2, chốt xong được quyền cắt ngắn luôn giùm em, bi cực kỳ siêu sáng nha, 3-4 cộng kết lại giùm em. Rồi lên đơn 26 triệu 700. Dạ dây em đang đeo 29.9, 267 xe 1 triệu 1, quá rẻ. À, nhẫn đang đeo, nhẫn này em có nhẫn ý 15-16 triệu á chị, mà nhẫn ý hình như còn không Phương, nhẫn này còn không? Nhẫn này em còn 15 triệu 800, em còn một chiếc nhẫn ý nè, em đang đeo là sòn 15-8 triệu 1 ngàn, quá rẻ mà đẹp, dây độc luôn. Ok, Thiên Phúc Thù em đang tặng đó, 26-7 đó, kèo thơm đó. Rồi về Thiên Phúc Thù đầu tiên từ Kiều là sao, người đồng chuyển mắt lên cho người sao, đừng đeo bi bom dây đó tôi buồn nghe, dây đó tôi bán lỗ 100 ngàn đó chị yêu ơi đó. Dây kia em đang đeo 15-8, em còn một chiếc, về đưa chiếc đó ra đi con ơi. Rồi chốt lên nhàn chằn 15-8 nè. Rồi đưa nhàn chằn đi con, 15-8.
267 để Hiền Ri sao nè, Trang Nguyễn sao nè Duyên ơi. Vậy đó, nó nghe nè, chị nào lấy luôn nha, chứ chuẩn bị đi đơn mà bơm ra là em giận luôn nó nghe, nào nói trước nha. Để mình chốt đầu xong đã tới lúc đi mà không lấy, đa số tới lúc đi là mấy chị bơm em lại không à, tội nghiệp em. Đây 4 tấc 2 dùm em nè, 1.250.000 dây ba bính nhẹ đẹp luôn em, 4 tấc 2, 1250, 15.8 con lấy chưa con? Rồi rồi 15.8. Rồi chiếc nhẫn này 15 triệu nè mấy chị ơi. Hộp tam giác là 5 ly, bên hông đây là hộp 1 ly rưỡi hết. Vàng không là biết bao nhiêu gam của ông ta rồi. Vàng không 5 gam mấy rồi mấy chị gái ơi. Dây đang đeo 299, 15 triệu bị bơm bán 13.900. Bữa nay 14 tháng 2 được tặng viên ngọc nhân tạo luôn. Mấy chị nghĩ đi, cái vỏ này nè, tam giác 5 ly dưới này. Em chốt cho ba chị nào chuyển trước chị đó có đơn. Chiếc nhẫn này chửi cũng chịu luôn, chửi cũng chịu luôn nha cả nhà. Suy nghĩ làm sao mà ta ba hai cái hộp trà bá lửa 5 ly này với tấm cuông tay gì với vàng ta 5 gam mấy mà em bán có 15 triệu mà bơm em. Rồi em chốt đơn 13.9, ai ba người người nào chỉ ngâm rồi đó hả? 15.8 em hết rồi, em để sao chị Thanh Thảo nè, đặt lại dây em 29.9, dây em 20.99, 15.8 hối em chị chục chiếc về chiêu Duyên cái nhẫn 9.2 qua đó Duyên. 13.900 giùm em nhẫn này vỏ sòn, hai cái viên hộp nha, đẹp quá mấy chị ơi, to đùng luôn á. Rồi 13.9 đầu tiên là Duyên Nguyễn này nha, nào nói trước nha Duyên Nguyễn này. Duyên ơi, rồi chuẩn bị theo dõi em chị nhẫn này nè, 13.9 nè Duyên Nguyễn nè, Tiết Phạm nè, Muội nè. Rồi cái bill chị nào qua trước chị đó có đơn, vui vẻ nha, chị nào chửi em mà buồn nha. Rồi tặng thêm nhánh bông hồng, rồi em hết ngày con 13.9 rồi, hết rồi đó. Rồi dây chuyền giùm em là 5 triệu, dây chuyền 5 triệu, 1250, 4 tấc 2, đẹp lắm mấy chị ơi. Dây mới nha mấy chị, mà còn cộng xả luôn nha mấy chị, xả nha, dây mới nha, còn cộng xả luôn, xả luôn về tới 15 dây còn 1 dây xả 4 tấc 2. À, 1.250.000. Rồi 5 triệu giúp em, 1250. Rồi hết mấy chị gái yêu. Ủa 29.9 là gì? À Vinh đang đeo nè Ruby, 13 kim hết rồi. À, em nói luôn cho dễ, giống như cái nhẫn mà đầu like mấy chị, chốt từ trong Tết tới giờ mà giờ nó mới bơm ra, em cũng hiểu lý do tụi nó đang làm gì luôn á. Giữ cái gì nhẫn bông mai mà đầu like, chị nào mua em 52 triệu em lỗ 1.5 triệu á. Không biết sao mà em chốt từ trong Tết tới giờ mà nó mới xả ra, bây giờ nó mới xả ra cho em luôn. Mấy chị thấy chứ em bán em nhớ chừng á chị, nhớ hết á. Rồi với chị nhà em là 5 triệu, 299 em chốt cái tình yêu kia. Rồi Lâm Nương Trần Nhi, Lâm Nương đầu tiên nè. Rồi Trần Nương giùm em là, Trần Nhi là dự bị giùm em nè. Chốt like xả like nha. À ông không, Diêm Dương, ông chặt cái con cái đó, chặt con chỏ đó. Rồi hết. Nè đẹp luôn em nhẫn này, em sell trơn 1.1 triệu, đẹp ghê chưa mấy chị, lòng trong lòng ngoài, đi tay chỉnh sửa đi tay được. Hộp 11 ly giùm em, hộp cao cấp. Dây đang đeo chốt cái tình yêu Dư nè, Dư Châu 299 dây sẵn đó con. À, em chuyển rồi nha, à, em không biết nha, cái dây đó không biết nha, ai trước trước ai sao sao không nha. 12.188.000. Hồi tối Vinh có điện cho chị không? Không, chị Mỹ Hạnh giả đó, chị Mỹ Hạnh ơi. Điện bằng Facebook mà gặp mặt em ngồi trên chiếc xe là giả nha. Tụi nó lấy hình nền của em phóng lên cái máy á. Nè con 5 triệu là sợi dây rồi nè, Lâm Nương nè. Kịp không? Kịp mẹ đợi. À, rồi nhẫn chốt cho em là 12.180.000, em xe 1.1 triệu. Nhẫn này trên 16 triệu mua được, em xe 1.1 triệu. 12.180.000, 12.180, xe 1.1 triệu. Đẹp luôn. Dây 29.900. Rồi dòng này em còn một chiếc, em sell luôn nha cả nhà. Ốc của nó là ốc dặn nha, mới nha. Đó cái chị mà bên nước ngoài đó, trời ơi, chị chốt khí thế, chị chốt bọc bọc chứ còn chưa đặt lại xong giờ chị trốn mất tiêu. Giữ cho một đống theo bộ luôn. Dạ giả đó chị ơi, chứ gọi điện thoại gửi mẫu là giả. Rồi đi tay buông 8 buông 9 50 đeo được, em sell 1.3 triệu. Ốc dặn luôn nha, lòng trong có lớp giác lòng luôn. Đây rồi đó. Rồi em chốt đơn giùm em này 12.180.000, ok tình yêu Nghi Lâm, 12.180 hết. Dạ cái đó giả đó chứ ơi. Dạ chứ đừng nghe máy nữa nha, coi chừng nó gạt tiền. 24.380.000 em có chiếc duy nhất mới nha, ốc dặn luôn giùm em. Đồ ốc dặn nó mới giống đồ chính hãng nha cả nhà, ni tay 48 49 50 đeo được. 24.380.000, dây hết, nhẫn hết. Nhẫn không để sao chị yêu Bùi Bình đi con.
11 triệu 270 ngàn, 12 triệu 180 ta, 12180. Rồi dòng tay là 24 triệu 380 ngàn, em xem cái giá 1 triệu 3. Bông khen vuông để em hỏi, em hỏi chị ơi, đang hỏi chưa có, để xíu em nhắc lại, xíu em nhắc, xíu em nhắc. À, nãy chị nào chốt với sợi dây 31 triệu 300, chốt luôn đó, bông này dùm em đi, 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2 nha, bán lỗ luôn, bông này bán lỗ tụt cái quần luôn nè. 6 triệu 780 ngàn giúp em, bông đang đây là 39 triệu chứ ơi, bông giọt nước sòn siêu to, em cho đổi luôn 10, bán lỗ 15. Cái này mấy chị nhận 4 ly rưỡi, 5 ly 5 ly 4 được luôn, bông 3 giọt nước luôn mà em quá rẻ, 39. Coi tin nhắn tình yêu từ Kiều sao cưng? Chưa cưng, lý do? Khách hỏi gì bà chưa bà? Đâu mà đạt chi tiêu à? Chiều chiều về, về mẫu viên hỏi, nó nói 50 cái ngày qua sao chưa về nữa. Bông đang đeo là sòn á tình yêu. Rồi đôi này em 6780, nó chế hết rồi. Like là hết rồi mấy chị ơi, nó hết nhanh như một tia chớp, 678 Mỹ Châu. Có tin nhắn cho Mỹ Châu cái con ơi, 6780. Bông tai xem 1 triệu 2, nãy chị nào lấy dây lấy luôn cái này đi. Nãy chị nào lấy dây á nên lấy luôn ra bông này. Xem 1 triệu 2 đó, em lỗ đó mấy chị ơi, em lỗ đó, em lỗ đó. Rồi mặt này em xem 1 triệu mấy chị ơi, dây 5 triệu em hết rồi. Một cái mặt hộp y chang như sòn luôn mà em xem 1 triệu. 12 triệu 550 ngàn. Rồi dây trái tim 4 tắc 2, em xem 1 triệu 2. Tim đẹp luôn á. 12 triệu 550 ngàn em xem 1 triệu. Sao tự nhiên ai điện hả? Chắc bà Hằng Hương cái gì á? 12 550 nè, xem 1 triệu. Dạ mở Long Xuyên. Dạ dây chuyền là 18 triệu 300. 18.3 dây trái tim 4 tấc 2 cực kỳ là siêu đẹp sáng trưng. 18 triệu 300 ngàn. Mặt em chốt với Thịnh Phú 12 550, xem 1 triệu. Dạ chị Hằng Nguyễn mã sao? Duyên ơi, người đầu không được, người sao bán liền hả mãi? Bán liền luôn nào, trước vui vẻ nha. 18.3 dây chuyền xem 1 triệu 2, Thịnh Phú đầu tiên nè, bán liền đi, tội nghiệp em nghe mấy chị. 18.3 chị Hằng Nguyễn không? 183 dây. Rồi chốt đơn hết. Nữa mấy chị, nhắn mà em không chỉnh sửa đi được nha. Đi số 11, 12 luôn dùm em nè, đẹp luôn dùm em nè. Đó xuất sắc, em xem 1 triệu 1. Xem 1 triệu 1. Ngày anh gì em làm hết hồn. Dạ. 10 triệu 736 ngàn mấy chị, hàng độc luôn nha, chủ trên hộp cao cấp, đụng hàng chiếc đền tỷ đó mà con chiếc một hà nó thiệt, đền thiệt luôn đó mấy chị gái. Xả dòng 15-7 tình yêu cao phạm nè, đưa cái dòng nó lại khác đi con ơi, đưa dòng lên con. 10 triệu 730, em chúc đơn trơn 1 triệu 1. Ok tình yêu Phương Thảo, đẹp gái luôn Phương Thảo ơi. 10 triệu 736 ngàn, ok hết đơn rồi, hết nha, qua luôn. 15-7 ô dây của tao mua rồi luôn nè con. Dây chuyền là 18-3 chị Hằng, à, bé Hằng Nguyễn nè. Trắng tươi đẹp gái nè, màu hồng nè. Màu trắng 18-3, 10 triệu 730. Hết rồi chị yêu ơi. Rồi 15 triệu 700 dùm em, siêu đẹp luôn em, xem 1 triệu 1, 15-7. Dạ mở Long Xuyên An Giang nha. Chị Hoa, Hường Hoa, em để mã sao? Sao này mày có để chị Nhẫn nha, con là mày để thêm đó, 10 triệu 730, 16 Nhẫn. Rồi dây là 18-3 kim ngân lê em để sao? Dạ dây 4 tấc thì mình chốt xong mình cắt 4 tấc giúp em. 183. Rồi kim ngân lê 183, 15-7 là tình yêu mi trần đầu tiên là dòng nè. Mẹ ghi cái mã xong còn ghi dòng lắc nhẵn vậy đó nha. 15-7. Rồi. Dạ Phương Thảo 15-7 luôn, dòng đó tôi có 2 chiếc chốt luôn nha. Nhưng mà đi tay nó sẽ khác thôi. Ok, hết rồi. Rồi kiền cổ em xem 1 triệu 2. Cổ xem 1 triệu 2. Mẫu ơi Duyên ơi, căng nhìn chị này đi, kiền cổ đi. Cái này găng chị đi, con đen. Dạ vàng thiệt chị ơi, vàng thiệt không phải vàng giả, vàng thiệt. Rồi em có chị nhận bông mai đẹp gái luôn mà em. Dạ đẹp chưa mấy chị. Bên hồng Amaro trên bông mai luôn em. Rồi xeo luôn 1 triệu 1. Xeo luôn 1 1 nha. Rồi chú giùm em là 12 triệu 560. Rồi xả dây, ok, rồi xả. Dư Châu xả. 12 triệu 560 ngàn, em sell trơn 1 triệu 1. Đẹp lắm nha mấy chị, nhẫn này hôm nay mua giá 1 triệu tương, 1 triệu rưỡi luôn á mấy chị yêu.
Rồi dây chuyền này là 4,5 tấc. Dây chuyền tròn em chốt đơn luôn cho giá 1,1 triệu/gam. Dây chuyền tròn chốt luôn 1,1 triệu/gam nha, nó hơi dài 4,5 tấc, 4,6 tấc, chốt xong cắt ngắn 30 gam. Rồi ok, Yến Phạm giùm em. Khoen tròn này đi 40 ha. Dạ, sòn hay là gì đó, tình yêu Kim Ngân Lê. Đứa nào coi thì tôi nhắn cho Kim Ngân Lê coi. Mặt ngựa bay còn, tình yêu Nguyễn Nguyễn ơi, ngựa bay trên đó kìa. Còn cái màu hồng, ngựa bay màu hồng, chị thì xí trắng còn, chị thì để màu hồng nha. 1,2,5,6. Rồi Yến giùm em. Từ từ mấy chị ơi, chú lên mã là mấy chị giành lộn rồi. Thấy thương dữ vậy trời. Chưa lên mã là chỉ dành đây. Xe 1,1 triệu mấy chị, 32,5 triệu. 32 năm nè. Hàng thiết kế chứ ơi, nó hơi dài cho tụi nhỏ cắt là ngắn đây nha. 4,5 tấc, 4,6 tấc em xe 1,1 triệu. 4,5, 4,6 xe 1,1 triệu. Nhẫn em giống ý còn không mấy chị? À, ủa em nhớ về rồi mà ta. Nhỏ ơi, Nhỏ Trân Nguyễn cái dòng 13 lấy lên xả cho người khác đi con ơi. À, Kim Ngân Lê coi em chị cái đôi bông đó hình như chủ nhiệm á, chủ nhiệm đặt hay gì là phải của chị này không? 32 năm đi bốn dạ được chị, cứ đi em lo được mà. Ủa sao chị Kim ơi, chị đã hỏi gì hả? Chị hỏi giao hàng chưa? À chú chuẩn bị tới chứ, quẹo cua tới, hỗn tới. 32 năm vô rồi chị này chưa, hàng thiết kế nè con, 32,5 triệu. Chị hàng thiết kế có báo chỉ là 1,1 triệu/gam dây đó 32 năm không con? Coi chừng chứ tưởng 1,1 triệu cộng á. Xi men có không á? 3 mấy gam bao nhiêu? Có. Em xe 1,2 triệu/gam nha. 36,450,000. 36,450. Đây kiền cổ luôn em xe 1,2 triệu, kiền 8 bính 9 bính. Rồi chốt đơn thì em 1,2 triệu/gam. Ok Nguyễn Trang, ok ok na ok. Ok ok, dòng mã 24 mấy ha. À dòng cạc chia nãy là 24,380 nha, xe 1,3 triệu. 24,380,000 em xe 1,3 triệu. Rồi kiện cổ là 36,480,000. 36,480,000. Quá rẻ luôn á mấy chị. Dây chuyền tròn 18,3 em hết rồi. 24,380,000 chứ. Hồi nãy có cái dòng màu hồng đó con, cái dòng cạc chia đó, con nhớ không? Con vô tình yêu Diệu Hương coi, cái đó quá rẻ đó, chế đi, chế 48,50 là chế vô mắm. Rồi kiền cổ là 36 triệu. 36,480,000. Dây chuyền tròn chỉ cỏ 3 lá là 32 năm, con vô cỏ 3 lá cái này con. Đây chị kia sợ nó dây 1,1 triệu á. Chị tưởng nào là nguyên cộng dây 1,1 triệu/gam là tiêu luôn á. Em hỏi mai trả lời ha Candy Lê. Có tin nhắn tình yêu Candy đi con. Ni nhỏ nhất ha, đừng lo Ni, Vinh lo đi được mà. Đó đi vô tư, kiền cổ mấy chị hôm nay mua 1,4 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu nha. Có chỗ bán 1,50 triệu, có chỗ bán 1,5 triệu, có chỗ bán 1,6 triệu. Rồi bây giờ đi chốt đơn luôn cho mấy chị yêu luôn. Giá quá rẻ cho một cuộc tình. Giá quá rẻ cho một cuộc tình luôn giùm em nha. Rồi bỏ lỡ tiếc. Rồi chốt đơn luôn giùm em này. 1,1 triệu/gam em sạch. 36,480,000. Giá like là 16 đó con, bán lỗ. Là phải có chút like đó, có chị chút like em biết đâu. Kiền cổ mà xe giá 1,2 triệu đó cả nhà. 1,2 triệu/2 lên. Lên mấy chị ơi, kiền cổ xe 1,2 triệu/gam. Đây em có bông túi tiền mới về, tài lộc luôn nha em. Và tình nhân cũng cần tài lộc ha, gần Tết cuối Tết qua năm ngày nào cũng cần tài lộc, em có 5 đôi. Em chút đơn cho giá 1,300,000/gam em có 5. Ok tình yêu Kim Linh. Ok nè, Kim Linh, 36,480. 36,480, rồi ok, chốt đơn gái ơi. Là bông tay em có 5. Có tình yêu Trang Nguyễn cái bé ơi. Dạ chú giùm em 5,300,000. Em có 5 đôi bông tài lộc luôn giùm em ha. À, tài lộc giùm em, dạ kiền người ta lấy rồi chị gái ơi, còn để mã sau nha. Bé Vinh còn để mã sau chị thôi, 36,480. À, 5,3 triệu, 54 em bán 33,9 hả chị yêu Trâm Phạm ơi. 33,9 tục nước đó con, giúp em lấy 39 tục nước nước tri cho chị yêu ơi. Em bán 33,9 nè, có đó chị mua tới 38 lần. 5,3 triệu Kim Thí Võ, em có số lượng 5 đôi sang giá rẻ 1,299,000. Khi tụi em lên hóa đơn với mấy chị làm lên 1,299 thôi. Nhẫn em đang đeo những ý là 15,8, nhẫn này đang sòn là 3,5 triệu.
Đồng hồ này vài bữa em về em về đồ model 3.3 triệu, giờ trước mắt nó là 8 tỷ cả nhà ơi. À, bông tài lộc giùm em Khánh Nhi 5.3 triệu. Chốt đơn 53, em có 5 đôi mấy chị nè, bông túi tiền, dễ thương, hàng mới. Em chốt Trâm Phạm rồi. À, bông túi tiền không có khóa bật gái. Túi tiền này đứt đẩy, khóa bật nó sẽ bị bật á. Nó sẽ không đẹp. Rồi. À, túi tiền dạng kia thì có bật, còn túi tiền dạng lùng này á, dạng dài nó có khóa bật nha. À, rồi chốt giùm em. Còn không anh cứ chốt cái này kia mấy đứa lấy khóa bật cho bạn. Rồi ok chị, chuyển cho tường ha, 5.3 triệu. Rồi em hết bông tai nè, còn đôi nữa thôi. Rồi ông thần tài mấy chị ơi, em thần tài 145 em có 5 ông. Cái này ta cũng bán 1.650.000 rồi mấy chị. Em có 5 ông thần tài, đeo được 2 bề, một bề đồng tiền, một bề ông cười. Đó, ông để 2 chữ à, tiền vô cho em dịch không được nha mấy chị. Tại em tự dịch chữ em với chữ gì, ông để chữ gì. Ok tình yêu Mỹ Mỹ 5.3 triệu. Rồi chú giùm em 4.2 triệu. 4.2 triệu em thần tài à, trai em gái người lớn người nhỏ đều được luôn em nè. Đây để dinh đeo. Quá trời dễ thương chưa. Rồi chốt đơn 4.200.000. Xong tụt nước là giống như viên Vinh đang đeo nè. Đó Vinh cũng đang đeo tụt nước nè cục viên. Nó nôm na đơn giản đi. Một là chị mua vàng 4 số 9. Hai là chị mua vàng 9 tuổi rưỡi. Viên 9 tuổi rưỡi là viên tụt nước đó. Nó cũng vẫn được như thường. Nó vẫn có giá, nó vẫn đẹp như thường. Chứ không phải là cái loại tệ đâu. 4.2 triệu giúp em có 5 ông thần tài nha. Tài lộc luôn giùm em. 4.200.000. Ok Mi Nguyễn 5 ông. 5 ông. Rồi lắc rút thương hiệu của Đi Ó em về được 5 cái. Mi tay 55 đeo được luôn giùm em nha, 55 trở lại. Vàng hồng Đi Ó luôn giùm em. Rồi bây giờ chốt đơn luôn cho giá yêu thương đông đầy 1450. Vàng hồng luôn Đi Ó luôn giùm em nha, 42 Mi Nguyễn. Dạ, à, nhẫn em đang đeo là 3 tỷ rưỡi chứ ơi, Bùi Bình ơi. Nhẫn như vậy nè Duyên ơi. Em hỏi ngày nào về nên chị lấy tiền. Em hỏi giúp chị được không? Bé ơi cho chị mượn cái mâm này đi bé. Nhẹ nhẹ tay nha bé. Rồi lắp này giùm em là 7788. 7.788.000 hay sao nhẹ vậy bà? À. 7.788.000 cả nhà ơi, 7788 nè, đeo dễ thương vậy nè, em về được 5 lắp Đi Ó mẫu mới luôn. Đi Ó mẫu mới luôn, vàng hồng luôn nghe các chị. Rồi để vàng hồng luôn. À, Phạm Liên ha. Coi tin nhắn với Phạm Liên nghe con rồi em ơi. Dây 9D hôm qua còn tình yêu hạnh trần. Dây nãy 188 dây lá đó con. Chụp lại cho chị yêu coi tình yêu hạnh trần coi đi con. Rồi 7788 luôn giúp em có 3 lắc. À 5 lắc. Châu Thí Đơ 1 lắc. Võ Ngọc 1 lắc. À, Tiên Kiển 1 lắc. 7788. Rồi bây giờ hết nha. Trời thâu hết chị ơi, quan trọng là ta bán mấy chị giá tốt không? Giống như viên 6 ly 3 tuột nước em bán có 98 triệu mà ta bán 129 triệu rồi sao em thâu được. Cái vấn đề cái người đó có bán giá mềm không? Bán 6 ly 3 nước tri màu sáng kêu em thâu vô em thâu không được. Tại em bán có 98 triệu thôi à, thông cảm giúp bé nghe à, 7788. Rồi ok Châu Thiên Nờ, rồi chúc đơn Võ Ngọc. Rồi chị yêu Tiên Kiển giùm em 7788. Rồi bé Vinh hết. Dạ mẫu đó có màu trắng nào mình mua xong chi trắng. Rồi đẹp đây, thừa thắng mình xong lên luôn. Chị ơi 4.2 triệu là em chốt cái mặt dạ lên lắc cho em ha chị ruột. Ok ok. Em có cái lắc vàng hồng này, bữa nay em tặng 1.2 triệu nè. Vàng hồng chị với chị thích xong chị sẽ đi trắng được luôn. Dạ đây em có 5 nhẫn. Ồ đẹp lắm đó chị ơi. Xuất sắc đó. Dạ đến tiền cũng được chị giá like luôn nha. Rồi em có số lượng là 5 đó, ở trên đây có nói là hộp 9 ly 3 carat kim cương nhân tạo luôn em. Hộp trên đây nó sẽ là hộp 7 màu, nó đẹp hơn hộp Mosinai luôn nha cả nhà ơi. Đây bao đẹp luôn em. Bạn nào có sức kem trộn vui lòng đừng cầm lên cái hộp cái nhẫn giúp tôi nha. Bạn nào lên đơn nè. 5 ly 4 nước đê em chốt cho bạn 160 luôn. 5 ly 4 nước đê em chốt luôn cho 160. Rồi em chốt luôn với chị luôn giá này. Em sell chiếc nhẫn này hôm nay 1.5 triệu 1 gam. Bình thường mấy chị mua sale là 1250. Hôm nay 14 tháng 2 coi như là 14 tháng 2 đi. À, hôm nay mấy tay đây? 7 tay phải không? 7 tay cũng 14 tháng 2 mà 8 tay cũng 14 tháng 2, 9 tay cũng 14 tháng 2, 10 tay cũng 14 tháng 2 nha. Từ đây tới ngày đó là 14 tháng 2 hết. Tại bây giờ mua bây giờ thì mới nhận ngày đó kịp. Rồi em lên đơn cho 1.2 triệu thôi, 6.8 triệu. Quá trời đẹp luôn. 6.8 triệu quá trời đẹp luôn. Và chị Nguyễn Nguyễn mua hộp Vinh đem mà cho khách bán bao nhiêu khi lời luôn. Em bán giá này sỉ chưa mua được giá này đó cả nhà. Rồi nữ hoàng.
đẹp một cái muốn xỉu luôn mấy chị ơi. À, muốn xỉu 6.8 triệu. Rồi Luxin. Thương hiệu LV3 hàng dạng hồng, ni tay 54 trở lại giúp em thôi. Cái này mấy chị chốt xong mấy chị xi trắng cũng đẹp luôn. Rồi nhẫn em chốt cho Kim Thí Võ, em chốt cho Hoàng Thiên Ân. À, mua tặng bạn gái ok. Bớt tặng bông lại xíu bông á, mấy chị chốt đi có tặng bông luôn trên đây rồi. À, quan trọng vàng thôi. À, cứ nhắm bông cho nó có tươi tươi cuộc đời, tại bao bông xong cũng bỏ. Rồi ok, tình yêu hoa tươi. Hoa tươi diễm 68. Đó, à, rồi mua nhẫn. Nhẫn thuốc của Vinh chừng nào có vậy Duy? Điện luôn đi con. Điện luôn, hứa chắc ngày nào có đâu chị xuống. Rồi chị mới lên đơn được chứ, giống như đồng hồ vậy đó. Nói chị ơi, cho em xin bao nhiêu ngày mày điện được kêu mẫu điện. Trời ơi, tôi là làm liền với mấy ông nội đó. Nè Duyên ơi. Nè chị Thùy nè. Cho chị chục chiếc này. Nè Duyên, chục chiếc. Nhớ không chị, cái ni nha, đường kính 15 năm, 16, 16 năm, 17 thôi, 4 ni đó thôi, đừng hơn 4 ni nữa. Rồi em để sau Bùi Bình với Phương Nguyễn nha, em hết rồi. Em hết rồi mấy chị ơi. Rồi sướng cho rồi, bông mai lên siêu phẩm đó nè, lên bông bông toàn tan siêu phẩm đó nè. Em có 5 đôi thôi, ngất ngay. Rụng nụ. Dạ lắc tay chốt đơn 34.340.000. Thương hiệu luôn vui tươi LV 34.340.000. Ni tay maximum ni tay 54 giúp em. Đó đây ba hàng rồi, ba. Mấy chị chịu 2 gam vàng hồng nha mấy chị, best seller nha. Chốt xong cái này muốn để hồng cũng được, còn hông si trắng cũng được luôn. Số 9 có luôn, 6.8 triệu em để sao. Rồi cái nhẫn của Vinh là 15.800.000, ngày mốt có đơn. Ngày mốt em về được 10 chiếc, bây giờ chốt xong là ngày mốt mới lên đơn kịp nha. Có thể nhận kịp 14 tháng 2. Rồi 15.800.000 con, chụp hình lại cái rồi xong trả tôi nghe, coi chừng để lộ mẹ tôi tiêu tôi nghe bà. Dạ mấy năm trước để chiếc nhẫn sòn mà đó, bà nào mua chắc biết sòn rồi không đem ra tôi luôn. Rồi 6.8 triệu, em hỏi chiếc nhẫn 6.8 triệu đó em cho anh chị 10 chiếc luôn Duyên ơi. Em coi ngày nào về đi chị lên luôn 6.8 triệu Duyên. Cái gì á? À, mà đó em cho 20 chiếc luôn đi Duyên, mà nó đẹp quá Duyên ơi. Thôi đồ luôn chị, 20 chiếc đi. À, bây giờ hỏi anh chị đi, giờ 20 chiếc đó chính xác ngày nào chị về được thì mới lên đơn được nha. 3 ngày không em? Anh chị có ưu tiên hàng chị trước đi. Rồi em chốt luôn mấy chị, bông hoa mai Amaro luôn, cực kỳ siêu đẹp. Dạ chốt giùm em là 6.950.000. 6.950.000. À, em lấy ra bông này em sẽ che cái tay rộng nè cưng. Dầm lắc một tắc 7 lên đi 54. Tắc 7 lên 54. À, ok cỏ ba lá xả. Rồi đây nhẫn giùm em 15.700.000, ngày mốt có nè. Giá 1250 nha mấy chị, đẹp cực kỳ mấy chị. Cái nhẫn nữ hoàng là nữ hoàng Phước Lộc Thọ, đẹp hơn tất cả các loại nữ hoàng trong các giới chuyên môn luôn. Mấy chị nhìn cái ở trên nè, từ phơm sò em đi ra chục chiếc. Chốt bữa nay, ngày mốt lên đơn, chiều mốt 5 giờ lên đơn. Nét nót lại đi cơ. 6.950 có 5 đôi thôi. Này giờ Duyên ơi đẹp quá, Duyên ơi bông này. Cho chị mã này gấp đi Duyên ơi. Này Duyên. Em ơi, alo chị đi. Bây giờ chứ mới tao chốt 5 đôi thôi mà về tao chụp nó đi. Su Su Lu, Nana, Phương Quỳnh, Nguyễn Thu, 15.700.000 đồng. Rồi Nana một chiếc nữa, em cho chục đôi đó gấp về. Đẹp quá luôn á. Bông này sai đắm lòng người mấy chị ơi, 6.950.000. Rồi Phạm Dung. Rồi vô 6.95 này con. Em nghe nó gửi gửi chiếc bông cho chị coi. 6.950.000, em đang có 5 đôi đây à. À, tuần sau về được 10 đôi. Mà bây giờ em cái đó, hai mã đó em hối anh chị 3 bữa được không? Tại vì em để tuần sau về rồi, 14 tháng 3 ai đeo mày đeo luôn á. Đúng không? Rồi 6.95 nè, Nana giúp em 15.800.000 dùm em 15.8. Dạ cái này chốt lại dùm em mã 15.8 nha. Chị nào chốt dùm em mã 15.8 cộng chữ là chữ cộng với chữ là ngày mốt dùm em. Là ngày mốt em lên đơn đó mấy chị ơi. À, ngày mai không kịp, ngày mốt kịp. Rồi chốt dùm em mã 15.8 với chữ ngày mốt dùm em nha. Để mấy con mấy chị cứ hỏi liền em biết có đâu không lên mấy chị ạ. Chắc ăn là ngày mốt cũng có 10 chiếc. Rồi 15.800.000. Rồi ok, đồng hồ đang mang. Đồng hồ đang mang đồng hồ sòn, hơi mắc chút xíu. Rồi ok em, và chữ ngày mốt nè. Là ngày mốt lên đơn nha các em ơi, ngày mốt chắc ăn có 10 rồi đó. Rồi tình yêu hoa ruby.
Ni 15 hả? Có luôn. Tính thân Nguyễn ơi, ngày mốt luôn giúp em. 6950 là để tình yêu Nguyễn Nhung mã sao. 695 mã sao. Rồi Cà Chi Ni 52. 6-8. 6-8 này dài bữa mới có đơn nha. À, những là ngày mốt có đó. Ok cậu bé. Cậu bé chứ lên là hết rồi mấy chị ơi. 6950 là bông tai để mã sao nè. Em hỏi báo chị Linh liền, em nói là liền chị hai mã đó. Cái nào ấy chị gấp gấp gì chị Vinh đi. Rồi 695 mã sao là bông tai nè. Thứ 7 thì một tay có là nè. Rồi ok. Mấy chị ơi, bông 6950 là thứ 7, chiều thứ 7 em có, 11 tay em có, em sẽ cố gắng ship gấp cho mấy chị. Quan trọng lúc đó là em bây giờ em lên đơn liền cho ta Duyên ơi. Em nhớ chị thứ 6 được không em? Còn thứ 7 thì buổi sáng được không? Nói chị thứ 6 đi con. Rồi nhẫn 6.8 em lên đơn đặt nè. À, 10 tay là em về. Nhẫn này 10 tay là em có nha. Rồi 6950. À, rồi nữa em lên báo sao đi cục cưng. À, chính giữa nó 11 ly 5 carat em, hộp nhân tạo thôi. À, rồi nhẫn 6.8 là 10 tay em có. À, nè con này con chụp hình cái này đi. Con ghi đa 5 chiếc nãy đó, mở order 11 tay có đơn. Rồi bông tay là 11 tay có đơn, nhẫn 6.8 là 1 tay có đơn nha. Rồi bây giờ là chốt đơn 6.8 11 tay nha Duyên ơi. Chị có ghi 11 nha. Vậy là em phải hỏi nha Duyên ơi. Rồi vậy là có 20 chiếc đó mấy chị. Rồi chốt cho Linda Nguyễn. À, rồi chút xíu em chuyển lại cho cục cưng. Tại em đang like á. Rồi ok Linda Nguyễn giúp em. 6950 là 11 tay luôn. Chịu thì đặt lại giúp em nha. À, 11 tay là có đơn mấy chị đó. À, 11 tay đi mấy chị nè. Em hẹn ta 10 tay đi Duyên ơi. Rồi em có một viên này nè mấy chị. 5 ly 4 nước ơn. Giá quá rẻ cho một cục tình nha. Em chốt 49 triệu luôn giúp em. Cái này mấy chị cực kỳ siêu lời luôn. Hôm nay cái này đã 52 năm rồi đó mấy chị. Em chốt đơn 49 triệu luôn nha em này. Bông hoa mai là 695. 4 ly 9 nước ơ VS1 bé xin lần luôn nha em. Quá rẻ. Hoa mai em chốt tình yêu Ngọc Điệp 695. 6950. Rồi 11 tay. Ý mà cưng, màu hồng mày sao gì bà. Dạ, rồi cho em 49 triệu nha. Viên này viên nước ơ, 3 Excellent, VS1. Đẹp luôn em, dày chuẩn luôn em đó. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị luôn. 30 triệu em sale còn 24 triệu. Em đang tặng hộp nhân tạo 6 ly 3 luôn. Bây giờ nhẫn siêu đẹp, em cho đậu lên 10 con lỗ 20 nha. Rồi chốt đơn em 24 triệu. Hộp là 49 triệu nước ơ VS1 3 Excellent luôn dùm em. Chuẩn dày làm em thông số đẹp luôn. Rồi vỏ nhẫn 24 triệu. Bông khoe như em có cạc chi màu hồng được 2 đôi. À, rồi nhẫn chốt đơn em 30-36 triệu mua được nha. Em chốt đơn cho 24 triệu. Quá rẻ và đẹp luôn. Ai bỏ lỡ tiếc dùm em 3 hàng hộp ha. Kiểu đơn giản chứ đeo hoài được hoài nha cả nha. À, 24 triệu dùm em là vỏ, còn hộp là 49. Hộp là 49 đây, em có bông này. Dòng này em đang có ly tai 48, 50, 52, 53, 54. Em có 2. Giá 6 ly 3 nước D, VS1 em chốt 106. Nước ơ em chốt cho 156. Và 5 ly 4 và giấy Mỹ nó chỉ có gì mấy chị. Mấy cái giấy mới nó chỉ có cái mã code cho mấy chị thôi là xong. Chứ không được cái giấy gì luôn, buộc mình phải đi làm á mấy tình yêu. 49 triệu mới được nha. Rồi dòng này em chốt luôn cho giá 1.399.000 nha. 18.900 đi 48 50 52 54 em có 2. Em có 2. Trăm mời bớt em 200 nha. Bán rẻ lắm rồi, bán giá dòng họ bà con bên nội bên ngoài yên tâm. Nhẫn 24 chỉnh sửa đi được cái chị Liên Bích ơi, tới 30 triệu đó sale còn 24 đậu lên 10 con lỗ 20. Hộp là 48 với bà đang là 7 ly 2 bà muốn đổi 3 ly 6 xuống nhận lỗ bao nhiêu luôn. Đậu lớn đậu nhỏ về một cái một, tôi không có thời gian đậu lớn hay đậu nhỏ lớn. Dưới 7 ly 2 hay trên 7 ly 2 gì hết, cứ 48 giùm em là được. Rồi 488 nè, bạn lấy đi. Cái này em có đủ ni nha, 48, 50, 52, 54. Khóa của nó là khóa ban. Bi này là bi siêu sáng, bi hình sáng ốc, hình bản đồ Việt Nam. Bi này ưu điểm của nó là mấy chị đeo ít bám đắt lắm nghe cả nhà. Cực kỳ là ít bám đắt luôn nha mấy em. Mà bình thường mình đeo lắc có thể là giãn. Dòng bi không giãn luôn nha mấy chị ơi. Cho nên đeo cực kỳ là sướng. Mà em chốt giá đồ bi, hàng mới luôn, hàng tiễn luôn. Có 1.399.000.
18.900. Dạ Liên bích sữa đi được chị ơi, 24 triệu, làm đi vô tư thoải mái. Hộp đó Vinh có một hộp ngày hôm qua 52.500 đấy em nhớ không? Rồi chốt cho bỏ 148 năm rồi, cái hộp đó bớt luôn con ơi. Chơi em là hơi đàn ông xíu nghe mấy chị, em hơi đàn ông, em rất là thích phụ nữ mà nhanh gọn lẹ, lâu lâu mà lèm đèm mà cà nhây hoài là em không thích nha. Ôi em hơi bị đàn ông lắm nghe mấy chị, cái nốt em cũng hơi đàn ông nha. Đàn bà mà bị ai lấy tiền là bắt đầu là tam sầu bạch sát đúng không? Tôi đàn ông lắm, ok, mắc nợ rồi, chi tiền xong rồi hết, giải quyết vấn đề xong hết đó mấy chị. Rồi cái nhà có đâu không sửa lại 485 vậy mẹ đi. Rồi vòng tay chốt cho Nana 189 nè. Bạn Nguyễn Quỳnh 24 nè, con chụp cái nhẫn 24 cho Nguyễn Quỳnh coi đi không? Em hơi đàn ông mấy chị ơi, cái nó hơi đàn ông lắm. Rồi nhẫn này em sale luôn cho 1 triệu gam nè, nhanh gọn lẹ cháu khỏe mấy chị. Thời bây giờ nó mấy chị nha, ta nói câu là nam thật như hổ, nữ thật như miêu, không có mấy chị, bây giờ nam nữ như nhau, cơ hội tới thì làm thôi, chứ khỏi có đợi trông chờ cái gì hết trơn. Bây giờ nữ nam y chang nhau, bình đẳng bình quyền, mấy chị cố gắng làm có tiền, mình đi về nhà mình nói cái hơi của mình nó cũng mạnh hơn, chứ đừng có cái kiểu là đẹp rồi tay chân cho đẹp cho ơ rồi ha. Thà là cái tay xấu xấu chút xíu mà cái mặt mình đẹp, mình đi làm việc cực khổ, mình về mình có tiếng nói trong nhà, chứ đừng trời ơi ôi để chồng làm đi ở nhà sung sướng đồ, sung sướng được cái thân mà cái tự trọng của mình không có được người ta tôn trọng nhiều. Rồi nhanh gọn lẹ nè, 11.200 xe 1 triệu, 11.200 em xe cái nhẫn nữ hoàng này cho mấy chị luôn, xe 1 triệu, 1 triệu 1 gam, 11.200, 11.2 xe 1 triệu, quá rẻ luôn. Rồi chiếc nhẫn này bị bơm hoài bơm mãi Duyên ơi, 15 triệu, bán 14 ha, bị bơm, bữa nay em bán luôn cho sập sàn luôn, 12 triệu luôn cho em. Em chốt cho ba chị nào chuyển chiếc chị đó có đơn, em đang tặng một viên ở trên là viên 7 ly, vỏ nhẫn vuông hộp Amaro 2 tầng hộp luôn, bán 10, em bán gì đó? Qua đây shop này mấy miếng nè. Dạ, 11.200, dạ. Rồi ok, để bớt cho mấy miếng nè, chơi chơi nè, Trần Phượng nè. Dạ, bớt miếng nè, 10.000 nè, rồi ok. Rồi chốt luôn nhẫn cho mẹ là 12 triệu nè. Nè, em báo trước nha, Duyên ơi, câu bill này ai chuyển trước người đó có đơn nha Duyên. Trần Nguyễn nè, Lâm Trọng nè, bán lỗ đó, cho nên là giờ vui vẻ không bạo đó, bill ai chuyển trước là người đó lấy, để cứ bơm hoài chán cái đời. Rồi 12, nhiều khi dễ thương nó có cái bị cái bất lợi của dễ thương nha mấy chị. Có nhiều chị ăn hiếp em á thì thấy em hiền á, chốt xong không lấy bình thường, cũng có nhiều chị nhìn cái mặt chị dữ hơn, sợ chị lên livestream chỉ la sao, thằng đó chốt là phải lấy, chốt là phải lấy, còn em chốt là bơm ngộ gì đó. Ủa bây giờ em hiền em cũng có tội hay sao mấy chị ơi, thiệt sự luôn. 12 triệu giùm em nè, rồi đó, xong ly nè. Rồi ba chị nào chuyển trước cho đó có đơn, vui vẻ. Nào nhớ thôi Duyên. Rồi đó con, mẹ đợi con nhận đó đó. Rồi bé hot rồi đó. Đây chủ sòn luôn giùm em là 3 ly 6, của chế nào xong đưa qua cho chế coi nha con. Cái vỏ bông này không mấy chị, có chỗ bán 38 triệu rồi mấy chị. Cái vỏ bông này không, có chỗ bán 38 nha. Chủ em đang cầm là chủ sòn 3 ly 6, đi nguyên form luôn gì luôn nha mấy em. Vỏ cũng tấm to rồi mấy em, 3 hộp ở trên. Rồi em chốt video bông này luôn nha mấy chị luôn, 31 triệu. Mười mấy triệu ha. Đây có. Rồi chốt đơn 14. Đây 14. Đó. Rồi quá dễ thương. Rồi đây bông tai em 31 triệu, 12 em biết nha mấy chị coi trong nhà mai em. Lắc bướm em còn nghe tình yêu, lắc bướm em qua trong đồ like nè, nhỏ nhỏ đồ like chị nào chị vừa đặt cọc xong có chị xả cái chị đầu cọc luôn nè. Chị Lan nè, vô coi chị Lan Nguyễn cái đi con, 13.9 nè, vô kiếm lắc bướm với mẹ đi nhá, không chốt xong có đặt cọc cái xong có bơ xả luôn, xả luôn cái đầu cọc luôn đó, chưa trả cọc nó đó. Lan Nguyễn nè. Rồi 31 triệu giúp em đâu này, chủ sòn luôn, vỏ bông sòn luôn em, 31 triệu, 31 triệu, quá rẻ nha, quá rẻ quá rẻ. Bông sòn chúc tình yêu Mỹ Tho Phương, coi tin nhắn tình yêu Quỳnh Trần, 31 31. Rồi một chị đâu, chủ sòn 36 luôn. Rồi Mỹ Tho Phương 31, chủ sòn 10 20 luôn dùm em. Em có chiếc nhẫn này siêu to đẹp luôn em, cả nhà tắm to không đây nè. Rồi coi tin nhắn bé ơi, ok ok đây. Em đang tặng một cái hộp New Zealand lại 45 giác ở trên, bên hông có tới 5 hàng hộp luôn em. Rồi chuẩn bị nha, sập sàn. Hạnh xuống em để mã sao 31, chị nào ở sao đặt lại được nha. Sớm 1 tuần trễ 10 ngày lấy giúp em. Lắc tay 13.9 lấy ra cho con ơi. Mấy chị 70, 72 chị mua được nha. Chốt mấy chị 68 này, chốt tiếp tục nè. 72 sale 4 triệu 68. Rồi sale tiếp tục luôn nha mấy chị luôn.
em lên đơn chiếc nhẫn này luôn, quá rẻ cho một cuộc tình sập sàn 57.500.000. To đùng lùi mà em mấy chị tắm to hết 57.500.000. Bông túi tiền hồi nãy 5.3.000, lắc tay 13.900.000, em có hai lắc đây. Túi tiền nãy 5.3.000 con nhớ không vô tình yêu Văn Lê coi lại cái đi con. Văn Lê coi lại chút xíu em nhắc chị đặt dây 4.5 ly, 5 ly rưỡi được nghe Duyên ơi. À, một sợi dây. Đây mấy tình yêu xinh đẹp, nó báo khoảng không à cưng ơi, đã có nhiều cái đăng hình nhanh lắm. Chị kia chị hỏi sao sợi dây mà hai giá lận. Chừng nào nó cân nó ra bill là chính xác nhất. Bây giờ trước mắt là nó chị trả lời em khoảng bao nhiêu. Đêm nào mà chị khỏe chị sẽ ghi số tiền lên trên đó thì sẽ trả lời đúng cái trên đó. Đêm nào mà chị mệt chị đăng hình thôi, tụi nó sẽ đóng hình bắt chữ em. 13.900.000 em có 2. 139 em có 2. Rồi ok, chốt đơn nếu Tuyết Nhung. 13.900.000. Rồi em chốt đơn cho chị 350.000. Rồi nhẫn giùm em 57.500.000. Ok tình yêu Kathy. Lắc tay vuông hả chị gái? Lắc tay vuông có luôn nè tình yêu. Em đang có 2 lắc. Em mới về luôn. Em mới về luôn có 2 lắc. Rồi em chốt giá sale luôn cho chị luôn. 1.299.000. Amoro luôn em nha. 1299. 1299. Đi tay em đang cầm đi tay 55. Dạ nhẫn em đang đeo là em tặng hộp hộp nhân tạo lài á chị. Cái nhẫn này tới 68-70 triệu mới mua được đó. Em chốt mấy chị còn 57.500.000. 57.500.000. Rồi nhẫn này lắc tay em chốt đơn em có một cặp. Ni tay em đang cầm thì ni tay hơi to, ni tay tới 55-56 luôn á mấy chị, ni tay nhỏ hơn thì ít tiền lại. 20.670.000 nha. 20.670.000 quá rẻ và đẹp. 20.670.000. Siêu siêu rẻ luôn á mấy chị, có 1.2 triệu mấy mà hàng. Em mới về nữa mấy chị ơi, mới về. 20.670.000 giúp em. Quá rẻ và đẹp. 20.670.000. Không biết nha tình yêu ơi, coi chồng giúp em. Ai nhanh thì được à. À rồi mã sao chị yêu Diệu Huyền Nguyễn nè con, 31.000.000. Có gì mấy chị đặt lại giúp em nha, 31. Rồi 20.670.000. Nhẫn 57.500.000. Nhẫn bên đây là em mua ý là 15.800.000. Ngày mai chiều ngày mốt Vinh về em chục chiếc. Còn nhẫn này là nhẫn sòn 3.5 triệu. Rồi chiếc bên đây là 70.000.000. À, 68-70 em sale còn 57.500.000. Tặng luôn có hộp nhân tạo New Zealand 8 ly luôn 2 carat. Tắm to không nghe mấy chị, đồ rẻ đẹp luôn mấy chị, 57.500.000 rẻ lắm. 13.900.000 em còn á, 2 chiếc. Con vô Tiết Nhung với tình yêu Bùi Thị Cẩm, Bùi Thị Cẩm Ngọc giùm em nè. Rồi 575 nha. Dạ một tuần chị yêu không cảm cầm gì ơi, một tuần 57.500.000 sòn 575 quá rẻ đó. Rồi bông tay này em 16, ngày hôm qua bị bơm bán 15. Ngày hôm qua 16 bị bơm bán 15. Lắc chân ha. À, lắc chân chụp hình tình yêu Kiều Lan coi lắc chân bi với lắc chân món ở bên quầy của chị Màu đi con. Số tin nhắn cái khe thi giùm chị Vinh đi em ơi, bông 3 hàng 1 với chị ơi. 17 bán 16 là đã sập sàn rồi, bị bơm bán 15. Giá đó yêu thương rồi cơ. Yêu thương lắm lắm nè. Cái đó là nhiều một ba mấy? 29. Ồ rẻ lắm mày, thương lắm mày. Bao giá. Tới 1.5 triệu in game thị trường rồi. Tưởng 1.399 bớt được giá nó là yêu thương rồi. 15 triệu giúp em 3 hộp. Yêu thương đông đầy rồi cục vàng ơi. Rồi đôi này em sale bông 2 tầng 1 luôn. Em chốt đơn cho 15 triệu đôi bông này. Dạ bông bông hướng dương 2 tầng 1 luôn mà em. Nhận giùm em 3.6, 4.5, 5.4. Bông bao phen nó 15 triệu cục cưng ơi, cục cưng. Rồi em có một cái lắc thương hiệu LV. Đi tay 52, lắc mới. Em còn một chiếc, 5 còn 1, sale luôn 1.2 triệu. Hàng mới với mấy chị ơi, new 100%. Rồi 1.2 triệu gam. Dạ 13.800.000, 13.800.000 lắc này, 13.8. Bông này mấy chị ơi, 20.500.000, sale còn 15 triệu nữa. Quá trời luôn, giá em bé mới đẻ, à, đẻ ra còn bán khóc thét luôn. 20.500.000 em sale 15 được tặng cặp hộp nhân tạo 5.4 vô đây nữa là quá trời đẹp. Đã tặng một cái hộp nhân tạo 5.4 lên đây nó đẹp luôn. Rồi chốt luôn giùm em 15 triệu nha mấy chị ơi, muốn có đâu. Hộp năng đeo là 11 ly chị gái. 11 ly, 15 triệu. Rồi lắc tay là 13.800.000, sao em bớt nhiều. Bớt 95 thôi gái thương em. Cà Mau luôn hả? Rồi chơi luôn. À em nói nè, vỏ sòn hay là đồ ý vậy đó.
mấy chị đổi qua hộp là em thâu vô nha. Tại hộp mấy mốt đổi có 4 bán có bán 8 đổi 4 mà còn giỏ thì 15-25 này nọ, thì từ ý đổi qua giỏ sòn vẫn là tính 15 bình thường. Rồi 15 triệu cho Thanh Mai. Chị 5-7 triệu nha Quỳnh Hạnh ơi. Tội dính lỗ rồi đó. Có 1 triệu 3 hả con, bán dễ lắm. Nhà bông tai 15 triệu nè. Rồi Thanh Mai chốt đơn, tặng cặp hộp nhân tạo luôn 54 cho bạn đi. 5-7 triệu nha, thương Vinh đi, tội nghiệp Vinh đang nghỉ luôn á. I love you luôn á, I love you mà em đi chứ, mà em đi rẻ lắm rồi. Nha Quỳnh Hạnh ơi, 5-7 thương em đi mà chị nhé. 57 triệu. 57. Đồng hồ đang đeo này chị, vài bữa em về loại đồng hồ modern, còn cái em đang đeo là của Ly Chặt Méo chính hãng. 57. Năn nỉ luôn á, Thảo Lê ơi, mấy chị ơi, em vô chị Quỳnh Hạnh 57 rồi đó. 13-8 là Suri. 13-8 là nào ta? À đang đeo. 13-8 Suri trước, Thúy Giang mã sau. Suri trước, Thúy Giang mã sau 13-8. Rồi chốt. À, đây 138, rồi mã sau 13-80. Rồi đá hết 13-8. Tỉnh khác ha chị, ship chị ở toàn quốc, toàn thế giới. Rồi 57, chị giáo ơi em bớt không được, em để má sau 57 nha, chịu lên đơn nha. Bao với chị luôn, ở đâu mà rẻ hơn, em đền chị. Rồi em có 2 cái nhẫn nam, 3 cái nhẫn nam siêu đẹp trai. Siêu đẹp trai, giá siêu rẻ luôn, rồi lên trước 2 chiếc này đi. Rồi sale đồng giá luôn em, 1.1 triệu gam nè, dành lộn cho đã nha. Và tấm bao lớn, nè. Có cộng không chị ơi hả? 1432 sale 1.1 triệu, 15.752.000. Nhẫn nam siêu đẹp luôn em, nhìn nó ngầu cực kỳ luôn á. 15.752.000. Em chốt đơn cho 1.1 triệu. 15.752. Rồi cái này em cũng sale cho 1.1 triệu luôn, 12.500.000. Chiếc vuông đơn giản này là 12 năm nha mấy chị. Lễ tình nhân thì dụ như chồng mình tặng món bự thì mình cũng tặng món nhỏ nhỏ cho chồng mình, có qua có lại nha. Đó, mấy bà không tặng để mấy nhỏ khác nó tặng đó. 15.750.000. Sale 1.1 triệu và gửi đi nước ngoài được chị, trừ đồng hồ thôi. Rồi cái này dùm em, chốt đơn em 12 năm. Rồi Nhung Vũ 15.752. À, chồng tặng mình tặng lại, mà chồng tặng mình cũng tặng nữa, mình không tặng, bộ không tặng là sao. Ok, Cẩm Tú Lê, những nam mà xem 1.1 triệu đó, hôm nay phải mua 1.5 triệu gam hết rồi. Rồi bé hot nha. Thôi có những nam bé hot, đi qua Mỹ 2 tuần, Việt Nam 1 tuần. Việt Nam chỉ có 1 tuần thôi. Đây em có ra bông này, em chốt đơn luôn cho 14 năm, em bán trên live cho mấy chị còn đôi cuối cùng. 11.500.000. Tắm 1 ly 7 luôn nhìn em, 11.500.000, tắm 1 ly 7. Em có nhẫn báo, à, cái này xúc hộp rồi, chút xíu nhận hộp giùm tôi. À, có một cái mặt bông mai siêu đẹp gái luôn nè. Ê, bôi mực giùm chị Vinh đấy. Bôi mực giùm cô đó coi. Rồi em chốt đơn luôn cho ra bông này 11.500.000. Hello giùm em, tắm to luôn nha. Có nhỏ Quỳnh thì tiền giả đang coi nha mấy chị. Em không có chốt trang cá nhân nha mấy chị ơi. Ai mà điện mấy chị trang cá nhân là giả nha. Duy nhất một số tài khoản sau lưng trên đầu em. À, Thanh Mai gửi lùng hình. Con ơi 15 triệu là bông tai đúng không chị? Ông Duy Thanh Mai là bông tai 2 tuần đó nhỏ ơi, nhỏ vô lộn cái gì rồi. Đài Loan có ship 11.500.000. 11 năm. 11.500.000. 11.500.000. À, 11.500.000 giúp em. Bông tai em có ông đôi duy nhất. 11.500.000. Đài Loan có ship. À, trang đòn, chụp trang đòn coi, nhẫn 57 luôn. Vậy là nhẫn 57 tới 3 chị đó, chị nào lấy trước thì chị đó có đơn ơi Duyên ơi. Trời mấy chị, 68 triệu đó. Em sale 15 triệu đó, 11 năm chốt cho ai like. Ai like giùm em, rồi mặt này em sale trong 1 triệu gam, quá rẻ. Trời chị bán con 1.2 triệu gam đó bé ơi. Chị bán đồ mới, học cao cấp đó. 14 tháng 2 đó chị ơi. 6.840.000. 6.840, em chốt đơn cho giá 1 triệu gam. 6.840 xe 1 triệu. Phí ship đi Mỹ 1.850 cái gì đó chị gái. 6.840. Rồi mặt trái tim này luôn dùm em. Em xe luôn trong 1.1 triệu. Trái tim nó được 2 bề. Rồi dây chuyền mì kim cương nhỏ em xe 1.2 triệu. À, 1.2. À, à ok Duyên ơi. À, chú sẽ coi hối chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn 250 triệu của Tâm á. À, hối em chị Duyên nha. Thôi anh chị đi ra cho kịp 14 tháng 2. 684 cho tình yêu Cẩm Tú Lê.
Mặt cái tim mà đeo được hai bề nha, 6.820.000. Đây 684 nè, chốt Cẩm Tú Lê. Rộng thì sao, gửi lên cắt lại tình yêu đeo được hai bề. 6.820 em sale. 6.820 sale có 1.1.000 mấy chị ơi, 14 tháng 2. Rồi mặt này em sale luôn trơn 1.1.000 gam mặt hoa mai. 1111 684 em hết rồi chị Bùi Mến ơi, chị đại mã sao nghe chị yêu. Dạ Cà Mau đó. Cà Mau Sóc Trăng Bạc Liêu. Rồi chơi chơi. Rồi 10 triệu 54.000 ai lấy em bớt luôn 54.000 một cái mặt hoa mai cánh bướm luôn em móc máy. Sale 1.1.000 một gam nha. Mặt cái tim có nhỏ hơn không hả? Có. À cục vàng ơi. Cho mượn cái không? Cho mượn hôm này, nhẹ nhẹ tay nha, mượn hôm này. Ờ hôm này. Với lại không biết mâm nào mà. Thôi bán nhiều thôi bán hết nổi à. Lấy nguyên mâm đó cho chị mượn bên kia lựa đi thôi. Mà trái tim chốt là tình yêu Vũ Hiền đó, nhiều vàng lắm mấy chị ơi. 63 nút truy hôm nãy có ai chốt cho con dạ? Không được Phương nói, ngồi bao tội nghiệp em, chị ơi, 682 em chốt cho tình yêu Vũ cô Hiền. Tim chơi đi chị ơi, người ta bán tới 1.5 triệu, 1.6 triệu với Vinh bán dễ về, mã đẹp nữa. Rồi chốt lên em 10 triệu. Nhẫn đang đeo, em lấy nhẫn bịch kim là 15.800 nha, nhẫn Vinh đang đeo là sòn. Trang lập 42 triệu qua còn tình yêu ơi. Ê cái lắc 42 triệu hôm qua mày cầm đâu lép. Lép ơi nhớ không? Dạ. Cái lắc 42 triệu hôm qua đó. Nhớ không? Tục mẹ có 2 chiếc luôn á. Nè cháu ra xem đi lê nè, 1.2 triệu gam nè. Trái tim mà. Em có 2 lắc luôn nha, em chốt đơn cho 1.2 triệu nha. Xả dòng 15.7 ô, cái dòng nó sao xả vô xả ra hoài vậy ta? À, chị nào lấy em chốt cho 15.500 em tặng 200 ngàn nè. Cái dòng đó em bị xả vô xả ra hoài à. Con lên lại hả? Con lên lại của chị Mi Trần xả cái dòng 15.7 đó con. Lên lại 15 năm đi. Rồi mặt này em sale cho 1 triệu. Trái tim hồi nãy ha. Rồi mặt túi này em có 3 cái ha. Đẹp xuất sắc luôn á, em mới về. Em chốt đơn mặt túi này cho mấy chị luôn giá 1.250.000, quá rẻ đẹp. Nè 42 triệu nè, Sandy Lê nè, tôi có 2 chiếc xe 1.2 triệu. Nhẫn thương hiệu LV vàng hồng luôn, vàng hồng, vàng hồng luôn. 15.7 mấy chị nghĩ đi, cái này bây giờ mua giá 1.450.000 rồi. Đó thì em bấm 1.450.000 với cái giá vàng này, với cái giá gam này. Cái dòng này 21 triệu. Ni tay em đã báo rồi, ni tay em đang cầm ni tay 50 nhưng mà em chỉnh sửa ni vô tư được luôn. Ví dụ như 50, 51, 52 chị đi liền. Còn ví dụ như trên 52 hoặc dưới 50 thì em chỉnh sửa đi bữa hai bữa đi thôi. 15.500.000, 15.7 nhưng mà em bớt 200.000 tại em bị bơm vô bơm ra. Rồi đó em chốt đơn cho 15.500.000. 15.7 bớt 200 còn 15 năm. Rồi mặt túi này em có 3 cái hàng VIP luôn mà em bao đẹp. VIP bao đẹp 1250. Em có số lượng 3, thương hiệu Hoa Mật. Rồi chốt 8.6 triệu giúp em, 8.6 triệu. Mặt túi em có 3 cái nha. Túi có 3, tất cả hàng đẹp không. Phía sau nó gì nè mấy chị à. 15 năm em chốt tình yêu Hồng Nhung Vinh với tình yêu thịt heo. Chị nào chuyển chốt cho đó có đơn đi mà Dương ơi. Chốt đồng giá luôn, thời gian luôn á chị ơi. Tại vì bị bơm vô bơm da hoài, xả vô xả da hoài. Cho nên là giờ chốt cùng thời gian. Chị nào chuyển chốt cho đó có đơn cái dòng đó đi. Rồi 15 năm nè. Rồi Phạm Luân nè, ba chị đó. Ba chị đấu với nhau, chị nào chuyển trước chị đó có đơn em mã này. Rồi cái này em có 3 cái, em chốt đơn cho 1250. 125. Đây nhẫn nam siêu đẹp trai nè. Nhận cái loại nhẫn nam lớn luôn, nhẫn amaro lớn luôn nè. Đẹp chưa? 1.5 triệu một gam nhẫn nam này rồi, em chốt đơn cho giá 1.2 triệu nha. Lên đơn 1.2 triệu hết rồi, 15 năm không còn nữa nha. Cái mã 15 năm đó đừng có chốt nhiều nha Dương ơi, chị đặt mà chị lỗ nha. Nè con dẹp này vô đứng cái mâm nó vô cho chị qua coi đi. Chị có ba con gì? Nè con dẹp này vô. Chị vô đứng bình thường đi không sao. Lấy cái điện thoại đó kìa. Cái thi hả? Rồi từ từ em ơi, từ từ đòi đòi nợ từ từ chút xíu nó trả lại cho không sao đâu. 1864 em chốt đơn cho giá 1.2 triệu gam.
22.368.000 những đẹp trai rồi em nha, em có một chiếc duy nhất thôi nha, Amaro siêu to luôn à, cái này 27 triệu mua được đó, em chốt cho giá 1.200.000 nha. Lễ tình nhân tới rồi mấy chị ơi, tặng nha à, người ta tặng mình tặng lại cái có qua có lại nha, cuộc đời nó mới vui vẻ được. Rồi chốt giùm em là 6.800.000 thấy không ta, tám triệu rưỡi. Mặt dây chuyền em có số lượng 3, mặt túi thương hiệu của Hermès em chốt giá 1.250.000, em có số lượng 3, 8.500.000. Rồi những nam em có chiếc 1, 22.368.000, em chốt đơn cho giá 1.200.000 nha, rẻ banh nóc. Ơi rồi cho thêm 200, rồi chốt đơn em 22.368.000. Mặt tim nhỏ em ở xa cái tiệm làm sao, em điện 03396 số 2 đi cục gì. Mặc siêu VIP siêu đẹp luôn em, hàng em order, em tiện bán thì riêng cho em. 15 năm chị không có, chị Bùi Mến ơi. Có ba chị kia đó, ai chuyển chút chị đó có đơn 8.500.000. 8.500.000, em có 3, chốt cho 1.250.000. 1.250.000. Thế nào? Cẩm Tú Lê, đổi cái này hả cưng, 22.368. Rồi, vậy là em xả mã 12 năm đúng không? 12 năm, lấy 12 năm lên bán lại cho người khác, ok cục cưng. Rồi em lên luôn những thương hiệu LV, em có số lượng là 3, những vàng hồng luôn, bestseller luôn mấy chị ơi. Đây nè, nó đẹp cực kỳ chưa, vàng hồng. Em chốt đơn vàng hồng luôn cho giá 1.250.000. Dạ 98 triệu em lời biển đó, có 800k đó chị gái, bà bớt em tội nghiệp em. Rồi dây trái tim, trái tim, trái tim em sale trong 1.150.000, 4 tấc nha, dây này em nói không được. Trái tim 4 tóc em nói không được, em sale cho 1.150.000. 1.150.000. 5 gam 30. Em chốt đơn cho 1.200.000. Dạ, rồi em sale nhẫn này em đang có số lượng là 3 nhẫn, em chốt đơn 1.200.000 gam. Ừ, mới báo cho chánh xã đó nè. Ai biết vụ gì đâu, tự nhiên mới giúp rồi chị chuyển đủ rồi, chị chuyển đủ tiền hỏi gì tao không hiểu luôn. Nói chị báo xã rồi, bên kia chị Vinh bán rồi. Rồi xả hai chiếc nhẫn luôn nè con ơi, Dung Vũ xả nhẫn nam nè con ơi. 12 năm với chi, đứa nào đâu rồi Phương ơi, lấy hai chiếc nhẫn nam ra bán lại con. Dạ, rồi em chốt đơn nhẫn này giùm em 6.360.000. Thương hiệu LV. Đó chị Dung Vũ với lại chị yêu Cẩm Tú Lê đó, nó có hai chiếc nhẫn nam đó, Cẩm Tú Lê lấy hai chiếc 22 triệu mấy. Rồi em chốt đơn cho 1.100.000 nha. Nhẫn này sale 1.200.000 cả nhà. 6.360.000. Rồi lên luôn còn một chiếc nữa đó con. Này đánh dấu hỏi Cẩm Tú Lê. Rồi, ê nô nô tào lao. Cẩm Tú Lê kéo chiếc nhẫn kia lên trên chứ đó người ta lấy mà. Chứ đó người ta lấy bèo, 6.360.000 sale 1.200.000 vàng hồng. 6.360.000 sale trong 1.200.000. Rồi dòng này xinh bắn mắt này mấy chị, em về được 3 dòng, 2 dòng thôi. Mà em nó cũng bắn mắt đâu mấy chị, tao bán 1.700.000, em bán 1.499.000 rồi. Dạ rồi, dây chuyền 4 tấc em sale trong 1.150.000. 10.900.000, quá rẻ. Dây trái tim một khúc chạm một khúc trơn, đeo cực kỳ là lâu cũ. Mặt túi tiền có, mặt túi tiền chút xíu nốt lại đi à, Duyên ơi cho bạn ơi, Quỳnh Trâm nè, chút xíu em nốt lại số điện thoại bạn đi, chút có mặt túi tiền kêu bạn cho mình số điện thoại đi, cho trên tin nhắn đừng cho trên đây ha. Rồi dây chuyền 10.900.000 mấy chị, 10.900.000. Cho mình mượn cái son ơi, sao cái màu tao nó bị nhợt nhạt chứ ta. Mấy anh quỵ Facebook này giờ không cho cái app nào trơn, chợ tao like cuộc đời thiệt không. Nó không cho app gì trơn mấy chị ơi, kỳ cục. Hổm lại app đồ hen, bây giờ không app bài gì chứ. Hết đẹp mà. Bởi vì nhiều khi á, cái suy nghĩ là mình đẹp mà thật sự cuối cùng là cái app nó đẹp mấy chị ơi. Bây giờ mới biết là mình không đẹp. App này kỳ cục quá. Cái nó thấy bà băng kèm với bà ảo cái già quá hay sao. Nó không cho app nữa rồi. Trời kỳ. Hả con? Tạo là Facebook rồi con nha. Đẹp sẵn rồi Vinh ơi chị. Ừ nó dĩ với em. Có dây là LV đỏ hồng, mặt chữ T in về chưa? Có, mặt chữ T in có nha. Nè Vinh ơi, nốt lại chị Trâm cao mấy chị. Mấy chị cho số điện thoại trong tin nhắn đi mấy chị. Mặt chữ T đó Vinh có đó Vinh. À, chút xíu sau live stream mấy chị nhắn cho nó đi, tôi lấy cho. Mặt chữ T em có. Ok Thảo Lê 10.900.000 nè. Nhẫn nam em lên lại mấy chị 1.100.000 ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Nhẫn đang đeo là 15.800.000 nhẫn ý, còn em đang đeo là nhẫn sòn 3.500.000. Chốt giùm em là 12.500.000 em xem 1.100.000.
mấy chị tự nhiên không cho áp bài gì trơn, thiệt thử luôn. Cho chỉnh màu sáng sáng một chút xíu rồi mấy chị ơi, mắt áp hết trơn rồi. À, Quỳnh My dùm em chút đơm em 10.900.000. 10.900.000. Rồi em chốt đơn này, em là Nhẫn Nam, em sale có 1.1 nha mà, 12.500.000. 12 năm. Em đẹp với chị Mến, cảm ơn chị Mến. Có cái app để vui chơi chút xíu thôi. À, rồi chiếc nhẫn này đẹp luôn nè, em sale hết trơn 1.1 gram nè. Nhẫn mới nha, em về số lượng 5 em còn 1 cho nên em sale tặng luôn 1.1 gram một em. Rồi 1.1 gram một em, tất cả này là mã hàng độc hết, thị trường không có đơn. Và cái hãng bên này chỉ có em làm đại lý đặc quyền ở trên Việt Nam này thôi, em đăng ký bạn ấy thôi. À, bạn ấy không có được giao chai hết, chỉ được giao mình em. Duyên ơi, thay cho mình cái hộp đi Duyên. Này mới mốt đền Duyên đó, không chịu đâu. Đây nhẫn hoa tiết luôn em sale 1.1 triệu nè. Tất cả toàn là mẫu nhẫn đẹp không. Rồi em chốt đơn cho 1.1 gram hết nha. Đó chiếc nhẫn nữ hoàng đơn giản này luôn, cũng đẹp luôn, 1.1 gram. Siêu đẹp luôn em, rồi chốt. Đẹp không chị? Đồng hồ 2.2 đẹp ha. Trời mấy chị biết sao? Biết sao tại bán là phải đẹp, bán là phải chuẩn, phải uy tín. Tại vì mấy chị tin em mà. Giống như nhiều khi em giới thiệu mấy chị mấy cái chỗ mà em làm đẹp á, em tự trải nghiệm rồi, em thấy đẹp em chỉ mấy chị thôi. Chứ thật sự em đâu có quảng cáo giùm cho người ta hay ăn lợi ăn lắm hay đâu. Hồi xưa lúc em like á, mấy người ta bán kem, ta kêu em chỉ cần để hũ kem sau lưng em thôi, ta cho em 50 triệu á. Rất là nhiều người vậy luôn, thời mà em cho game mà 3 tỷ hu rồi em nổi đó mấy chị. Thời đó trời ơi, kêu em ăn cái mà em nói không. Phải trải nghiệm, chứ không phải lấy tiền của người ta rồi đem sản phẩm tào lao được mấy chị. Có nhiều khi biết còn chưa kinh doanh nữa, tại vì sợ làm không có tốt. Như nhân viên bây giờ làm tốt là mới dám làm thôi. Chứ hồi xưa á, em là người đầu tiên khởi xướng ba cái vụ mỹ phẩm ở trên livestream này trước mấy chị. Đợt dịch em là người khởi xướng đó, người ta lấy cái gọi là lấy cái chất xám của em ra để làm trước em á, tại vì lúc đó nhân viên em làm chưa tốt. Nói không mà đăng cái bài viết gì lên nha, khách lên comment chữ từ sáng tới chiều. Riêng muốn bị gọi là muốn bị lủng não luôn mấy chị. Bây giờ là mấy công việc nó mới tốt hơn thôi, đăng lên không bao giờ bị cự, chở inbox giá nhiều inbox giúp chị thôi này kia. Còn xưa chữ từ sáng tới chiều, chữ cái gì mà chữ dọc dọc, tại nhân viên làm chuyện tào lao nó không có đúng mấy chị. Hồi đó mình chưa có biết cách quy trình. À, rồi chúc em 3.75 gram xem 1.1 triệu. Giờ mới dám làm nè, tại vì là bây giờ bill bọng đồ ok hết rồi thì mới dám làm thôi. 4.125.000 xem 1.1 triệu, em có 5 chiếc. 4.125. Kêu chị Duyên hói mặt kim cương à, với lại hối đồ về tao Duyên ơi. À, tao giàu quá. Ngồi như trên đống lửa vậy đó. Nguyên, Mỹ Dương à. Rồi em chốt hết đó nha, em để người đầu người sau nha. À, người sau là em để chữ sờ đó Duyên ơi, tao để chữ sau lâu quá. Chữ ếch đó nghe Duyên. Rồi 4.125 em hết. 8.522 em xem. 9.042.000 quá rẻ đẹp. 9.042 quá rẻ đẹp nha. 9.042. Nhẫn nam 12 năm. Cho chị Liên Bích coi nhẫn nam 12 năm nãy có ai mua chưa con? Đây nè, cái này là chị 15.7 nè chị, 15.7. Đồng hồ 1.450.000. Em hỏi đồng hồ chiều nay về chưa bé Duyên? Trời không có đủ đồ mấy chị ơi, em nói thật sự làm mà nó không có phải cố gắng mà hối đồ cho mấy chị ấy, chứ nó không có kịp. Rồi 15.700.000. Còn đó chị Nguyễn Loan ơi, cho chị Liên Bích coi nhẫn nam đi, chế chiếc này ngầu nè. Ngầu như lý mặt sầu. À, 15.7. Đã chuẩn bị tới 14 tháng 2 cái lý mặt sầu. Rồi chốt đơn em 9.042. Dạ khôn mấy chị, mấy đứa nó uống năng hàng chứ đừng có bắt đầu nó dụ em, bắt đầu qua em tốn mấy trăm ngàn nữa mấy chị. Giờ mấy quỷ này ngày nó uống ăn uống mấy trăm ngàn của em đó. Rồi xong nó cũng phủi đích như thường à, có gì đâu, bình thường, nó có coi trân trọng em đâu. Giờ trân trọng người ta bao uống nè. Thôi nghỉ. Chưa kịp. Trời ơi bà đợi đi làm bước với tao không bao giờ sợ mấy con chủ luôn á chị. Chừng cái nào em lên cơn khùng lên thì nó tụi nó ship ghe, tụi nó từ từ nhẹ nhàng. Chứ em mà không lên cơn không ai sợ em chứ mấy chị ơi. 9.042. Em xem cho 1.1 triệu. Đồng hồ 1.450.000 kiếm hình đưa vô cho chế coi ha. À, cái nhẫn 12 năm đâu ta? Bỏ đâu tao không nhớ luôn, mày có giữ không bé? Trời ơi.
Vậy mà vô đồng hồ chị này trước đi, vô chị Bích Liên con cái đi. Nè mấy chị ơi, tôi đang bị mắc tiểu mà tôi không dám đi tiểu luôn. Mấy bà hứa với tôi, bây giờ 1.001 người tôi đi tiểu ra là cũng 1.001 người được không? Chứ nếu mà vì cái sự đi tiểu của tôi mà còn có 500 người chứ tôi tự giận quá à. Nè 12.500.000 lỡ đi ra mà còn có 500 người là tôi đi vô ngược lại. 9042 nhẫn 12 năm nè. Ừ, bắt đáng chết này nè, em quéo 2 giờ lên nè, mấy bạn thấy không? Em quéo 2 giờ lại là em đang gồng nó. Em đang gồng nó, nhưng mà giờ em đi vô. Em thường để ý em đi toilet xong rồi đi ra lấy mấy chị đi luôn à. 9.042 chiếc nhẫn này siêu đẹp luôn nha. Có một mình Bé Vinh có, xem 1.1.000. Lắc chân đi em hả? 4 là 5 ly 4 nước đi. Nước đi còn ta còn. Ê nghe nè bạn ơi, Màu ơi, kêu bạn nào chụp lắc chân cho tình yêu Nguyễn Thảo coi đi cưng. Nhỏ đó, được nó bán mấy quầy nó bán đồ. Em nói thiệt với chị nha, ngày xưa nó bán quầy, nó bán về 1, về 2, về 3, nó bán ít hơn em trên livestream. Mà bây giờ tụi nó bán nhiều hơn em, cho nên phải đồ phải chăm cho tụi nó vậy đó. Mày đợi nghe, em chạy vô cái em chạy ra liền nghe, hứa nha. Đi ra là em giặt đó. Rồi Quỳnh Như Đào nè. Nè Duyên ơi, mày canh mấy chị đi, chị nào đi ra là xí bùm bùm nha. Đi ra là xí bùm bùm đó, đem vô đái cái mấy chị quá trời. Chạy đi, ơi khoan sao chạy hết được, tự một đứa này đây nè Duyên. Vô cái đi con. Dạ. Rồi ok. Cái đít này chịu. Được rồi đó. Trời ơi. Mấy chị không kịp rửa tay luôn. Không có kịp rửa tay luôn mấy má. Thiệt sự luôn. Không có kịp rửa tay luôn. Trời ơi. Vậy. Thiệt sự luôn. Kéo xong luôn á trời ơi. Ốc mà nổi. Rồi tới bạn kia lên. Chú ấy lên xếp ấy lên chị gà lên chị nha. Vinh kéo không kịp. Tôi sợ mà bỏ tôi. Nè mấy chị nhẫn đẹp đẹp không nè. Rồi chốt lên em 1.1.000 gam rồi em 1.1.000. Lên luôn giùm em 1.1.000 đó, thấy tôi cực khổ chưa? 7 gam 23 chốt hơn 1.1.000 rồi, chốt luôn em và tụt quần trong vòng 2 phút. 7.953.000 siêu đẹp luôn em. 7.953 mấy chị ơi, xem 1.1.000 7.953 xem 1.1.000 rồi, quá rẻ đẹp, mặc túi tiền luôn em, không có số lượng là 5. Thi mà thì đi đáy nhanh cho tôi đậu đó mấy bạn. Tôi đậu đó. Dạ, 6 ly 3 có ơ đê đó, cục cưng 156 với 160 đó. Rồi em chốt mặt này lui em, mặt túi lui và tông em có số lượng là 5. Em chốt đơn cho giá 1.250.000, 5.3. 5.3 nhận 9042 em hết rồi, em còn nhận 7953. Nhận 7953 này siêu đẹp luôn giùm em. Đó, 7953. Dễ thương hết nấc à. Nó bảo nó em khùng là em hên lắm, mà chồng nó em khùng cũng chết. Rồi mặt này giùm em là chút đơm em 5.300.000, em có số lượng là 3. 5.3 em có số lượng 3 nha cả nhà ơi. Chút đơm 1250 Louis Vuitton túi đẹp luôn. Rồi đến tiệm mua được không em, ra được vậy? Trời ơi, chị lại em là như kho báo vậy đó. Lựa cho nó đã. 5.3 like nhẫn đi. Nhẫn này là 7.953.000, 5.3 em chốt cho em Trầu Nguyễn 1250, em có số lượng 5. Trời ơi mấy chị ơi, chu cha mà ơi. 5 ly 4 nước D VVS1 bán xe lệnh 2 giấy 81 triệu chế. 81 triệu chế ơi. Rồi nhẫn này chốt đơn lần nay em sale luôn trơn 1.1.000. Tất cả này bữa nay em sale 1.1.000 cho mấy chị nè. Mở cái em có một chiếc nha, hàng mới nha mấy chị. Đa số là đồ em về 5 em còn 1 cho nên em sale luôn, không nói nên lời, đẹp lắm. 7.6 triệu. 7.6 triệu chốt đơn. 7.6 triệu, em có chiếc một duy nhất bông mai đẹp, sale 1.1.000 nha. Đi tay em lo được. 7.6 triệu rồi, lắc vuông. Em có một cái lắc phen lật đẹp luôn em nè.
Ni tay em đang cầm ni tay 56 nha mấy chị, cắt ni được chứ không có ra ni được nè, đẹp luôn em. Ờ, nó nhận hộp của nó là nhận hộp như rất Việt giống như Sony đặng đó mấy chị, dù nó là hộp hộp cao cấp thôi. Nó đẹp hơn của Sony đặng luôn nha cả nhà, cái hãng bên này á chắc ăn luôn. Rồi em chốt đơn cho giá 1.399.000 nha. 7.6 triệu là ai đây? Linh Linh là may mắn nè, Xuân Xuân là mã sao nè. À, may mắn nè, rồi chốt đơn hết nè. Dạ lắc tay em 42.500.000. Rồi lên tay đẹp đó nha. Cái này unisex nha cả nhà, nam đều được, nữ đều được luôn em. Khẳng định 100% là hãng này đẹp hơn hãng Sony đặng luôn nha cả nhà. Đó, tôi không có nổ đâu mà em trong cái nghề của em là chắc ăn với mấy chị là nó đẹp vậy đó. À, hàng bên này là hàng hãng cao cấp. Mà bây giờ mấy cái hãng này tao cũng bán trên 1.5 triệu đó mấy chị, không có giá 1.3 triệu mấy đâu. Rồi em hết nha. Lắc vuông hộp à. Nhẫn 7.6 triệu, đường kính 19 không có. Em có một sợi dây một hộp này vàng hồng. Mấy chị ơi, cái dây này cực kỳ đẹp luôn nha. Em sale luôn trên 1.1 triệu nha. Dưới điều kiện là chị nào thích để hồng thì lấy hồng, còn không thích cái này thì em si trắng luôn cho. Cái dây này rất đẹp. Bên nhà em si trắng cực kỳ đẹp và cực kỳ bền và cực kỳ lung linh. Đẹp hơn màu rin, mấy chị mua đồ luôn nha. Đẹp hơn màu rin nha. Vì bên em có công thức gia truyền. Đó, nói vậy thôi, không nói nhiều. Đó, em không chỉ ai trên á. Rồi sale trong 1.1 triệu. Giá lắc tay là 42.500.000. 42.500.000 1.399. Nam xã. Rồi ok, chị xin đi xã. Rồi 42.500.000. Em chốt đơn giấy yêu thương đó, 42.500.000. Rồi dây chuyền 18.6. Cái này xi màu trắng cũng đẹp luôn nha mấy chị. 20.500.000. 20.500.000 em sale trong 1.1 triệu. Mua cái này xong để hồng cũng được, còn không chị nào nghe lời em khuyên, cái này xi trắng đi, xi trắng đẹp hơn. Xi trắng đẹp hơn. 20.500.000 em sale trong 1.1 triệu nha, dây cực kỳ sang. Rồi em lên cổ cho con. Bao sang, bao sang, bao sang, giả mang. À mấy chị đẹp lắm mấy chị ơi, xi trắng là bảo đảm ok hơn. Nào. Cái like là 1.299.000. 20.500.000. Chốt đơn cho 1.1 triệu. 20.500.000, 1.1 triệu. Đó, đẹp giả mang cho mấy chị, 1.1. 4.5 hai giấy hết rồi tình yêu. Em sale cho 1.1 triệu dây này. À, rồi nhẫn này giùm em nè, kiểu đẹp đẹp luôn em. Rino, bên em không có chốt Zalo, chị có chốt Zalo không? Có chuyện đó cái bị lộn không? Có tin nhắn tình yêu Ruby Game gì Duyên ơi. À, uy tín của chị nghe gì kỳ Duyên. À, bây giờ nói là gì nè, để chị đọc nguyên nhân. Chị gọi Zalo số này nói chuyện với em cho rõ ràng để giữ uy tín cho chị nha. Có gì với Duyên? Cái gì mà giữ uy tín hay là gì vậy cơ? Lại gì vậy? Nói đi, nói năm nay cho chị. À. Thì em tính đổi hết rồi chị đi. Thì giờ em tính lại cho chị giá đổi đi. Ừ, chỉ đơn giản nhẹ nhàng vậy đó. Bình thường cái ơi, đâu có gì đâu mà phải nóng giận. Em là vô tư, cái gì giải quyết được vấn đề là không phải là vấn đề. Quan trọng là tình cảm mình thôi, 20.500.000. Tính là chị giá đổi thôi là xong rồi, đâu có gì đâu. Trời ơi, chuyện nít với bà ơi, bà. Bún thùng cái một. 7.359.000 nó đơn giản, cái phần dư của chị em thâu vô. Giờ chị có mua đồ nhiều thì em xí xá em tính đổi đồ là xong, gì đâu. Bình thường 7.359.000 cái đó nên hỏi chuyện tiếng á. Chứ không phải đợi mà chị giận xong mới hỏi chị nha. Cái đó đang không có được khôn khéo đó. Đang like cứ qua hỏi chị nhẹ thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Bình thường mà. Đúng không? Giờ nó đơn giản, chị có mua đồ mình nhiều thì giờ chị em tính giá bán thôi. Giờ nếu mà ấy vậy ta đi trước ở đâu đó, giờ tính đổi được không? Nhẹ nhàng thôi, gì đâu. Trời ơi, cái bà này. Rồi nhẫn bông mai em sale luôn trơn 1.250.000. Bông mai laser 7.259.000 là 7.359 với chốt tú kim. Để nó tính nó cho cuộc.